chương 2712. Thẩm vấn nan đề. Nguồn. Mê truyện audio com Trao đổi hết ánh mắt, hai người ai cũng không nói còn lại, an tĩnh đứng tại chỗ. Trước khi tới, Trương Huy đã nói, chính mình tới nơi này, chỉ hiệp trợ, hết thảy đều lấy địa phương an bài làm chủ, không thể đoạt người ta danh tiếng. Một cách tự nhiên, dưới loại tình huống này, thì không nên nói chuyện nhiều, toàn quyền để bọn hắn xử lý. Lưu đội, vẫn là để ta tới đi. Tô Dĩnh nhàn nhạt nói, trên mặt biểu lộ bình tĩnh, biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Cũng được, ngươi là phương diện này người trong nghề, nhanh điểm đem miệng của bọn hắn cậy mở, thời gian không nhiều lắm. Minh Bạch An bài hết thẩm vấn sự tình, Lưu Thanh Minh đem người đều đi ra ngoài đón. Việc này giao cho tiểu tô làm là được rồi, nàng đang tra hỏi phương diện, vẫn rất có một bộ, khẳng định không có vấn đề. Chu Tuấn Trì cũng không nói gì, chỉ là gật đầu đáp ứng. Buổi trưa, mấy người cùng một chỗ ăn cơm, buổi chiều bắt đầu thói quen vụ án. Thông qua Lưu Thanh Minh tự thuật, Lâm Dật tiến một bước biết được, nhóm người này quy mô, có thể muốn sao chính mình tưởng tượng bên trong lớn. Tại Trung Hải và Bình Giang thành phố, đều có bọn họ cứ điểm. Mà bắt tới bốn người, chỉ là trong đó một bộ phận. Về phần bọn hắn bản chất, thì là đánh lấy Mao Sơn đạo sĩ chiêu bài, hướng các mặt của xã hội chào hàng thuốc giả thu lợi. Lưu đội, báo cáo ra. Ngay tại nhanh lúc tan việc, một người đàn ông tuổi trẻ đi đến, trên tay còn cầm lấy mấy cái phần văn kiện. Trước đó bắt được nhóm người kia, bọn họ chào hàng dược vật, bên trong chứa thuốc kích thích thành phần. Mấy người biến sắc, biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Chào hàng thuốc giả cùng bán chứa thuốc kích thích dược vật, thế nhưng là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Bên trong giam giữ mấy người, bọn họ bán đồ vật, có vấn đề a? À? Cái này ngược lại là không có, chỉ là phổ thông thuốc giả, đi qua xét nghiệm về sau, phát hiện một viên thuốc thành bản, ước chừng tại hai mau tiền hai bên, nhưng bọn hắn bán 198, đây cũng là làm trái điều lệ tương quan. Lâm giật cộc cộc miệng, cái này mẹ nó so trương hữu phúc đen nhiều. Nhưng thông qua mua thuốc người khẩu cung, bọn họ nói, bán cho bọn hắn thuốc người, đều tự xưng là Mao Sơn Đạo Sĩ, là lưu truyền nhiều năm bí chế cách điều chế, cho nên ta suy đoán, lúc trước bắt người, khả năng cùng hôm qua bắt người, đến từ cùng một nơi, chỉ cần cậy mở miệng của bọn hắn, án kiện liền có thể có nhảy vọt tiến triển. Lâm giật gật gật đầu, đối dạng này phân tích, biểu thị khẳng định. Được, ta đã biết. Lưu Thanh Minh lên tiếng, đồng nghiệp của hắn liền quay người rời đi hiện tại vấn đề thì kẹt ở chỗ này, miệng của những người này, so ta trong tưởng tượng cứng rắn. Lưu Thanh Minh nói, trước đó bắt mấy người, cái gì đều khai ra, nhưng chính là một mực chắc chắn, việc này là tự mình làm, cùng người khác không quan hệ, căn bản cũng không cho đào sâu cơ hội. Chu Tuấn trì điểm cùng khói, đồng thời cho Lưu Thanh Minh đưa một cái đi qua, nói, chúng ta tình huống bên kia, cùng các ngươi không sai biệt lắm, mạnh miệng muốn chết, tới một mức độ nào đó, đây không tính là phía trên là chuyện tốt. Xác thực. Lưu Thanh Minh gật gật đầu, nói. Tiểu tô ở phương diện này, thẳng thật sự có tài, trước đó cậy mở qua không ít nghi phạm miệng, đợi thêm sẽ đi, hẳn là sẽ có kết quả. Chu Tuấn Trì gật gật đầu, loại sự tình này rất phổ biến, cũng không nói gì. Lâm giật nhàn rỗi nhàm chán, cầm điện thoại di động cùng Lý Sở Hàm nói chuyện phím, là trong những người này, lớn nhất thảnh thơi một cái. Ước chừng đi qua hơn 20 phút, cửa ban công bị đẩy ra, tô dĩnh từ bên ngoài đi vào. Nhưng còn không đợi vào cửa, thì có thể cảm nhận được cơn giận của nàng, đã muốn tăng mạnh. Bà nội nàng, những người này thật sự là cần ăn đòn. Thế nào? Lưu Thanh Minh tiến lên hỏi. Cái gì đều không thừa nhận, một mực nói mình là oan uổng. Lưu Thanh Minh sắc mặt, cũng không khá lắm nhìn. Hắn đem hy vọng, đều ký thác vào tô dĩnh trên thân, hiện tại liền nàng đều thúc thủ vô sách, việc này chỉ sợ muốn không dễ làm. Còn có thời gian dài bao lâu? Tô Dĩnh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại có 17 giờ, liền đến 48 giờ nơi này không có người ngoài, đều biết quy củ. Nếu như không có thực chất tính chứng cứ, cũng chỉ có thể giam giữ 48 giờ, nếu không liền phải thả người. Hôm nay trong đêm xem xét, ta cũng không tin không cậy ra miệng của bọn hắn. Ừm. Đỏ thắm đội, chúng ta hôm nay trước thảo luận đến nơi này, đợi ngày mai xem xét ra tin tức, chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Được. An bài xong tục sự tình, lâm giật ba người liền rời đi. Dù sao cũng là tại địa bàn của bọn hắn, chuyện như vậy cũng không cần tự mình làm theo phân cục trời đi, Lâm giật xoay xoay lưng. Chính sự giúp xong, còn lại tư nhân thời gian, liền có thể chính mình an bài. Tuy nhiên cố diệt nhiên là nữ, nhưng cũng là cái thôn người, không có nhiều như vậy coi trọng. Dứt khoát mấy người liền đem ăn cơm địa điểm, chọn tại quầy hàng lớn. Vụ án này, các ngươi thấy thế nào? Chu Tuấn Trì cầm điếu thuốc nói. Khả năng so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Lâm giật nói ra. Trước trước sau sau, cũng coi là bắt không ít người, nhưng miệng của bọn hắn đều rất nghiêm, tổ chức tính cùng tính kỷ luật đều rất nghiêm, bình thường tổ chức cũng không có cái này bản lĩnh. Nhìn như vậy thì thú vị. Chu Tuấn Trị nói, ngươi còn nhớ hay không đến, chúng ta trước đó làm qua một vụ án, cũng là đi trong thôn bắt người, ngươi thật giống như còn đánh chết không ít. Lâm giật cười ha hả nói, nhớ đến, đoán chừng lần này cũng kém không nhiều, nhưng miệng của những người này, sao ta trong tưởng tượng cứng rắn, đoán chừng trong đó lợi ích quan hệ, cũng sao chúng ta trong tưởng tượng phải lớn trước xem tình huống một chút đi bọn họ thay nhau ra trận cần phải rất nhanh liền có thế có kết quả lâm giật cười cười chưa chắc làm gì ngươi còn chưa tin năng lực của bọn hắn giống bọn họ dạng này kẻ già đời nếu là không làm thật chỉ sợ không dễ dùng lắm hiện tại đã không lưu hành một bộ này cho nên nói việc này khó khăn cụ thể thì xem bọn hắn làm sao thao tác chu tuấn trì gật gật đầu mấy người cũng không có tại tiếp tục cái đề tài này các ngươi có hắn sắp xếp của hắn a à? sau khi ăn xong, Lâm giật hỏi. Hai người đều lắc đầu, người có những chuyện khác. Đến đều tới, tự nhiên muốn thể nghiệm phía dưới địa phương đặc sắc. Như thế ý kiến hay, cùng đi. Chu Tuấn Trì phụ họa nói. Ước chừng nửa giờ sau, xe tại một nhà tên là Ngự Long các trung tâm tắm rửa cửa ngừng lại. Người nói địa phương đặc sắc, cũng là tắm rửa. Cố diệt nhiên hỏi. Không phải vậy đâu. Ngươi thì không sợ cảnh sát lâm kiểm đem ngươi bắt đi. Đã từng có cái vĩ nhân nói qua, tìm làm người không tính phá giải. Chu Tuấn Trì. Cố Diệt Nhiên. Sau cùng, Cố Diệt Nhiên không có đi, Lâm Dật cùng Chu Tuấn Trì nghênh ngang đi hưởng thụ lấy một thanh. Sáng sớm hôm sau, Cố Diệt Nhiên lái xe tới đón hai người rời đi, còn thuận tiện mua điểm tâm. Đến phân cục đi sau hiện, Lưu Thanh Minh mặt lạnh lấy, Tô Dĩnh sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Lưu đội, tình huống thế nào? Không có chiêu. Thay nhau thẩm một đêm, vẫn là không nói. Lưu Thanh Minh bất đắc dĩ nói chương 2713 Ta đi bắt người Nguồn Mê truyện audio com Muốn không chúng ta đi thử xem Chu Tuấn Trì thử thăm dò hỏi Lưu Thanh Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái Thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi Đã đến 48 giờ Nếu như lại nói tiếp xem xét Thì không phù hợp quy định Chu Tuấn Trì nhìn một chút lâm vật cùng cố diệt nhiên Hai người các ngươi ý nghĩ đâu Khẳng định là đến xem xét Nếu không chúng ta lần này thì đi không Lâm vật nói ra, nhưng vấn đề là hiện tại không có thời gian, không có việc gì, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? tôi dĩnh nhìn lấy lâm vật, trên mặt lộ ra không chịu thua thần sắc. cũng là tiếp lấy xem xét a, à, còn có thể có biện pháp nào? nhưng người đã đang làm thủ tục, lập tức muốn đi. con gà con không đi tiểu, đều có cách nói, việc này giao cho ta là được rồi. Tô dĩnh còn muốn nói chuyện, lại nhìn đến bốn cái ngại phiền, từ bên trong nên ngang đi ra. đi ở trước nhất, mang dép cùng quần đùi, bẩn thiểu, lôi thôi lết thết. Người này Lâm giật hôm qua gặp qua, giống như gọi Dương Khánh Bằng, cũng là mấy người này bên trong dẫn đầu. Đi tới về sau, Dương Khánh Bằng ánh mắt rơi xuống tô dĩnh trên thân. Đã sớm nói với các ngươi, chúng ta là oan uổng, các ngươi bắt nhầm người, về sau đem sự tình làm rõ ràng lại bắt người. Nếu như tái phạm lần nữa, chúng ta liền muốn khởi tố ngươi. Ngươi còn muốn khởi tố ta? Chẳng lẽ không có thế a? À? Dương Khánh Bằng nói ra. Ngươi vô duyên vô cớ đem chúng ta chập tới, lại không thể chứng minh chúng ta phạm pháp, ta hoài nghi ngươi có mục đích khác. Dương ca, mình cũng đừng cùng nàng đồng dạng sau đo, lần này coi như xong. Người nói chuyện là Dương Khánh bằng đồng bọn, tên là Mạnh Vĩ Cương. Còn sót lại hai người, còn đang không ngừng cười, hoàn toàn không có đem tô dĩnh để vào mắt. Nhưng nàng lại không thể làm gì, bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Mấy vị, chúng ta đi trước, bye bye. Dương Khánh bằng nghênh ngang đi ra ngoài, tại cửa ra vào xoay xoay lưng, sau đó còn đốt điếu thuốc, tự như là đang gây hấn với. Chu Tuấn Trì bọn người mặt lạnh lấy, hận không thể đi lên cho hắn một chân. Chu ca, các ngươi tại cái này nghỉ một lát, ta đi qua nhìn một chút. Được. Nói, Lâm vật đi theo Dương Khánh bằng đằng sau đi ra ngoài. Rời đi sở cảnh sát về sau, bốn người đánh chiếc xe rời đi, Lâm vật cũng cũng giống như thế. Sư phụ, theo phía trước mặt chiếc kia E1AX45 xe. Làm gì, đây là muốn theo dõi A. À? Trung niên tài xế nói ra. Ngươi nói đúng. Ta chỉ có thể tận lực cùng, muốn là cùng mất đi, ngươi cũng đừng quán ta. Cho ngươi thêm 200. Ngài ngồi xong, cam đoan cho ngài cùng rõ ràng. Tài xế một chân chân ga đạp xuống, không có chút nào mập mờ. Lâm giật cầm điện thoại di động, quét 300 khối tiền đi qua, chờ đến lúc đó, trực tiếp liền có thể đi, để tránh chậm trễ thời gian. Ước chừng mở hai mươi mấy phút, Dương Khánh bằng bốn người xe, tại một nhà bên trong y quán trước cửa ngừng lại. Sau khi xuống xe, bốn người nhìn một chút, sau đó hướng về đông y quán đi đến. Lâm giật xuống xe, hướng về đông y quán mắt nhìn, bản hiệu thường thường không có gì lạ, nhưng phía dưới có một hàng chữ nhỏ, truyền thừa ngàn năm, mao y báu vật. Liền mẹ nó mao y đều làm ra đến, cũng không biết có hay không lông quần. Đậu đen rau muốn một câu, Lâm giật cũng đi vào Đông Y quán. Sau khi đi vào, phát hiện bên trong có không ít người, tuyệt đại đa số đều là chờ lấy chạy chữa người bệnh, nhưng Dương Khánh bằng bốn người nhưng không thấy. Cẩn thận Lâm giật, hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có có cửa sau, lúc này mới tính toán yên tâm. Tiểu Hỏa Tử, ngươi là không nên nhìn bệnh. Trước ở ta nơi này lĩnh cái số, đến đằng sau xếp hàng đi người nói chuyện đứng tại lâm vật bên cạnh mặc lấy một thân đạo bào tóc chải lên nghiêm chỉnh một bộ đạo sĩ cách ăn mặc ở trước mặt của hắn còn có một cái bàn nhỏ bài phía trên là liên quan tới hắn giới thiệu lâm vật đại khái quét mắt tên của hắn gọi trương đức hoành đạo hào thanh phong tự xưng là mao sơn đạo tổ các hồng 72 đời truyền nhân lâm vật biểu môi cái này thổi ngưu bức tư thế cùng trương hữu phúc có thể hoa ngang bằng ta không xem bệnh theo ngươi hỏi thăm chút chuyện chuyện gì trương đức hoành hỏi vừa mới tiến vào bốn người, bọn họ đi đâu? Nghe nói như thế, Trương Đức Hoành sắc mặt không phải rất dễ nhìn, quan sát tỉ mỉ lâm giật một hồi lâu, cảm giác người này cũng không đơn giản. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cũng chưa từng thấy qua ngươi nói bốn người, nếu như không có những chuyện khác, làm phiền ngươi rời đi nơi này, không muốn chậm trễ ta xem bệnh. Không nói đúng không? Không phải không nói, là ta thật không biết, mà lại ta còn có rất nhiều bệnh nhân, ngươi đừng chậm trễ thời gian của ta. Lâm Dật đang muốn nói chuyện, liền nghe ngồi ở bên cạnh trung niên phụ nữ nói ra trương đại phu thật vất vả ra một chuyến xem bệnh kéo dài làm hại chúng ta xem bệnh ngươi phụ đến nhận trách nhiệm a à? đối diện với mấy cái này vô tri rau hẹ lâm vật cũng có chút bất lực đại tỷ người này thì là lường gạt chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra a à? ngươi đang nói bậy bạ gì đó người ta là mao sơn hậu nhân chân chính đạo giáo danh sư ngươi lại còn nói người ta là tên lừa đảo những người khác cũng là chỉ trỏ, giúp đỡ trung niên phụ nữ nói chuyện cái này khiến trương đức hoành mười phần đắc ý không cần chính mình động thủ những người bị bệnh này một người một miếng nước bọt là có thể đem trước mắt người này chết đuối cậu thí đạo giáo danh sư lâm vật nói ra trước tự giới thiệu mình một chút ta là long hổ sơn thượng thanh cung đạo sĩ đây là ta giấy chứng nhận nếu bàn về gốc cây màu đỏ người này khẳng định so ra kém ta nhìn đến lâm vật trên điện thoại di động căn cứ chính xác sách ảnh chụp tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn không có nghĩ đến cái này đẹp trai tiểu tử lại còn là cái đạo sĩ mà cái này cũng ngoài Trương Đức Hoành dự kiến, nhưng hắn cũng không nóng nảy, ngược lại là chậm rãi nói. Ngươi có phải hay không ghen ghét y thuật của ta, cho nên đến tìm sự tình. Ta nói cho ngươi, trị bệnh cứu người bằng chính là bản lĩnh thật sự, ngươi dựa vào loại thủ đoạn này hung hăng càng quấy, là không làm nên chuyện. Vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì là bản lĩnh thật sự. Lâm Dật vừa tìm được còn lại căn cứ chính xác kiện. Ta lúc trước là Trung Hải Hoa Sơn Bệnh viện Tâm Ngoại Khoa chủ nhiệm, cũng là đương nhiệm Hoa Hạ Y học hội phó hội trưởng, các ngươi nếu là không tin có thể vào Internet ra, nói ta ghen ghét y thuật của ngươi, có phải hay không buồn cười điểm. Biết được lâm giật thân phận, những thứ này qua người tới xem bệnh, cả đám đều hết sức kinh ngạc, đều đưa di động đem ra, muốn nghiệm chứng thật giả. Võng thượng còn thật có tin tức của người này, thân phận hẳn không có làm bộ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra thần sắc chần chờ. Dạng này một người chuyên gia đều đứng ra, như vậy trước mắt cái này gọi Trương Đức Hoành người, tự hồ thì không đáng tín nhiệm. Chuyên gia đều đến làm chứng, chúng ta cũng đi thôi, vạn nhất ăn ra bệnh đến, không ai có thể thông cảm chúng ta. Được nhiều người ủng hộ, tại một người chỉ huy dưới, những bệnh nhân khác cũng lục tục rời đi. Thì liền trước đó dỗi qua lâm vật trung niên phụ nữ, cũng thần sắc thông thông rời đi. Thấy thế, Trương Đức Hoành sắc mặt cực kỳ khó coi, lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi là đến đập phá quán A. Chương 2714 Ta cho rằng ngươi có tội, ngươi thì có. Nguồn Mê truyện audio.com đập phá quán ngược lại không đến nổi, cũng là đến nghe ngóng mấy người tìm người không có, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay muốn là đừng mẹ hắn nhiều lời. Lâm Vật móc ra dao găm, đến tại Trương Đức Hoành trên cổ, người ở đâu đâu, nếu không ta thì đâm chết ngươi. Đối mặt sắc bén dao găm, Trương Đức Hoành sắc mặt trắng bệch, hắn, bọn họ trên lầu đây, phải để cho ta đánh, cái này nhiều không tốt. Nói, Lâm Vật thu hồi dao găm, không có lại phản ứng Trương Đức Hoành tuy nhiên tự xưng là Mao Sơn đạo sĩ, nhưng không thể bởi vì cái này thì tự tiện động thủ bắt người. Bốn phía nhìn một chút, Lâm vật cũng không có phát hiện bậc thang, nhân tiện nói: "Các ngươi đem trong thang lầu cất ở đâu?" Nhà thuốc bên cạnh cái kia cửa chính là. Lâm vật trực tiếp đi tới, cũng mở ra bên cạnh cái kia phiến màu đỏ thắm cửa, nhanh chân xông tới. Lầu hai bày biện rất đơn giản, thậm chí có thể nói không có bày biện. Càng giống là soát một lần trắng sơn phôi thô phòng, trung gian để đó một trương sớm đã cũ nát ghế sofa, cùng một trương xếp chồng bàn. Bốn phía còn để đó sớm đã ăn hết canh thừa thịt nguội, còn có con ruồi tại bay loạn. Lúc này, lầu hai có năm người. Trong đó bốn cái là Dương Khánh bằng bốn người, còn có một cái ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm điếu thuốc, biểu lộ nghiêm túc. Tên của hắn gọi Vương Tú Thành, là Dương Khánh bằng đám người nhà trên. Bình Giang thành phố một hệ liệt hoạt động, đều là hắn đang phụ trách. Lão đại, chúng ta không nói gì, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Dương Khánh bằng nói. Vương Tú Thành gật gật đầu, nếu như các ngươi nói đoán chừng cũng không về được nhưng gần nhất ra không ít sự tình nơi này đã không an toàn mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi nơi này đi biết nhưng tại lúc này lâm vật thanh âm truyền đến ta vừa tới làm sao lại muốn đi đây trêu tức thanh âm để mấy người tim đập rộn lên đột nhiên quay đầu phát hiện lâm vật từ phía dưới đi tới lại là ngươi vương tú thành biến sắc một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra hắn là ai là cảnh sát dương khánh bằng hung tợn nhìn lấy lâm vật ngươi thế mà theo dõi chúng ta chỗ để ý đến các ngươi những thứ này mạnh miệng người tự nhiên phải dùng điểm đặc thù biện pháp lâm vật cười nói các vị ta đều truy đến nơi này có phải hay không cho ta chút mặt mũi đem biết đến sự tình nói ra nếu không ta thì không có cách nào giao nộp ta không biết ngươi đang nói cái gì dương khánh bằng trấn định lại qua nhiều năm như thế hắn cũng coi là lão du điều hắn biết rõ cảnh sát không có chứng cứ liền không thể làm gì mình chỉ cần mình cái gì cũng không nói thì một chút việc đều không có. Ta biết các ngươi những người này cũng đều là kẻ tái phạm, sợ cảnh sát bộ kia, đoán chừng các ngươi sau ta đều rõ ràng, cho nên dùng thường quy biện pháp, các ngươi khẳng định là sẽ không nói, đã mềm không được, vậy liền tới cứng a. Năm người đều cẩn thận nhìn lấy Lâm vật. Bỗng nhiên, trên ghế salon Vương Tú Thành, giống như là nghĩ đến cái gì, lúc này chạy tới bên cửa sổ phía trên, hướng về dưới lầu nhìn một chút. Ngươi tự mình một người tới. Dù sao cũng là theo dõi, quá nhiều người dễ dàng xuất sai lầm ta chỉ có một người tới lâm vật nhàn nhạt nói lão đại làm sao bây giờ dương khánh bằng bốn người đứng ở vương tú thành bên cạnh thần sắc đã không giống trước đó như thế hốt hoảng vương tú thành gương mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên lâm vật không có chứng cứ thì không nên nói lung tung lời nói nếu như muốn bắt chúng ta thì xin lấy ra lệnh bắt nếu không ngươi chính là biết pháp lại phạm pháp không có ý tứ ta không có cái gì lâm vật nói ra mà lại ta vừa mới mới nói nếu như các ngươi không phối hợp chúng ta liền đến cứng rắn đến mức làm sao chọn thì xem các ngươi năm người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn nếu như có thể lựa chọn bọn họ tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhưng trước mắt thân phận của người này không giống nhau hắn là cảnh sát nếu như động thủ với hắn coi như đánh thắng chính mình cũng sẽ phạm pháp đến lúc đó sự tình thì nghiêm trọng đăng đăng đạp đúng lúc này trong thang lầu truyền đến tiếng bước chân rất nhanh mọi người thấy trương đức hoành vậy mà theo dưới lầu chạy tới hắn không là cảnh sát nhanh điểm đem hắn giải quyết rời đi nơi này không là cảnh sát mấy người biểu lộ lại là biến đổi loáng thoáng ở giữa lộ ra một cổ hưng phấn hắn vừa rồi tại dưới lầu chính mình nói trương đức hoành thở hỗn hển nói ra hắn là cái đại phu căn bản cũng không phải là cảnh sát vương tú thành nhìn về phía dương khánh bằng này sao lại thế này cái này dương khánh bằng cũng có chút mộng bức không biết giải thích thế nào chuyện này chúng ta đúng là sợ cảnh sát nhìn đến hắn, liền cho rằng hắn là cảnh sát đây. Vương Tú Thành ánh mắt hiếp lại, ánh mắt lần nữa về tới lâm vật trên thân. Nguyên lai like ngươi không là cảnh sát. Vương Tú Thành rất thông minh, hắn câu nói này cũng là đang thử thăm dò lâm vật. Chỉ cần xác định thân phận của hắn, như vậy sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Thế nào, chẳng lẽ không phải cảnh sát, liền không thể đến bắt các ngươi rồi. Nghe nói như thế, Vương Tú Thành khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Ta nói xuống mặt tại sao không có cảnh sát chỉ một mình ngươi tới, suy nghĩ cả nửa ngày ngươi căn bản cũng không phải là. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Ha ha. Vương Tú Thành cười lạnh một tiếng, nói. Chúng ta vừa mới không có động thủ, cũng không phải là sợ ngươi, mà chính là kiên kỵ thân phận của ngươi, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, nhanh điểm theo cái này lăn đi, bằng không đợi chúng ta động thủ thời điểm, ngươi liền phải nằm đi ra. Nằm ra ngoài. Vậy nhưng chưa hẳn. Móa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử hôm nay thì giết chết ngươi động thủ. Vương Tú Thành vung tay lên, Dương Khánh bằng bốn người, lúc này hướng về Lâm Dật xông tới. Hô thông. Lâm Dật nhấc chân một chân, đã Dương Khánh bằng trên thân. Kêu thảm một tiếng về sau, Dương Khánh bằng bay ra ngoài, nện vào mặt khác trên người một người, ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại hai người, cũng không có tốt đi nơi nào. Vài giây đồng hồ về sau, đều lẩm bẩm nằm trên mặt đất, làm sao đều đứng không dậy nổi. Cái này. Nhìn đến Lâm Dật thân thủ, Vương Tú Thành sắc mặt âm trầm hắn cũng không nghĩ tới, lâm giật sẽ lợi hại như vậy. "Móa nó, lão tử hôm nay thì giết chết ngươi. Vương Tú Thành lấy ra chủy thủ bên hông, hướng về lâm giật đâm tới. Lâm giật nghiêng người, tránh thoát vương Tú Thành dao găm, sau đó một cái đấm móc, đánh tới trên bụng của hắn. A à hét thảm một tiếng. Vương Tú Thành sắc mặt trắng bệch, dao găm rơi trên mặt đất, lúc này đã mất đi tri giác, kém chút ngất đi. Cái này, cái này sao có thể? Nhìn đến năm người đều nằm trên mặt đất, Tới thông phong báo tin trương đức hoành trận mắt hốc mồm Rất lâu không có lấy lại tinh thần Làm sao đem ngươi cho ngươi quên Đợi lát nữa đem ngươi cùng một chỗ mang đi Cùng bọn hắn làm bạn Ta, ta cái gì cũng không làm Ngươi bắt ta làm gì Bây giờ không phải là làm không làm ra vấn đề Lâm giật nói ra Là ta cảm thấy ngươi có tội Như vậy, ngươi thì có tội Chương 2715 Không phục Nguồn Mê truyện audio.com Trương Đức Hoành muốn chạy, nhưng chân của hắn đã mềm nhũng. Vừa bước ra một bước, thân thể thì có quắp trên mặt đất. Lâm giật lôi kéo cổ áo của hắn, ném tới ghế xô pha bên cạnh, chính mình nghênh ngang ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo. Nói một chút đi, nơi ở của các ngươi ở đâu, chỉ xứ người là của các ngươi người nào. Chúng ta cái gì cũng không biết, ta sẽ khởi tố ngươi. Vương Tú Thành lớn tiếng nói. Nếu có mạng sống ra ngoài, tùy ngươi làm sao khởi tố. Lâm giật đứng dậy, nắm lấy vương tú thành chân, đem hắn ngược lại nhấc lên, cả người tạo thành dựng ngược tư thái. Xã hội bây giờ tiến bộ, cho nên để cho các ngươi những người này chui chỗ trống, nhưng là đâu, còn có chút đặc thù bộ môn, thì có như vậy quyền lợi, mà lại mỗi ngày nghiên cứu, cũng đều là những vật này. Lâm giật nói ra. Nếu như ngươi không nói, vẫn treo, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nói, Lâm giật nhìn đến bên chân, có nửa bình nước khoáng, liền dùng chân đá lên, cùng sử dụng tay tiếp được đem nắp bình mở ra, lâm giật chậm rãi ngã xuống vương tú thành trên mặt. Nước khoáng theo mũi của hắn nói chảy xuống dưới. Khụ khụ khụ. Vương Tú Thành ho kịch liệt lên, bởi vì là dựng ngược tư thái, liền hô hấp đều hứng chịu tới trở ngại, rất nhanh liền biến thành tái nhợt sắc. Mộng bức. Dương Khánh bằng bọn người phủ. Cái này mẹ nó sau cổ đại cực hình còn hung ác a, à. lâm giật rất có chừng mực, không sai biệt lắm nửa phút về sau thì buông lỏng ra Vương Tú Thành. Cái sau như được đại xá, co quắp trên mặt đất, ho khan không ngừng lấy, vẻ mặt sợ hãi, tự như tại quỷ môn quan đi một lượt giống như. Hiện tại đến phiên các ngươi. Lâm giật nhìn lấy Dương Khánh bằng, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đừng đừng khác, ta phục, ta nói. Dương Khánh bằng dám ở cục cảnh sát phát lối, cũng không phải là của mình cốt khí cứng đến bao nhiêu, mà chính là trận chiến lấy bọn hắn không có bắt đến chính mình chứng cứ, không dám cùng chính mình động thủ. Giờ có khỏe không, tới một nhân vật như vậy, một chút quy củ đều không nói. Lại để cho hắn làm như vậy đi xuống, chính mình khẳng định đến bị cạo chết. Đừng nóng vội, ta chính là cái giúp đỡ, loại sự tình này vẫn là cùng trung hồ phân cục người nói tương đối tốt. Nói, Lâm giật lấy ra điện thoại di động, bấm Chu Tuấn Trì điện thoại. Chu ca. Ngươi tình huống bên kia thế nào, cần muốn giúp đỡ. Lâm giật mắt nhìn Vương Tú Thành, có vẻ như vẫn rất cần. Ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng gây ra rủi ro, chúng ta bây giờ dẫn người đi trợ giúp ngươi, đừng đem chính mình bị thương. Không không không, ta cái này không có chút nào nguy hiểm, ta là muốn cho các ngươi gọi xe cứu hộ tới, trước tiên đem người đưa ICU đi. Móa, bệnh cũ lại phạm vào đi, ra tay không nặng không nhẹ. Lâm giật cười ha ha một tiếng, ta cũng không muốn dạng này, nhưng bọn hắn không phối hợp, có chút dùng sức quá mạnh. Được rồi, đem địa chỉ của ngươi phát cho ta, chúng ta bây giờ đi qua. Được. Cúp điện thoại, Lâm giật đem địa chỉ phát đến Chu Tuấn Trì trên điện thoại di động, sau đó chính mình bắt đầu chơi game mobile. Ước chừng qua nửa giờ, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Chu Tuấn Trì cùng Lưu Thanh Minh mang theo mười mấy người vọt lên, phát hiện Dương Khánh bằng bọn người nằm trên mặt đất. Nhìn đến cảnh sát tới, Dương Khánh bằng người tự như thấy được cứu tinh một dạng. Cảnh sát đồng chí, van cầu các ngươi, nhanh điểm đem ta mang đi đi, ta cái gì đều nói, cũng không dám nữa cùng các ngươi trang bức. Nhìn đến Dương Khánh bằng thái độ, Lưu Thanh Minh cùng Tô Dĩnh đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ có thể có dạng này cải biến, đơn giản là lâm giật đối bọn hắn động thủ. Nhưng vấn đề là, Tại những người này trên thân, nhìn không đến bất luận cái gì vết thương, từ bên ngoài nhìn vào cùng người bình thường giống như đúc. Cho dù là ngồi sổm ở bên tường người kia, cũng chỉ là da thịt tím xanh, cũng không có ngoại thương. Thủ đoạn như vậy, cũng không phải bình thường người có thế có. Chu đội, dạng này không tốt lắm đâu, làm thành như vậy rất dễ dàng ra chuyện A. À. Lưu Thanh Minh nói ra. Ta không là cảnh sát, không có việc gì, yên tâm. Lưu Thanh Minh vỗ óc một cái ta làm sao đem việc này đem quên đi, chu đội, ngươi mang tới tiểu hỏa tử không đơn giản, nhưng hắn rời chức, tuyệt đối là các ngươi một tổn thất lớn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người có chí riêng, chúng ta cũng không thể ngăn đón hắn. Chu Tuấn Trì cười nói. Ngươi nói cũng đúng. Lưu Thanh Minh cười ha hả nói. Tiểu Tô, ngươi cũng nhiều học tập lấy một chút, đây đều là kinh nghiệm. Lưu Thanh Minh cũng không có ý gì khác, đều là tràn trên mặt lợi khách sáo. Nhưng Tô Dĩnh nghe, lại phá lệ không thoải mái trải qua thời gian dài, nàng đều là không chịu thua tính cách, trừ phi là lấy thực lực mang tính áp đảo thắng qua nàng, nếu không sẽ không thấp cao ngạo đâu. Nếu như ta có thể động thủ, sớm liền đem bọn hắn giải quyết. Tô Dĩnh ở trong lòng oán thầm nói, lưu đội, chúng ta trước đem những này người mang về đi. Chu Tuấn Trì nói, đến mức góc tường cái kia, trước hết đưa bệnh viện. Được. Tại Lưu Thanh Minh an bài xuống, Dương Khánh bằng người đều bị mang về sở cảnh sát. Đến mức Vương Tú Thành, thì được đưa đến bệnh viện nhưng căn bản không cần về sở cảnh sát ở trên đường thời điểm dương khánh bằng bọn người thì chủ động chiêu để lâm vật cảm thấy ngoài ý muốn chính là những người này tự hồ cũng không phải là giả mạo bọn họ là thật đạo sĩ căn cứ cũng là bình giang thành phố bên ngoài nam mao sơn lâm vật biết một chút tình huống phát hiện nam mao sơn là cái hợp pháp danh lam thắng cảnh mặc dù không có long hổ sơn hương hỏa cường thịnh nhưng ngay tại chỗ cũng coi như là có chút danh tiếng cái này khiến hắn vạn lần không ngờ một cái chính nhị bát kinh địa phương sẽ làm ra dạng này hoạt động sau khi trở về, mọi người về tới văn phòng, khai hội nghiên cứu bắt phương án. Chu đội, việc này các ngươi thấy thế nào? Lưu Thanh Minh rất khách khí, đem dẫn đầu phát biểu cơ hội, nhường cho Chu Tuấn Trì. Ta cảm giác vụ án này, cùng chúng ta trước đó gặp phải một cái rất giống, đều là chiếm cứ có lợi điểm, sau đó phát triển lớn mạnh, cái này cho bắt tạo thành rất lớn trở ngại. Chu Tuấn Trì nói xong, nhìn về phía lâm vật cùng cố diệt nhiên. Hai người các ngươi cũng nói nói ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy, bọn họ là cái có tổ chức có kỷ luật đội, chúng ta không thể khinh địch, cần phải phái thêm chút nhân thủ, đem bốn phía tất cả đường đều phong kín, sau đó lại phái thường phục tìm hiểu tình huống, dùng cái này đến chế định thích hợp nhất bắt kế hoạch. Người đây, tiểu giật. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm giật nói ra. Chỗ kia là du lịch khu, tuy nhiên hương hỏa không tính cường thịnh, nhưng mỗi ngày lui tới cũng không ít người, cho nên không thể nóng vội, vạn nhất bọn họ chó gà nhảy tường, thu thiệt vẫn là chúng ta. Lưu Thanh Minh suy tư và dây đồng hồ, cảm giác Lâm Dật cùng Cố Diệt Nhiên nói cũng có đạo lý, Chu đội, chúng ta mỗi người an bài hai người, lăn lộn đến bên trong nhìn một chút, chờ nắm giữ toàn phương vị tin tức về sau, lại tiến hành bắt, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề, theo lời ngươi nói làm là được. Cái kia quyết định như vậy đi. Lưu Thanh Minh ánh mắt, tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, nói. Hiện tại thì hành động, đừng cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Chương 2716 Vây công Nguồn Mê truyện audio.com Mọi người động tác rất nhanh, lại chế định kế hoạch về sau, liền bắt đầu hành động. Lâm Dật cùng Cố Diệt Nhiên một tổ. Tô Dĩnh cùng một tên khác gọi Trần Hạo đồng sự một tổ. Theo phương hướng khác nhau, tiến vào Nam Mao Sơn phong cảnh khu, đi trước dò xét tình huống, sau đó lại chế định bắt phương án. Hơn một giờ về sau, mọi người đi tới dưới núi, cũng đối chung quanh tiến hành bố khống. Mặc dù là đạo giáo trọng yếu chi nhánh, nhưng Nam Mao Sơn hùng vĩ trình độ, cùng Long Hổ Sơn là không có cách nào so. Nhưng là một cái phong cảnh khu, có thể nói là phi thường thành công, từ xa nhìn lại, tựa hồ so thượng thanh cung còn muốn phồn hoa. Mà cái này cũng có thể hiểu được, dù sao Bình Giang thành phố là cái không thiếu tiền địa phương. Xuyên qua trước mặt thôn làng, liền có thể đến Nam Mao Sơn. Đồng hành Tô Dĩnh nói ra. Chung quanh không có còn lại lộ tuyến A, làm sao còn phải xuyên cái thôn làng mới có thể đi qua. Cũng có, nhưng con đường này xem như tương đối tốt đi. Tô Dĩnh nói ra. Nghe nói nơi này đường, là thôn trưởng chủ động tu, chính là vì để du khách đều từ nơi này đi, từ đó kéo động kinh tế ngược lại là người thông minh. Lâm giật nói ra. Trước đi xuống xem một chút, nhưng muốn cẩn thận một chút, không muốn lộ ra chân ngựa. Yên tâm, chúng ta cũng là có kinh nghiệm lão cảnh sát, làm sao có thể phạm loại này sai lầm đây. Đồng hành Trần Hạo nói ra. Trần Hạo đối Lâm giật thái độ, không thể nói tốt. Bởi vì tại chế định kế hoạch thời điểm, Lưu Thanh Minh nói, để hắn phụ trách cái này tổ hành động. Cái này khiến trong lòng của hắn, sinh ra có chút oán khí. Lâm giật liếc hắn một cái, ngược lại là cố diệt nhiên ở bên cạnh đùng phải hắn một chút nói hiện tại liền bắt đầu đi trần hạo không nói còn lại chính mình xuống xe trước theo sát phía sau là tô dĩnh lâm vật cùng cố diệt nhiên không có gấp đi dù sao cũng là ngồi một chiếc xe tới nếu như cùng một chỗ xuống xe cũng không tiện chấp hành nhiệm vụ ngươi để người ta danh tiếng đoạt có chút tâm tình cũng coi là bình thường cố diệt nhiên nói cái này cùng đoạt danh tiếng không quan hệ, rõ ràng là Lưu Thanh Minh cho Chu Ca mặt mũi, một bên phụ trách một tổ, coi như ta không đến, ngươi cũng sẽ là nhóm này người phụ trách. Dù sao tuổi trẻ, nhìn không thấu những ân tình này sanh đời, cũng có thể thông cảm được. Cố Diệt Nhiên nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ bọn họ, vẫn là suy nghĩ một chút vụ án sự tình đi. Đợi lát nữa vào thôn thời điểm, phải cẩn thận một chút. Lâm Dật nói ra, ta cảm giác vụ án này cùng năm ngoái vô cùng giống. Minh Bạch. Ước chừng qua mười mấy phút, Lâm Dật cùng Cố Diệt Nhiên cũng xuống xe. Trước mặt ước chừng có hơn 100 mét khoảng cách, cần phải đi bộ mới có thể đi qua. Dưới núi thôn làng không tính lớn, tổng thể cho người cảm giác coi như sạch sẽ, mà lại rất thoải mái. Không nhìn thấy bận rộn bóng người, ngược lại rất nhiều người, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phím nói chuyện. Nhìn đến Lâm Dật cùng Cố Diệt Nhiên, thôn phía trên người, đều quăng tới dò xét ánh mắt, còn bí mật mang theo có chút phòng bị. Hai người không quan tâm những thứ này, cố diệt nhiên kéo lâm giật cánh tay tự như phổ thông tiểu tình lưỡng một dạng ngươi nhìn cửa cảnh khu lục tục có xe đi ra cố diệt nhiên chú ý lực cũng không có tại thôn dân trên thân mà chính là nhìn về phía cảnh khu một cái cửa hông lâm giật thuận thế nhìn sang phát hiện có hai cái dài hơn 4 mét trương hàng từ bên trong mở đi ra trước đi xem một chút chuyện gì xảy ra đi cố diệt nhiên gật gật đầu hai người hướng về phong cảnh khu cửa đi đến nhưng đi đến chỗ gần mới phát hiện phong cảnh khu đại cửa đang khóa lấy tình huống như thế nào không buôn bán a Lâm giật hướng về phía bên trong Bảo An hỏi kiểm tra tu sửa đâu qua mấy ngày lại đến đi Bảo An ngậm lấy điếu thuốc nói Lâm giật cùng Cố Diệt Nhiên liếc nhau một cái cảm giác có điểm gì là lạ nhưng hai người không có nói thêm cái gì chỉ là nhẹ gật đầu liền xoay người lại có phải hay không thật trùng hợp Cố Diệt Nhiên hỏi có cái này khả năng nhưng khái tỷ lệ rất thấp ở cái này mẫn cảm thời kỳ bọn họ đóng cửa lại đoán chừng bên trong sẽ có mờ ám Lâm giật nói ra. Ngươi hỏi một chút tô dĩnh, nhìn một chút các nàng cái kia tổ tình huống thế nào. Cố diệt nhiên gật gật đầu, đối với dưới cổ áo tiểu hình microphone nói. Ngươi tình huống bên kia thế nào? Một giây đồng hồ về sau, trong tai nghe truyền đến tô dĩnh tiếng nói chuyện. Đóng cửa, nhưng ta cùng Trần Hạo nhảy tường tiến đến. Được. Lên tiếng, cố diệt nhiên nhìn lấy lâm giật nói. Các nàng nhảy tường tiến vào, hai chúng ta làm sao bây giờ? Trước chờ tin tức đi, xem bọn hắn tình huống bên kia. Lâm giật nói ra. Đúng lúc này, tiếng nói chuyện từ nơi không xa truyền đến. Anh em, các ngươi có phải hay không muốn lên núi? Hai người tìm theo tiếng nhìn qua, người nói chuyện tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi, nhùm đầu tóc vàng. Dạng này người, trong thôn con rất phổ biến, cơ hồ đều là chơi bời lêu lỏng thanh niên vô nghề nghiệp. Ngươi có biện pháp? Lâm giật có chút hăng hái hỏi. Ta ở trên núi có nhận biết người, có thể đưa các ngươi đi lên. Bao nhiêu tiền một vị? Thanh niên tóc vàng đi tới, cười nói, không quý, 100 khối tiền một vị. Cũng được, đi thôi. Thì yêu mến bọn ngươi dạng này người sảng khoái. Thanh niên tóc vàng lấy ra mã vạch ma trận, lâm giật quét 200 khối tiền đi qua, giao dịch như vậy hoàn thành. Đi thôi, ta mang các ngươi đi lên. Thanh niên tóc vàng rất sảng khoái, làm việc cũng không dây dưa dài dòng, mang theo hai người hướng về phong cảnh khu cửa đi đến. Các ngươi là có chuyện gì a, à, gấp gáp như vậy lên núi? Không có việc gì, cũng là mộ danh mà đến, không nghĩ tới còn đóng cửa. Nguyên lai là dạng này cái kia gặp phải ta, coi như các ngươi may mắn, ngoại trừ ta, còn thật không ai có thể mang các ngươi đi vào. Xác thực. Lâm giật cùng đối phương, câu được câu không trò chuyện, chú ý lực đều bỏ vào năm Mao Sơn phía trên. Rất nhanh, ba người tới cửa chính, thanh niên tóc vàng hướng về phía nói ra. Mã đại gia, kéo cửa xuống, chúng ta tiến đi vòng vòng. Bảo an mắt nhìn thanh niên tóc vàng, lại nhìn một chút lâm giật cùng cố diệt nhiên, cũng không có nhiều lời còn lại, liền đem chết cửa mở ra. Nhưng sau khi đi vào, thanh niên tóc vàng cũng không có mang theo hai người tiếp tục thâm nhập sâu ngược lại là ngừng lại hai người các ngươi đi trước phòng bảo an đợi lát nữa ta ca là cái này quản lý ta đi nói với hắn một tiếng nếu không hai người các ngươi không thể ở bên trong đi loạn sẽ có người bắt các ngươi được thanh niên tóc vàng gật gật đầu ngậm lấy điếu thuốc trời đi bảo an thì ngồi ở bên ngoài cũng không vào được ý tứ ngươi có phát hiện hay không người này có điểm gì là lạ, lạ cố diệt nhiên nhỏ giọng nói không chỉ là hắn không thích hợp người an ninh kia cũng không thích hợp. Lâm giật nói ra. Nhìn hắn tư thế kia, căn bản cũng không giống như là cò mồi. Còn có những cái kia xe vận tải, cảm giác cũng không đúng lắm. Trước xem tình huống một chút lại nói, tối thiểu nhất là tiến đến. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tối thiểu phải có mười mấy người. Cầm đầu là cái dáng người to con đại hán, sau lưng theo mười mấy người, vừa mới thanh niên tóc vàng, cũng tại bên cạnh hắn. Ca, cũng là hai người kia chương 2717. Ngoài ý muốn. Nguồn. Mê truyện audio com Lâm giật ánh mắt, tại mười mấy người trên thân đảo qua. Đây là ý gì? Tiền ta đều bỏ ra, các ngươi chính là như vậy chiêu đãi du khách. Xác định các ngươi là phổ thông du khách. Dẫn đầu tráng hán nói ra. Nói nhanh một chút, các ngươi có phải hay không cảnh sát? Ta muốn nói không phải là các ngươi sẽ tin a à. Lâm giật bình tĩnh mà nói. Đừng cho là chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, cửa thôn giám sát, đều đã phát hiện các ngươi, xem các ngươi tư thế liền biết là cảnh sát. Tráng hán biểu hiện, ngược lại để lâm giật có mấy phần ngoại ý muốn. Những người này nhìn như bề ngoài xấu xí, nhưng phản trinh sát năng lực ngược lại là rất mạnh. Trừ cái đó ra, những người này bố cục, cũng muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm nghiêm mật. Thế mà còn tại cửa thôn vị trí bố trí cameras, đồng thời ẩn tàng tốt như vậy, cái này liền cần chút bản lĩnh. Đến lúc này, thân phận của chúng ta cũng đã không trọng yếu đi. Lâm giật bình tĩnh nói. Ngươi làm ra chuyện như vậy, bản thân liền là phạm pháp. Ta lười nhát cùng các ngươi nói nhảm, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có ngu đến mức, muốn cùng các ngươi động thủ, thì làm phiền các ngươi ở nơi này một hồi, đừng đi ra. Sau đó, tráng hán đối thanh niên tóc vàng nói ra. Đem cửa sổ cùng cửa đều đã khóa, đừng để hai người bọn họ đi ra ngoài. Biết đại ca. Chúng ta đi, còn có chính sự muốn làm đây. Xử lý xong lâm giật cùng cố diệt nhiên, tráng hán chuẩn bị mang người rời đi, lại bị lâm giật từ phía sau gọi lại sự tình đều làm, muốn tùy tiện đi, thì không được bình thường đi. Ưm. Ừ. Tráng hán đột nhiên quay đầu, trên mặt biểu lộ cũng trở nên lên. Ta cảnh cáo ngươi, đừng ý vào chính mình là cảnh sát, thì không đem chúng ta để vào mắt, lão tử chỉ là không muốn cùng ngươi động thủ, đừng cho là ta sợ ngươi. Nói nhảm thật mẹ nhà hắn nhiều. Lâm giật đứng dậy cũng là một chân, rắn rắn chắc chắc đá tráng hán trên thân. Cái sau không có kịp phản ứng, bị lâm giật đá ngã xuống đất. Móa, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Tráng hán mắng một câu, đoàn người cùng tiến lên, cho ta giết chết hắn. Mười mấy người móc ra gia hỏa, thần thái không chần chờ chút nào, thật dám cùng lâm vật liều mạng. Từ một điểm này phía trên, lâm vật có thể nhìn ra, những người này cũng đều là dân liều mạng. Đồng dạng lưu manh côn độ, trên thân cũng không có cổ này chơi liều. Rất nhanh, lâm vật tâm lý thì có quyết đoán. Đối mặt dạng này người, nhất định phải giải quyết dứt khoát, không thể chậm trễ bất luận cái gì thời gian, nếu không dễ dàng chậm trễ sự tình muốn đến nơi này, Lâm giật đem mục tiêu, nhắm ngay lớn nhất người phía trước, cũng một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Xoạt xoạt. Trong chốc lát, nước xương thanh âm truyền đến. Bị đánh trúng người, trên mặt đều là huyết, che mũi nằm trên mặt đất thẳng đánh lăn. Lâm giật rất thủ đoạn ác độc đoạn, tới một mức độ nào đó chấn nhiếp tráng hán cùng thanh niên tóc vàng. Biết thân phận của bọn hắn không giống như, lại không có nghĩ đến người này ác như vậy. Đoàn người đừng lạc đàn, chém chết bọn họ, nếu không ai cũng không sống được. Mười mấy người đỏ mắt, bọn họ rất rõ ràng, những năm này chính mình chỗ làm hoạt động. Nếu như bị bắt, ít nhất đều là 10 năm cất bước, hiện tại đến thời khắc máu chốt, tuyệt không thể mềm lòng. Thì các ngươi điệu bộ này, đệ nhị thấy chiến đội cảm tử, cũng không bằng các ngươi. Cẩn thận một chút, lúc này đừng phân tâm. Cố diệt nhiên nhắc nhở. Phân tâm cũng không quan hệ, một đám tiểu lâu la mà thôi. Lâm giật động tác cực nhanh, tự như có thể nhất tâm nhị dụng một dạng, tại cùng cố diệt nhiên lúc nói chuyện, còn nghiêng người tránh thoát công kích của đối phương nắm lấy thanh niên tóc vàng cánh tay dùng lực hướng về sau một tách ra ngay sau đó là chói tay kêu thảm thanh niên tóc vàng kém chút ngất đi bừng bít lấy cánh tay của mình nằm trên mặt đất trung rẩy những người còn lại cũng không có tốt đi nơi nào không đến ba phút liền bị lâm giật đánh đầu rơi máu chảy không có một người có thể đứng lên được mà đứng ở bên ngoài bảo an cũng không có may mắn thoát khỏi bị cố diệt nhiên bắt vào trong nhà tha chết làm một nghìn cũng không buông tha một cái giờ này khắc này lâm vật cùng cố diệt nhiên đã nhận định phong cảnh khu bên trong mỗi người chỉ sợ đều không phải là người tốt không thể bỏ qua một cái lâm vật móc ra phòng ngự đại sư giao găm ngồi sổng ở trán hán trước mặt hỏi các ngươi cái gì liền đáp cái đó đừng để ta nói nhảm ngươi ngươi muốn hỏi điều gì cái này cái đạo quan là chuyện gì xảy ra hậu trường trưởng khống toàn cục người là người nào ta ta không biết mẹ nhà hắn thật coi lão tử dễ nói chuyện sẽ còn đi với các ngươi trình tự tư pháp tiếng nói vừa ra, lâm giật một đao đâm xuống dưới, cắm vào trán hán bắp chân. Nói, vẫn là không nói. À, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, trán hán sắc mặt trắng bệt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Là, là quan chủ, hắn gọi quách hướng dương, chúng ta đều là thủ hạ của hắn. Hắn hiện tại ở đâu? Hắn là còn ở trên núi, ta cũng không biết đi hay không. Trán hán cố nén đau đớn nói ra. Có ý tứ gì? Hai ngày này, người phía dưới liên tiếp ra chuyện, quan chủ cảm thấy nơi này không an toàn, chuẩn bị rút lui, đồ vật đều tại ra bên ngoài chuyển, ta không biết hắn hiện tại, còn ở đó hay không trên núi. Nghe nói như thế, Lâm Dật cùng cố diệt nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Vừa mới nhìn đến xe vận tải lớn, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là bọn họ chuẩn bị đường chạy. Liên hệ tô dĩnh các nàng, làm cho các nàng tới tập hợp, tùy thời chuẩn bị đồng thủ. Biết. Tại cố diệt nhiên người liên hệ thời điểm, Lâm Dật cũng không có nhàn rỗi. Đem trên đất người tất cả đều kích choáng, để tránh bọn họ vướng bận. Hỏi xong a, à, Lâm giật hỏi. Cố diệt nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, đi qua nửa phút, còn không cho ta hồi âm đây. Lâm giật cùng cố diệt nhiên, đều có kinh nghiệm phong phú, dạng này khác thường tình huống, để bọn hắn dự cảm được không ổn. Lại phát một lần. Cố diệt nhiên gật gật đầu, bê tổ, bê tổ, nghe được xin trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến hơn một phút đồng hồ về sau, đối diện vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Có khả năng ra chuyện. Lâm giật cầm qua cố diệt nhiên trên tay tiểu hình microphone, cũng nhấn chốt mở. Quách hướng dương, ngươi muốn là nghe được, thì về một câu. Tại dưới tình huống bình thường, thu đến đồng bạn tin tức, là muốn trước tiên hồi phục. Liền xem như không tiện, cũng muốn làm ra một số nhỏ bé tiếng vang, đã nói cho đồng bạn, mình bây giờ tình huống. Nhưng bây giờ, liên tục hai lần kêu gọi đều không có bất kỳ cái gì trả lời, thì đủ để chứng minh có đại sự xảy ra. Lần này, hai người đều không có chờ quá lâu, trong tai nghe truyền đến thanh âm. Thật sự là lợi hại, vậy mà có thể tìm tới nơi này, ta quách hướng dương bội phục đều đến lúc này, nói những thứ này nữa thì không thích hợp." Lâm vật trấn định nói ra. "Đồng nghiệp của ta ở đâu, đem các nàng thả." "Ha ha." "Thả?" Quách Hướng Dương cười lớn nói, "Ta đoán các ngươi người, cần phải đem năm Mao Sơn đều bao vây, nếu như đem bọn hắn thả, ta còn đi như thế nào? Ta khuyên các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái mạng nhỏ của nàng ngay tại trên tay của ta, cùng lắm thì thì cùng chết, nhìn xem ai sợ ai." Chương 2718. Dốc hết toàn lực Nguồn Mê truyện audio.com Lâm giật mặt âm trầm, không có lại nói tiếp, cũng đóng lại microphone. Hiện tại không dễ làm. Cố diệt nhiên thấp giọng nói. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lâm giật đứng dậy, nắm lấy bị đánh hấp hối tóc vàng, dẫn ta đi gặp quách hướng dương. Tốt tốt tốt, ta dẫn ngươi đi. Thanh niên tóc vàng đã bị Lâm giật hù chết, đừng nói là động thủ, dù là một ánh mắt, đều có thể cho hắn cho sợ tè ra quần. Đi. Lâm giật nói một tiếng. Hai người lúc này đứng dậy, mang theo thanh niên tóc vàng, hướng về trên núi đi đến. Nhưng tại rời đi thời điểm, Lâm Dật vẫn không quên đem cửa cửa sổ toàn bộ khóa, để tránh những người này đi ra vướng bận. Tại thanh niên tóc vàng chỉ huy dưới, ba người rất nhanh hơn núi, cũng đi tới thái sư điện trước cửa. Lúc này, không ít người ở chỗ này vận chuyển đồ vật, Lâm Dật cùng cố diệt nhiên xuất hiện, đưa tới bọn họ cực lớn cảnh giác, cũng tự động đứng chung với nhau. Quách Hướng Dương ở đâu? Lâm Dật tra hỏi, cũng không có đạt được kịp thời trả lời nhưng rất nhanh, tại đại điện bên trong, thì truyền đến thanh âm, lần lượt từ bên trong đi tới không ít người. Tô Dĩnh cùng Trần Hạo đều bị trói lại, tại các nạn bên cạnh, còn đứng lấy cái trung niên nam nhân, mặt trên người đạo bào, lạnh lùng nhìn chầm chầm lâm giật cùng cố diệt nhiên. Không cần nghĩ cũng biết, người này cũng là quách hướng dương. Thân hình của hắn hơi gầy, xương gò má nổi bật, mang theo một bộ hào hoa phong nhã kính mắt. Nhưng tổng thể cho người khí chất, cũng rất âm trầm, giống như tự mang một cổ xa cách cảm giác. Vừa mới nói chuyện với ta người, thì là các ngươi đi. Đem các nàng thả. Lâm giật sắc mặt trầm thấp nói. Thả các nàng. Quách hướng dương cười lạnh nói. Tiểu hỏa tử, các ngươi có thể tìm tới nơi này, quả thật có chút bản lĩnh, nhưng ngươi lời mới vừa nói khẩu khí, ta không thể nào ưa thích. Đối mặt lâm giật cùng cố diệt nhiên, thậm chí tại rõ ràng biết bên ngoài có cảnh sát bao vây tình huống dưới, còn có thể nói ra nếu như vậy, đủ để chứng minh quách hướng dương năng lực cùng tâm trí, đã vượt qua phổ thông tội phạm một mảng lớn. Không cao hứng cũng không có cách, đánh lấy Mao Sơn đạo sĩ danh nghĩa, ở chỗ này chế tạo chào hàng hàng cấm, kết quả của ngươi liền đã đã chú định. Lâm giật nói ra. Đến mức ngươi, cũng cũng không cần ông lấy tưởng tượng. Đối mặt quách hướng dương, Lâm giật thái độ, đối lập cẩn thận. Hắn có thể bắt lấy tô dĩnh cùng Trần Hạo, cũng không phải là bởi vì các nàng có thể sức yếu, ngược lại là quách hướng dương năng lực quá mạnh. Đối mặt một người như vậy, nếu như đem hắn ép, chuyện gì đều làm được. Ha ha. Quách hướng dương cười lạnh một tiếng, nói cũng không sợ nói cho ngươi, cục diện như vậy, ta tại 10 năm trước liền gặp được qua, mà lại lần trước sau cái này còn nghiêm trọng, ngươi nhìn ta hiện tại, không giống nhau sống rất tốt sao? Cho nên, ngươi là tại hướng ta thì uy a. À. Ngươi lý giải ra sao đều tốt, nhưng hai người kia tại trên tay của ta, ta quách hướng dương liền có thể rời đi. Quách hướng dương ngữ khí bình tĩnh, lời nói ở giữa, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Đúng rồi, không chỉ đám bọn hắn hai cái, hai người các ngươi cũng đừng hồng đi. Đúng lúc này, thanh niên tóc vàng tìm đúng thời cơ, hướng về quách hướng dương chạy tới cũng đứng ở phía sau của hắn lão đại ngươi nhất định không thể bỏ qua bọn họ ta đại ca đã bị đánh cho tàn phế nhất định muốn cho ta đại ca báo thù a à. việc này ngươi làm rất xinh đẹp trước tiên phát hiện những thứ này người khả nghi chờ sau khi ra ngoài ngươi thì đại khu người phụ trách thanh niên tóc vàng sắc mặt vui vẻ tạ ơn lão đại nhiều quách hướng dương gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía những người khác đem hai người kia bắt lại đợi lát nữa cùng một chỗ mang đi vâng hai mươi mấy người ai cũng không có mập mờ, làm thành một vòng, đem lâm giật cùng cố diệt nhiên vây vào giữa. Đến lúc này, bọn họ đều rất rõ ràng, tình cảnh của mình đã rất nguy hiểm. Mà lúc này mấy người này, chính là mình hộ thân phù. Bắt càng nhiều người, chính mình sống sót tỷ lệ lại càng lớn. Không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Ngươi nhìn chầm chầm quách hướng dương, nếu như hắn có bất kỳ nguy hiểm nào động tác, thì nổ súng đánh chết. Lâm giật nhỏ giọng nói. Cố diệt nhiên cẩn thận gật đầu, nhẹ nhẹ mồ hôi rịnh, theo trần bóng trên trán rỉ ra. Nàng có lòng tin, một thương đem quách hướng dương đánh chết. Nhưng nàng sợ hãi chính là, quách hướng dương tốc độ nhanh hơn chính mình. Một khi hành động xuất hiện sai lầm, đều có thể tạo thành không thể thừa nhận ảnh hưởng. Động thủ. Quách hướng dương ra lệnh một tiếng, hai mươi mấy bóng người như bị điên, hướng về lâm giật vọt tới. Lâm giật thần sắc lạnh lùng, cũng lựa chọn chủ động xuất thủ. Nhìn lấy xong tới người, đối diện cũng là một quyền. Xoạt xoạt. Nước xương thanh âm truyền đến, cái thứ nhất xông lên người, toàn bộ bộ mặt đều sập xuống dưới, vô cùng thê thảm. Nhìn đến đồng bạn xuống tràn, người chung quanh bỗng nhiên cảm giác lưng mát lạnh. Cái này cảnh sát muốn so chính mình tưởng tượng bên trong ác hơn. Nhưng đến một bước này, mình đã không có đường lui có thể nói, nhất định phải đem hai bọn họ cái cầm xuống. Ý nghĩ của bọn hắn rất tốt, đổi lại là những người khác, kế hoạch cũng có thể thành công. Chỉ tiếc, bọn họ gặp phải người là lâm giật. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, so lâm giật lợi hại hơn người, chỉ sợ đều không cao hơn 20 cái coi như đến 200 người, kết quả cũng sẽ không có lo lắng. Dốc hết toàn lực, nhất quyền phá vạn pháp. Trước thực lực tuyệt đối, niềm tin cùng trí tuệ, đều là bất kể dùng. Trước trước sau sau, hết thảy 23 người, Lâm Dật dùng không đến 5 phút đồng hồ, thì đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã xuống đất. Thảm nhất chính là thanh niên tóc vàng. Vốn cho rằng theo những người này, liền có thể báo vừa mới một tiễn mối thù, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị đánh. Hơn nữa còn là bị đánh thảm nhất một cái, đã miệng sùi bọt mép, không cảm giác nhìn lấy nằm trên đất người, Tô Dĩnh cùng Trần Hạo đều sợ ngay người. Các nàng biết Lâm vật thân thủ rất tốt, lại không nghĩ rằng, tại nhiều như vậy người vây công phía dưới, hắn lại còn có thể như thế bình tĩnh thông dong. Những người này thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không có sợ đến, thì nằm trên mặt đất không đứng lên nổi. Mà lúc này, đứng tại hai người bên cạnh Quách Hướng Dương, sắc mặt biến càng thêm âm trầm, Lâm vật thân thủ, để hắn cảm thấy một chút bất an. Cũng hoàn toàn là Lâm vật thực lực mạnh mẽ, để hắn cải biến sách lược, đứng ở sau lưng của hai người, để phòng ngừa bất trắc phát sinh. Chúng ta làm cái giao dịch. Lâm giật nói. Giao dịch cái gì? Ta đi là làm con tin, ngươi đem hai bọn họ cái thả. Chớ cùng ta dở trò gian, hiện tại ta thì muốn mang theo bọn họ đi, ngươi nếu ai dám ngăn đón ta, ta liền trực tiếp giết chết hai người bọn họ. Đến lúc này, quách hướng dương biểu lộ, yên nguyên rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bối rối. Lâm giật mày nhăn lại, cái này quách hướng dương, để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, cũng để cho kế hoạch của hắn rơi vào khoảng không tuy nhiên làm phạm pháp hoạt động, nhưng đúng là cái nhân vật. Người bình thường không có dạng này tâm lý tố chất. Suy tư vài giây đồng hồ, Lâm giật nói ra. Vậy cứ như vậy đi, ta cũng đi qua làm con tin, cho người gia tăng cái thẻ đánh bạc. Chương 2719 Kỳ hoa khen thưởng cùng nhiệm vụ Nguồn Mê truyện audio com Bị bắt giữ tô dĩnh, không biết Lâm giật là nghĩ như thế nào. Hắn đem chính mình dựng tiến đến, hoàn toàn là không hợp lý cử động, dạng này sẽ chỉ gia tăng bắt gánh vác. Lâm giật làm như vậy, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản ý nghĩ là, đem những này người giải quyết hết, giảm bớt quách hướng dương trợ thủ. Lại cùng Tô Dĩnh cùng Trần Hạo trao đổi, cứ như vậy, bọn họ cũng là an toàn, tự mình một người ứng phó quách hướng dương, là dư sai. Nhưng không nghĩ tới, đối phương căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Sớm biết là như vậy, cũng không cùng những người này đồng thủ, trực tiếp để bọn hắn mang đi, liền không có có nhiều như vậy chuyện ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm nhiều kiểu, nếu không mọi người thì cùng chết. Yên tâm, ta còn không có sống đủ đây. Đi soát người. Quách hướng dương chỉ huy người đứng phía sau nói ra. Bên người còn lại duy nhất một tên thủ hạ, cẩn thận hướng về lâm giật đi tới, may mắn được thấy bên trong tràn đầy phòng bị. Sợ hắn vội vàng không kịp chuẩn bị cho mình đến một chút. Đến lâm giật bên người, thủ hạ thận trọng, ở trên người hắn sờ lên, rất nhanh liền mò tới bên hông dị vật. Phát hiện là thanh đao giải phẫu cùng dao găm, nhưng hắn không nói gì, đem cầm xuống dưới. Đem hắn trói lại. Quách hướng dương rất cẩn thận, không có cho lâm giật bất cứ cơ hội nào. Thủ hạ của hắn tìm một sợi dây thừng, đem lâm giật tay từ phía sau trói lại. Sau đó áp lấy lâm giật, đến trước mặt của hắn. Quách hướng dương khóe miệng lộ ra ti ti tiếu ý, biểu lộ cũng không giống vừa mới nghiêm túc như vậy. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhận vì thân thủ của mình tốt, liền muốn thay đổi các nàng thành làm con tin, sau đó tìm cơ hội chạy trốn, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi xem thường ta quách hướng dương tôi Dĩnh nhìn lấy Lâm Dật, thần sắc có chút ấy nấy. Nàng không nghĩ tới Lâm Dật sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi xác thực tính toán cái nhân vật, nhưng có một chút ngươi hẳn là không nghĩ đến. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Có ý tứ gì? Ta chủ động tới làm con tin, chỉ có một cái mục đích, chính là vì cách ngươi gần một chút. Cách ta gần một chút. Quách hướng dương ngưng mắt nhìn lấy Lâm Dật, ngươi có ý tứ gì? Đương nhiên là bắt ngươi, nếu không còn có thể vì cái gì. Lâm Dật hai tay phát lực, trên cổ tay dây thường căn bản không chịu nổi hắn lực lượng lên tiếng mà đứt lâm vật cũng khôi phục tự do trong nháy mắt quách hướng dương lúng cuốn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lâm vật có thể làm ra chuyện như vậy hắn thấy cái này căn bản là không thể nào nhưng vấn đề thì xuất hiện ở nơi này không thể đánh giá người bình thường phương thức đi đánh giá lâm vật cũng hoàn toàn là tại hắn thất thần trong nháy mắt lâm vật bắt lấy quách hướng dương cổ cũng thành công đem hắn khống chế lại động thủ cố diệt nhiên ngầm hiểu tùy theo bóp cò đánh tới quách hướng dương thủ hạ trên đùi. Đến tận đây, quách hướng dương cùng thủ hạ của hắn tất cả đều bị chế phục, Tô Dĩnh cùng Trần Hạo cũng khôi phục tự do. Cảm ơn ngươi. Tô Dĩnh cảm kích nói. Ta chính là làm cái này, nói ta cũng không cần phải. Lâm giật nói ra. Thông báo người bên ngoài vào đi, đem những này người tất cả đều mang đi. Được. Sau đó, Tô Dĩnh thông tri Lưu Thanh Minh, rất nhanh, phân cục người hô nhau mà lên nhìn đến dưới đất nằm người, Lưu Thanh Minh đoán được khẳng định là Lâm Dật Kiệt tác. Chu đội đều nói dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, ta hôm nay là thấy được, các ngươi tên tiểu tử này thật sự là lợi hại, nếu như lưu lại, tương lai phát triển khẳng định bất khả hạn lượng. Chúng ta cũng cho rằng như vậy, nhưng chính hắn quyết định muốn cách chức, chúng ta cũng không có cách nào. Chu Tuấn Trì phụ họa nói. Mà trường hợp như vậy, đối với hắn và Cố Diệt Nhiên tới nói, đã là không cảm thấy kinh ngạc năm ngoái phá vụ án, đối phương có hơn một ngàn người, để một mình hắn cho thu thập ngoan ngoãn. Thì trước mắt cái này hai mươi mấy người, còn chưa đủ hắn làm nóng người đây này. Rất nhanh, hiện trường người tất cả đều bị mang đi, cái này cũng chính thức tuyên cáo, Mao Sơn đạo sĩ vụ án có một kết thúc. Tại trên đường trở về, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lâm giật trong đầu vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 15 vạn thuần thuộc giá trị. Nghề nghiệp độ hoàn thành. 60% khen thưởng luyện đan thuật. Từng hả? luyện đan thuật. Cái này khen thưởng để Lâm Giật rất cảm thấy ngoài ý muốn, thật to vượt quá tưởng tượng của hắn. Tích tích tích. Lúc này, Lâm Giật điện thoại di động vang lên, là một phong email. Lâm Giật dự cảm đến, hẳn là hệ thống cho phần thưởng của mình tới sổ. Lần này không phải thuần phong, khó được. Vừa khoa trương hết hệ thống, Lâm Giật phát hiện, tuy nhiên không phải thuần phong đưa tới, nhưng phát kiện người lại là thuần phong. Đặc biệt, mở ra bưu kiện, Lâm Giật phát hiện, bên trong là ba loại đang dược dược phương. Trúng nhang đan, dưỡng thân đan, khí huyết đan. Nhìn lướt qua đan dược tên, Lâm Dật lại đem ánh mắt dừng lại ở cách điều chế phía trên. Xem hết cách điều chế, Lâm Dật đối ba loại hiệu quả của đan dược có đại khái hiểu rõ. Trúng nhang đan tác dụng thì rất trực tiếp sáng tỏ. Coi như không nhìn cách điều chế, cũng biết là dùng để làm gì. Dưỡng thân đan là một loại loại bảo kiện dược vật, chủ yếu tác dụng là nhằm vào người lớn tuổi. Còn lại khí huyết đan, công hiệu là bổ khí dưỡng huyết. Quy kết một chút ba loại đang dược đều xem như vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhưng lâm giật đối bọn nó hiệu quả đều rất ngạc nhiên dù sao cũng là hệ thống tặng cho đồ vật hiệu quả cần phải không sai được xuất phát từ hiếu kỳ lâm dật lại liếc mắt nhìn cách điều chế phát hiện phía trên viết rất kỹ càng các loại phối trộn đều chính xác đến số lẻ sau hai vị đến mức phương pháp luyện chế cũng rất đơn giản cũng là đem cách điều chế phía trên trung thảo dược dựa theo tỷ lệ hỗn hợp sau đó làm thành viên thuốc không khô là được rồi lâm giật cảm giác cái này khen thưởng còn thật có ý tứ tuy nhiên đối thực lực không có bao nhiêu tăng lên nhưng muốn là quay chung quanh cái này ba món đồ xây một nhà xưởng thuốc lợi nhuận phương diện nhất định có thể đạt được bảo hộ nhưng những việc này cũng không phải là lâm vật ngay sau đó việc cần phải làm dứt khoát liền không có lại nhiều nhìn nhưng là ngay tại hắn muốn đóng rơi bưu kiện thời điểm chợt nhìn thấy phía dưới một hàng chữ nhỏ hông khô quá trình mời tại trong lò luyện đang tiến hành nếu không đang dược vô hiệu cái này mẹ nó lâm vật ở trong lòng mắng một câu thật mẹ nó là đắm chìm thức thể nghiệm thế mà còn để cho mình làm cái lò luyện đan luyện đan. Lâm giật bất đắc dĩ, thành lập xưởng thuốc ý nghĩ, cũng bị hắn từ bỏ. Không nói trước chính mình có thể hay không làm đến thích hợp sản lượng lò luyện đang, liền xem như có thể tìm tới, nếu để cho ngoại nhân biết, chính mình là cầm loại phương thức này, đem đang dược làm ra, chỉ sợ cũng sẽ không mua. Lâm giật tắt đi bưu kiện, cũng không có ý định lại chú ý chuyện này. Dù sao cái này ba loại đang dược, chính mình cũng không dùng được, nữ nhân bên cạnh, vô luận là nhan trị vẫn là dáng người, đều là trước đó thành, trong ngắn hạn đối trú nhan đang không có nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ không cần chú ý những vật này. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần vang lên. Hệ thống nhiệm vụ. Phân biệt luyện chế 10 viên thuốc bán ra, mức tiêu thụ đạt một ức nguyên, khen thưởng 20 vạn thuần thuộc giá trị. NMLGB. Nhìn đến nhiệm vụ mới, Lâm Dật ở trong lòng thăm hỏi một lần hệ thống tổ tông 18 đời. 30 viên thuốc để cho mình bán một ức. Chính mình ra ngoài bán mình, đều không đáng số tiền này a. À? Chương 2720 Không rõ tin tức Nguồn Mê truyện audio.com Ước chừng qua một giờ, một đoàn người về tới phân cục Bắt công tác đã hoàn thành, còn sót lại cũng là thẩm vấn, nhiệm vụ sẽ đối lập nhẹ nhõm một chút Lâm giật không có lưu tại nơi này dự định, cùng Chu Tuấn Trì lên tiếng chào hỏi, thì chính mình về Trung Hải Tại trên đường trở về, trong đầu nghĩ, đều là đang dược sự tình Hiện tại, bày ở trước mặt mình vấn đề là lò luyện đang các mặt của xã hội tốt nhất giống có rất ít bán thứ này, nhưng có hai cái đường lối có thể lấy được. Thường thanh cung bên trong có để đó không dùng lò luyện đan, có thể lấy ra sử dụng. Tiếp theo, có thể tìm người làm một cái, tóm lại vấn đề không lớn. Vấn đề lớn nhất là, 30 viên thuốc, bán thế nào đến một ức. Muốn đến nơi này, Lâm giật lại ở trong lòng thăm hỏi một liền hệ thống tổ tông 18 đời. Ước chừng sau 2 giờ, Lâm giật về đến nhà. Kỷ khuynh nhan chính mang theo hài tử, ở bên ngoài phơi nắng. Sự tình đều xử lý xong a. À? Kỷ khuynh nhan hỏi lâm giật gật gật đầu người đều bắt lại còn lại cũng là thẩm vấn ta thì sớm trở về liên quan tới bộ môn sự tình đâu ngươi định xử lý như thế nào sự kiện này có dự mưu xem như đối thủ một mất một còn của ta đi lâm giật đem hài tử bế lên nói ta đã gọi người đi thu thập đối phương chứng cớ hậu kỳ tìm con đường ra ánh sáng là được rồi kỹ khuynh nhan như có điều suy nghĩ nhưng dùng phương pháp như vậy cũng không có thể đem đối phương triệt để đánh ngã đi kỷ khuynh nhan cảm thấy có thể trở thành lâm vật đối thủ một mất một con người khẳng định không phải nhân vật đơn giản dù sao giống tề đạo đông người như vậy cũng chỉ là tiếp tân đao phủ mà thôi khẳng định là không thể nhưng không muốn coi nhẹ dư luận lực lượng chỉ cần có thể tạo thành phụ diện ảnh hưởng là được rồi ta hiểu ý tứ của ngươi nước ấm thủy thanh con ếch đều nói hai người cùng một chỗ thời gian lâu dài sẽ càng lúc càng giống đối phương ngươi cái này thông minh kình cùng ta càng lúc càng giống lâm vật cười ha hả mà nói thôi đi ta nguyên bản thì sao ngươi thông minh? Kỷ khuynh nhan ứng ngực mức, ngạo kiều mà nói. Mấy ngày kế tiếp, Lâm giật một mực tại Trung Hải, cũng không có đi thượng thanh cung dự định. Bởi vì cái này nhiệm vụ, cùng địa điểm không quan hệ, chỉ cần đem đang dược làm đi ra, lại bán là được rồi. Mà hợp lý nhất bán địa điểm, cũng là Trung Hải cùng Yến Kinh, cái này lại hai địa phương này kẻ có tiền nhiều nhất, đối lập tốt lừa dối một chút. Quy hoạch tốt mua bán địa điểm về sau, Lâm Dật bắt đầu thống kê luyện chế đang dược cần tài liệu to to nhỏ nhỏ hết thảy hơn 80 loại, mà lại có mười mấy loại thảo dược, đều là phi thường trân quý. Cho dù dùng tài liệu không nhiều, nhưng ở các mặt của xã hội phía trên cũng rất khó mua đến. Lâm Dật tính toán dưới, 30 viên thuốc bán một ức, bình quân xuống tới, một viên thuốc muốn bán 3 33 vạn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dược tài thành bản, chỉ sợ cũng đến 50 vạn một viên, nói là giá trên trời cũng không đủ. Tại tăng thêm thuốc men là cái bạo lợi ngành nghề, bán 3 33 vạn cũng không tính quá phận. Bất quá vấn đề thì ra ở chỗ này, làm sao đem những vật này bán đi mới là trọng điểm. Đổi lại là chính mình, nhìn đến bán mươi 33 vạn một viên đang dược, khẳng định cảm thấy người này có bệnh. Nhưng hệ thống nhiệm vụ đã hạ đạt, liền phải kiên trì lên. Hạch toán hoàn thành bản, Lâm giật bấm trương hữu phúc điện thoại. Sư đệ, từ biệt nhiều ngày không thấy, sư huynh rất là tưởng niệm. Hai chúng ta ở giữa, thì nhắc tới chút hư. Lâm giật nói ra. Ta muốn muốn cái lò luyện đan, có thể hay không giúp ta làm một cái lò luyện đan trương hữu phúc ngoài ý muốn nói đừng cáo ta ngươi muốn luyện đan có ý nghĩ này chuẩn bị chơi một chút cái này còn thật không có trương hữu phúc nói nhưng ta có phương diện này con đường có thể giúp ngươi làm một cái giá cả khả năng có chút quý bao nhiêu tiền một cái năm vạn đi đều là người một nhà thì thu ngươi nhiều như vậy được cái gì thời điểm có thể đưa tới tiền cái gì thời điểm có thể tới sổ mẹ nó, có tin ta hay không bây giờ đi về, đem tam thanh điện bên trong lò dọn đi. Đừng đừng khác, sư đệ bất giận. Trương Hữu Phúc cười hì hì nói. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn hàng, ngươi cho ta phát video, đối dụng quy quy video, đừng có dùng wechat. chát. À, có khác nhau à? Có a, à, quy quy video có mỹ nhan công năng, quy chát không có. Ta mẹ nó không có quy quy. Lâm giật cúp điện thoại, cho Trương Hữu Phúc phát video làm video kết nối về sau, phát hiện trương hữu phúc tại thượng thanh cung nhà kho, bên trong mấy cái lò luyện đan. người không nói thượng thanh cung không có, đến đường dây liên lạc mua a. À? đúng a, à, chính ta không có, liên hệ với thanh cung con đường, bán ngươi năm vạn một cái, một chút không quý. Ngươi mẹ nó hố ta nhiều tiền như vậy, một cái lò luyện đan còn quản ta đòi tiền, nhanh điểm cho ta đưa tới, đừng chơi liều. nói xong, lâm giật cúp điện thoại, cũng cho trương hữu phúc phát đi địa chỉ, chuẩn bị gửi qua bưu điện đến cửu châu cát hiện ra tại đó không người ở, chăm sóc những vật này phù hợp. Đem tất cả mọi chuyện an bài xong, Lâm giật dễ dàng không ít. Mỗi ngày trọng yếu nhất công tác, cũng là cùng kỹ khuynh nhan cùng một chỗ, hưởng thụ thân tử thời gian. Người đi làm đạo sĩ, có vẻ như cũng thời gian thật dài, kế tiếp còn muốn đi làm gì? Mang hài tử phơi nắng thời điểm, kỹ khuynh nhan hỏi. Cảm giác làm nhân viên cứu hỏa thật có ý tứ. Nhân viên cứu hỏa. Kỹ khuynh nhan nói ra. Cần phải rất nguy hiểm đi. Yên tâm, mức độ nguy hiểm còn không bằng cảnh sát đây. Lâm giật nói ra. Lại nói, lấy thân thủ của ta, cho dù có nguy hiểm, cũng rơi không đến trên đầu của ta. Cũng thế. Đối tại Lâm giật muốn đi làm nhân viên cứu hỏa sự tình, kỹ khuynh nhan ngược lại là không nói gì, dù sao trải qua thời gian dài, hắn đều là như vậy. Liền nói sĩ cũng cầm cố, đi làm cái nhân viên cứu hỏa, cũng không tính là gì. Lâm ca. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, cửa sân truyền đến tiếng nói chuyện, phát hiện là tiếu băng. Không chỉ có là nàng, một tổ người đều tới. Đã gặp các nàng, Lâm dật dự cảm đến, có thể là nhiệm vụ tới. Nếu không những người này, không có khả năng cùng đi. Tới tới tới, mau vào. Nhìn đến Lâm giật đồng sự tới, kỹ khuynh nhan đem các nàng đón vào. Tiểu bảo bảo, đến, để a di ông một cái. La Kỳ đi ra phía trước, đem tiểu nặc nặc bế lên. Dư tư dĩnh cùng tiếu băng, cũng lộ ra ý cười, cùng La Kỳ một khối đùa với hài tử. Chỉ là nét mặt của các nàng, cũng mất tự nhiên, thậm chí là có chút cứng nhắc. Lâm giật vừa ngắm mắt tùy cường bọn người, phát hiện bọn họ chỉ là nhìn lấy hài tử, liền nụ cười đều tóm tắt. Đi giúp ta cắt chút hoa quả. Lâm giật cười nói. Kỷ khuynh nhan gật gật đầu, các ngươi trước vội vàng. La kỳ rất có ánh mắt, đem hài tử giao kỷ khuynh nhan, để cho nàng ông trở về nhà bên trong. Có phải hay không lên đảo nhiệm vụ xuống? Lâm giật hỏi. Làm sao cả đám đều cái biểu tình này, thì cùng người chết giống như. Tiếu băng nhìn dư tư dĩnh liếc một chút, còn kém đem xoắn suýt hai chữ viết lên mặt lầm bà lầm bầm làm gì chứ? Bản năng, lâm giật cảm giác không có chuyện tốt. Các nàng trước đó thì leo qua đảo, thì tính được nhiệm vụ mới, cũng không đến mức cái biểu tình này. Dù sao đối trung vệ lữ tới nói, đây đều là trò trẻ con đồ vật. Lão đại, chúng ta buổi sáng thu đến một đoạn video, sau đó thì qua tới tìm ngươi. Tiếu băng đem điện thoại di động của mình lấy ra đi ra, cũng tìm được đoạn video kia. Lâm giật thần sắc hồ nghi, tiếp quá điện thoại di động. Khi thấy bên trong nội dung thời điểm, Lâm giật sắc mặt trắng bệch. Chân phía dưới một cái lão đảo, thân thể hướng về Tiểu băng nghiêng tới, suýt nửa té xỉu. Chương 2721 Bảo tẩu Nguồn Mê truyện audio.com Lâm ca Tiếu băng tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lâm giật. Chính trong phòng nhìn hài tử kỹ khuynh nhang, nghe phía bên ngoài tiếng kinh hô, vội vàng chạy ra, liền giày đều không ngoảnh đầu phía trên xuyên. Nhìn đến lâm giật sắc mặt khó coi, kỹ khuynh Nhan tâm, kém chút theo trong cổ hồng nhảy ra nàng còn chưa bao giờ thấy qua lâm vật cái dạng này. Xảy ra chuyện gì? Ta, à, ta không sao. Mồ hôi lạnh theo lâm vật cái trán chảy xuôi xuống tới, sắc mặt tái nhật không ra bộ dáng, thở hồng hộc. Video nội dung là một cái lộn xộn gian phòng, xem ra càng giống là sốc xếp nhà kho. Mờ nhạt ánh đèn, tỏa ra bên trong hỗn loạn bày biện. Tại trên xà nhà treo một người, trên thân đều là huyết, thậm chí tại bụng dưới cùng trên đùi, còn có thể trông thấy từng đạo từng đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Thấp rũ xuống tóc, chặn nàng hơn nữa bên mặt. Nhưng Lâm vật vẫn nhận ra nàng. Ninh Triệt. Ninh Triệt bị treo lên, không nhúc nhích, tự như chết một dạng. Dòng máu đỏ sẫm theo thân thể của nàng, một giọt một giọt chảy đến mặt đất, tạo thành tia nước nhỏ. Nhưng hình ảnh như vậy cũng không mỹ hảo. Theo ống kính chuyển di, ba tổ còn lại nồng cốt thành viên cũng đồng dạng bị treo lên, đều là không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì tri giác, video thời gian rất ngắn, vẫn chưa tới một phút đồng hồ, bên trong không có người nói chuyện, nhưng có thể nghe được tiếng cười, cùng đối trung vệ lưỡng nhục nhã. Cái này cho Lâm Dật mang tới trùng kích, tự như là trời đất sụp đổ, đem tâm lý của hắn phòng tuyến, triệt để tan rã. Cái này, đây là có chuyện gì? Đây là mạng bên ngoài phía trên một đoạn video. Tiểu băng nói ra. Tại ba ngày trước, Lữ bên trong nhận được ba tổ tin tức, nói các nàng bị U Linh tiểu đội phục kích, sau đó thì triệt để đã mất đi liên hệ, tại sáng hôm nay thì xuất hiện cái video này. Là gơ ra tay. Lâm giật thở hồng hộc, hai mắt tinh hồng, sát khí bừng bừng. Ta đoán là bởi vì pho tượng nguyên nhân, để bọn hắn lấy dạng này phương thức cực đoan trả thù. Dư tư dĩnh nói ra. Lâm giật không nói chuyện, những người khác cũng cũng giống như thế. Đều đang đợi lấy lâm giật, làm bước kế tiếp quyết định. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau mười mấy phút, lâm giật lấy ra điện thoại di động, bấm trầm thiên trác điện thoại. Ngừng tay trên đầu tất cả công tác, tổ chức người cướp mất ngủ giác lầu hệ thống an toàn, ta muốn cùng gơ rác đối thoại. Đúng, không tiếc bất cứ giá nào. Treo trầm thiên các điện thoại, lâm giật nhìn về phía tiếu băng, ngươi bây giờ đi sở nghiên cứu, phụ trợ trầm lão đại làm những việc này, đừng chậm trễ thời gian. Vâng. Lên tiếng, tiếu băng lập tức rời đi. Lâm giật nhìn về phía kỹ khuynh nhan, nói. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, sự tình trong nhà thì giao cho ngươi. Đi làm việc của ngươi sự tình đi, có ta ở đây, không cần lo lắng lâm giật gật gật đầu những người khác cùng ta về yến kinh một đoàn người lục tục lên xe hướng về phi trường lái đi cũng tại sau ba tiếng tại yến kinh phi trường hạ xuống máy bay hạ cánh lâm giật chưa có trở về trung vệ lữ mà là đi lục bắt thần chỗ đó người mở cửa là lục bắt thần bạn già tống ngọc trân nhưng lần này nàng không giống như ngày thường đem lâm giật nghênh tiến đến mà chính là đứng tại cửa ra vào nói tiểu giật tới đánh một câu bắt chuyện về sau tống ngọc trân liền không có lại nói còn lại giữa hai người bầu không khí có chút xấu hổ, không biết đến đón lấy nên nói cái gì. Ta muốn tìm hạ lục lão. Cái kia. Hắn không có ở Yến Kinh, đi Quảng Châu bên kia đi học, ngươi hai ngày nữa lại đến. Ta đã biết. Ta vẫn còn có sự tình, sẽ không tiễn ngươi. Tống Ngọc Trân nói. Qua mấy ngày ngươi lại đến, ta làm cho ngươi ăn ngon. Lâm giật gật gật đầu, quay người rời đi, cửa phòng cũng thuận thế đóng lại. Vừa bước cấp tiếp theo bậc thang, Lâm giật thì dừng bước, lại xoay người lại gõ cửa phòng tiểu giật ngươi. Ta muốn gặp lục lão. Lâm giật thanh âm trầm thấp đáng sợ, cho dù là thường thấy mưa to gió lớn tống ngọc trân, đều không thích ứng hắn thái độ này. Nếu như lục lão không thấy ta, ta về sau thì cũng không tới nữa. Cái này. Để hắn vào đi. Lục bắt thần thanh âm, chưa từng nại truyền đến. Tống ngọc trân thở dài, nghiêng người đem lâm giật đón vào. Lục bắt thần ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, trong phòng ô yên chướng khí, biểu lộ cũng tương đương nghiêm túc thông minh như hắn, đã sớm biết Lâm giật sẽ tìm đến mình. Cũng biết, muốn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lữ bên trong kế hoạch là cái gì? Lâm Dật không có ngồi, thẳng tắp đứng tại Lục Bắc Thần trước mặt. Ta chính đang nghĩ biện pháp, cũng tại cùng bọn hắn thương lượng, cho ta chút thời gian. Ngoài trừ thương lượng đâu, chẳng lẽ không có động tác khác a? À? Sự kiện này rất quái dị, cũng rất khác thường. Lục Bắc Thần nói ra. Dưới tình huống bình thường hai bên nước giếng không phạm nước sông, là không thể nào phát sinh loại sự tình này. Có thể là pho tượng nguyên nhân. Điểm ấy ta đoán được, bằng không bọn hắn sẽ không phát động đột nhiên tập kích. Ngươi cùng bọn hắn đánh nhiều năm như vậy quan hệ, đối phương là hạng người gì, ngươi so với ta rõ ràng, đến lúc này, thương lượng đã không có tác dụng, cần càng thêm được hữu hiệu thủ đoạn. Lục Bắc Thần ngẩng đầu nhìn Lâm Dật. Ngươi ý nghĩ là cái gì? Ta muốn đích thân đi qua. Không được. Lục Bắc Thần nghĩ chính ngôn từ cự tuyệt đây không phải phổ thông nhiệm vụ, bọn họ làm như vậy, thì là muốn liều mạng, thì coi như các ngươi đi cũng sẽ không thay đổi cái gì, thậm chí còn có thể bị bọn họ phục kích. Chẳng lẽ vẫn chờ đợi a? À, nếu như thương lượng không có kết quả đây? Ta không chờ được thời gian dài như vậy, một phút đồng hồ ta đều không chờ được. Hồ nháo. Lục bắt thần vỗ bàn một cái, phẫn nộ đứng dậy. Mặc dù hắn già, nhưng cảm giác áp bách mạnh mẽ còn tại. Ngươi biết rõ không biết mình thân phận gì. Ngươi là trung vệ lưỡng một viên, điều lệ chế độ ngươi đều quên đến sao? Bị thương hy sinh là trung vệ lữ thái độ bình thường, mỗi người đều cần phải có giác ngộ như vậy, làm sao lại ngươi muốn làm đặc thù? Trầm mặt. Lâu dài trầm mặt. Là ta hướng động, đi trước. Lâm giật quay người rời đi, lục bắc thần muốn nói gì, sau cùng lại một chữ cũng không nói ra miệng. Lâm giật đi, lục bắc thần vô lực ngồi ở trên ghế salon. Gánh nặng lại một lần rơi vào trên người hắn, hắn cũng đang suy tư biện pháp giải quyết, chỉ là tạm thời không nghĩ tới. Lâm giật đứa nhỏ này, cùng những người khác không giống nhau, hắn sẽ không nghe ngươi. Tống Ngọc Trân nói. Ta mang theo hắn thời gian dài như vậy, làm sao có thể không biết hắn là người thế nào? Lục Bắc Thần thở dài nói. Nhưng ai có thể cản được hắn? Cái kia cũng phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Tống Ngọc Trân nói ra. Ánh Nguyệt đem hài tử giao cho chúng ta, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn ra chuyện đi. Nếu như hắn chết, như vậy thì là hắn số mệnh. Lục Bắc Thần nói ra, đây là lâm gia người, không cách nào trốn tránh. Chương 2722 Lấy mạng đổi mạng Nguồn Mê truyện audio.com Theo lục bắt thần nhà rời đi, một tổ người xông tới. Lão đại, lục lão nói như thế nào? Hắn nói sẽ xử lý sự kiện này. Lâm vật đơn giản trả lời một câu, sau đó lên xe. Lục bắt thần thái độ, lâm vật cũng không có tiết lộ cho những người khác. Làm trung vệ lữ trưởng không giả, lục bắt thần lập trường cùng mình là không giống nhau vô luận làm chuyện gì, hắn đều muốn theo toàn cục xuất phát, đem mọi chuyện cần thiết đều suy nghĩ kỹ càng, nếu không những năm này để dành tới vốn liếng, liền có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn tự nhiên cũng là nghĩ cứu Ninh Triệt, chỉ là hắn không có cách nào. Tự như rất nhiều chuyện, lão M cũng cầm trung vệ lữ không có cách nào. Lão đại, bây giờ đi đâu? Đi lữ bên trong. Những người khác không nói gì, tùy cường lái xe, một đoàn người về tới trung vệ lữ. Rất nhanh, xe tại hành chính cửa lầu ngừng lại, bên trong công tác nhân viên, đều đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Liên quan tới Ninh Triệt bị bắt sự tình, bọn họ rất nhiều người đều biết. Càng thêm biết Lâm Dật cùng Ninh Triệt quan hệ mật thiết. Hiện tại ra chuyện như vậy, cái này trung vệ lữ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, duy nhất xứng được với Lạc Thạch Yến không sai, phong lan cư tư công huân tổ trưởng. Hắn đến cùng làm ra dạng gì đáp lại, không có người biết. Nhìn đến Lâm Dật sắc mặt âm trầm đi tới, đều theo bản năng lui về phía sau. Cường đại khí tràng, để nhìn thấy hắn người hải hùng khiếp vía, không dám tới gần hắn 2 mét bên trong. Lâm giật không có phản ứng những người khác, mà chính là về tới phòng làm việc của mình. Nhưng không có vài phút, Lâm giật thì đi ra. Không có ai biết hắn về văn phòng làm cái gì. Tiểu Trương, ngươi làm sao không ngăn điểm Lâm tổ trưởng? Một người mặc chế phục trung niên nữ nhân đi tới, tiến lên nói ra. Lưu chủ nhiệm không phải để ngươi ngăn đón Lâm tổ trưởng, chờ hắn trở về a. À? Được xưng Tiểu Trương nam nhân rất trẻ trung, đồng dạng ăn mặc đồng phục, đều tại trung vệ lữ làm tình báo phân tích công tác ta ngược lại thật ra muốn ngăn lấy, ngươi là không thấy được, lâm tổ trưởng ánh mắt có bao nhiêu dọa người, ta là thật không dám, tự như muốn ăn thịt người giống như. Cái này, nhìn qua lâm vật bóng lưng, hai người đều khẽ run rẩy. Người bên ngoài, khả năng không hiểu rõ lâm vật khủng bố, nhưng làm trung vệ lưỡng nhân sĩ nội bộ, bọn họ biết rõ, công huân tổ trưởng danh hào, cũng không phải đến không, cũng không phải ai cũng có thể xứng được với. Dù sao, liền viêm long tiểu đội tưởng chính nam, đều không có dạng này tư cách. Chúng ta lữ bên trong, có thể ngăn cản lâm tổ trưởng người, chỉ có khâu tổ trưởng cùng đào tổ trưởng, ai? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lâm vật theo hành chính trong lâu đi ra. Ngừng ở bên ngoài xe khởi động, chuẩn bị cùng lâm vật cùng rời đi. Đến lúc này, bọn họ cũng không biết, sau đó phải làm cái gì. Nhưng trong lòng của bọn hắn, đều nhận chuẩn một cái niềm tin. Vô luận là núi đau biển lửa, dù là một giây sau đi chết, cũng sẽ không chần chờ. Lâm vật. Ngay tại lâm vật chuẩn bị lên xe thời điểm, có người sau lưng gọi hắn lại nói chuyện không là người khác, chính là khâu vũ lạc. Giờ phút này, cũng chỉ có khâu vũ lạc, dám lên trước cùng lâm giật đáp lời. Cùng đi đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Khâu vũ lạc cùng lâm giật cùng nhau lên xe, nương theo lấy động cơ thanh âm, cùng rời đi trung vệ lưỡng. Xe rời đi không bao lâu, lại một chiếc màu xanh quân đội xe, từ bên ngoài mở vào, tốc độ thật nhanh. Lâm giật ở chỗ nào? Sau khi xuống xe, Lưu Hồng vội vã mà nói. Lâm tổ trưởng vừa đi, không sai biệt lắm có hơn 10 phút. Tiểu Trương đáp lại nói, đi rồi. Lưu Hồng đề cao âm điệu, ta không phải để ngươi ngăn đón hắn a? À? Ta. Tiểu Trương le le nuốt, tâm lý cái này ủy khuất, Lưu chủ nhiệm, ngươi cũng biết Lâm Tổ trưởng là ai, ta căn bản là ngăn không được hắn, quá dọa người. Có câu nói, Tiểu Trương không nói. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình thật đi cản Lâm Dật, có thể sẽ bị hắn một quyền đánh ngã. Hết con bê. Lưu Hồng khí không đánh một chỗ đến, nhưng hắn cũng biết, chính mình có chút ép buộc người lữ bên trong người thật sự không có mấy người có năng lực như vậy hắn trở về đều làm cái gì không làm cái gì cũng là về phòng làm việc của mình ở lại một hồi sau đó liền đi hồi phòng làm việc lưu hồng có chút ngoài ý muốn tại trong ấn tượng của hắn lâm dật trở về mục đích chủ yếu là tìm hiểu liên quan tới ninh triệt tin tức cũng hoạch định xuống một bước hành động nhưng chỉ là về văn phòng ở lại một hồi để hắn có chút không nghĩ ra ta đi xem một chút lưu hồng không có về phòng làm việc của mình mà là đi lâm giật chỗ đó. Nhưng vừa vừa mở cửa ra, Lưu Hồng thì đổi sắc mặt. Tại lâm giật trên bàn công tác, bày biện ba bản giấy chứng nhận, còn có một trương giấy A4. Từ ngày hôm nay, ta lâm giật tự nguyện giải trừ trung vệ lữ tất cả chức vụ, từ nay về sau, ta tất cả lời nói và việc làm, đều ngộ trung vệ lữ không quan hệ. Nhìn đến lâm giật xuất ngũ tin Lưu Hồng tay một mực tại dốc hết ra. Hắn biết, sự tình đã đến một phát tình trạng không thể vãn hồi hắn khả năng đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị, thậm chí là sau lưng gia đình, hắn khả năng đều không muốn. Hắn muốn lấy mạng đổi mạng. Theo trung vệ lữ sau khi ra ngoài, Lâm giật mệnh lệnh tùy cường, đem xe chạy đến thường trú bàn cổ khách sạn. Chuẩn bị xem như tạm thời điểm dừng chân. Mà lúc này, trời đã tối. Lữ bên trong còn tiếp vào cái gì tình báo? Lâm giật chi cho nên không có đi lữ bên trong nghe ngóng tình huống, cũng bởi vì có khâu vũ lạc tại. Có nàng tình báo này chuyên gia tại, cũng không cần cùng người khác nghe ngóng. Ba ngày trước đó, các nàng ở trên đảo, bị tu luyện U Linh tiểu đội cùng phong bạo tiểu đội tập kích, trước lúc này, cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn cùng ma sát. Khâu Vũ Lạc áp sát xuống tóc nói. Tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được, chân chính vấn đề, khả năng xuất hiện ở pho tượng phía trên, cái này cũng có thể theo mặt bên phản ứng đi ra, pho tượng tác dụng, chỉ sợ so trước đó lấy đi sách cổ tư liệu càng có sức hấp dẫn. Lâm giật đốt điếu thuốc, trầm mặt không nói chuyện. Liên quan tới sự kiện này, ta làm toàn diện phân tích, phát hiện một số điểm đáng ngờ khâu vũ lạc hoạt động một chút, nói ra. Tuy nhiên mục đích của bọn hắn là hai tôn thần bí pho tượng, nhưng so ra mà nói, bọn họ tự hồ càng coi trọng màu đen pho tượng, đến tại nguyên nhân gì, ta còn không biết. Tiếp theo, bởi vì phong bạo tiểu đội cùng U Linh tiểu đội đều là về gơ rác toàn quyền phụ trách, cho nên hắn là cái này khởi sự kiện nhân vật mấu chốt. Thứ ba, hành vi của bọn hắn, cực lớn làm trái, Tilia đảo hòa bình điều lệ, tại đối chúng ta đồng thủ thời điểm, cũng sẽ để những tổ chức khác, đối với hắn mất đi tín nhiệm, đối tự thân danh dự đã kích, cũng không tính tiểu. Thứ tư, mô suyết phòng thí nghiệm, là tại 8 năm trước thành lập, nhưng vào lúc đó, vẫn chưa đóng tại pho tượng tin tức, nhưng lại vẫn đang làm tương quan nghiên cứu, nói một cách khác, bọn họ nguyên bản mục đích, cũng là nghiên cứu cùng vĩnh sinh cùng tử vong có liên quan đồ vật, mà pho tượng xuất hiện, càng là hoàn mỹ ấn chứng điểm này, tất cả bọn họ mới sẽ coi trọng như thế. Chương 2723 Nhân tài kiệt xuất Nguồn Mê truyện audio.com nghe xong khâu vũ lạc phân tích lâm giật đối với chuyện này có càng thêm rõ ràng nhận biết phong bạo là lão m cao cấp hành động đội đối ngọn là viêm long tiểu đội còn lại u linh đối ứng là trung vệ lữ bốn cái tổ hiện tại hai cái đội ngũ liên hợp hành động thì đủ để chứng minh bọn họ đã mưu đồ đã lâu chúng ta đều đoán sai tình thế pho tượng đối bọn hắn sức hấp dẫn ban đầu so chúng ta trong tưởng tượng lớn xác thực nhưng sự kiện này vẫn là rất kỳ quái khâu vũ lạc nói ra ở trên đảo là một thế giới khác, còn lại quốc tế quy tắc cũng không thích hợp, bọn họ làm như vậy, sẽ ở trong lúc vô hình, cho mình thu nhận tiềm ẩn địch nhân, thì coi như bọn họ rất coi trọng pho tượng, cũng cần phải muốn biện pháp khác, không cần thiết dùng dạng này cấp tiến phương thức, ngày sau bọn họ lại tổ chức những hành động khác thời điểm, sẽ phi thường bất lợi. Lâm giật yên lặng hút thuốc, đại não phi tóc xoay tròn. Hành động như vậy, không phù hợp lão M căn bản lợi ích. Đúng, bọn họ không có đem chính mình loại bỏ sạch sẽ, hành động như vậy, tương đương với cho mình gây thù hằn hiếm thấy, khâu vũ lạc cũng đốt điếu thuốc. Nàng cùng lâm giật một dạng, chỉ có tại những cái kia đặc thù thời khắc mới có thể đánh lên một điếu thuốc, làm dịu trên tinh thần áp lực. Trên đảo tổ chức, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể đem toàn thế giới 90% trở lên quốc gia, quấy đến long trời lở đất, dựng nên nhiều như vậy tiềm ẩn địch nhân cùng uy hiếp, cũng không phải là bọn họ nhất quán phong cách hành sự. Tự như ngươi nói, vấn đề khả năng xuất hiện ở gơ rác trên thân, bởi vì hắn là người phụ trách, có thể độc lập an bài sự kiện này. Đúng rồi, còn có một chút quên nói cho ngươi." Khâu Vũ Lạc nói ra. Nhạc phụ của hắn là cộng tế hội thành viên, đến mức thân phận của hắn còn không thể khẳng định. Cộng tế hội. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, tuy nhiên có rất nhiều nổi danh nhân vật cùng chính khách đều là cộng tế hội thành viên, nhưng năng lượng của bọn hắn còn không có lớn như vậy, người do thái sức ảnh hưởng cũng không so với bọn hắn tiểu. Cho nên sự kiện này rất kỳ quái, không thể coi nhẹ. Lâm giật gật gật đầu, biết bọn họ hiện tại ở đâu a. À? Còn không có tiếp vào tin tức bọn họ tự hồ cũng không nóng nảy. Khâu Vũ Lạc nói ra. Nhưng ta cho rằng, Ninh Triệt các nàng cần phải bị chuyển dời về tới, dù sao viêm long tiểu đội còn ở trên đảo, liền xem như phong bạo, gặp phải bọn họ cũng sẽ không lấy đến tiện nghi, hẳn là sẽ không bốc lên dạng này hiểm. Thuốc lá đầu ném xuống đất dập tắt, lâm giật cầm lên chìa khóa xe. Tư dĩnh, theo ta ra ngoài một chuyến. Đúng. Lên tiếng, dư tư dĩnh đứng dậy cùng lâm giật rời đi. Mà rời đi, lâm Vật còn hạ một cái khác mệnh lệnh, tìm kiếm tầm điểm dừng chân, khách sạn cũng không an toàn. Ra khách sạn, hai người lên xe. Lâm giật trên điện thoại di động, định vị một cái địa chỉ, bỏ vào dư tư dĩnh trước mặt. Dựa theo cái này cái địa chỉ mở. Nhìn thoáng qua địa chỉ, phát hiện là tại ba vòng bên trong. Dư tư dĩnh không có nghĩ nhiều như vậy, đạp xuống chân ga hướng về chỗ cần đến lái đi. Sắc trời đã tối, cao điểm buổi tối thời gian sớm đã đi qua, không đến nửa giờ, thì chạy đến chỗ cần đến. Dư tư dĩnh hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, bên cạnh là yến kinh nhã lộc quyển tiểu khu tiểu khu quy mô cùng cấp bậc chỉ có thể coi là trung đẳng nhưng ở tất đất tất vàng ba vòng bên trong nơi này nhà cũng giá trị liên thành trên xe chờ ta một hồi trở về đúng cởi dây nịt an toàn ra lâm giật xuống xe một thân một mình đi vào tiểu khu cũng tại mấy phút đồng hồ sau gõ bảy tòa nhà ba bộ phận một nghìn tám trăm linh một cửa mở cửa là cái trung niên nữ nhân mặt lấy trắng hồng sắc đồ ngủ tóc có chút lộn xộn Tổng thể cho người cảm giác, rất có ở nhà khí tức. Ngươi là? Nữ nhân cẩn thận nhìn lấy lâm vật, sợ là người xấu. Tẩu tử, ta tìm một cái trần ca, ta là hắn đồng sự. Tốt, tốt, tốt. Mau mời tiếng Trung niên nữ nhân đem lâm vật bắt chuyện tiến đến, cũng hướng lấy thư phòng nói ra. Lão Trần, ngươi đồng sự tới tìm ngươi. Ta đồng sự. Két két cửa thư phòng mở ra, Trần Thắng lợi từ bên trong đi ra. Thấy qua người tới là lâm vật, hắn cũng thật bất ngờ mau vào. Trần Thắng Lợi cũng chào hỏi một tiếng, cũng phân phó lão bà hắn, đi nấu nước pha trà. Là không phải là vì ninh tổ trưởng sự tình tới. Lâm giật gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Ai? Trần Thắng Lợi thở dài, nói thật ra, ngươi có chút hướng động, sự kiện này không phải ngươi tự chức thì có thể giải quyết, nhưng vô luận tới khi nào, trung vệ lữ đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Cảm ơn Trần ca. Lâm giật nói ra. Nói đi, ta cũng mặc kệ cái gì quy định không quy định, chỉ cần ta có thể làm được, thì nhất định giúp bận biểu. Ta yếu địa phía dưới kho tư liệu chìa khóa cùng gác cổng. Ngươi muốn đi cầm pho tượng. Lâm giật gật gật đầu, xem như đáp lại Trần Thắng Lợi. Cần phải đều ở trên thân thể ngươi đi. Ở đây. Trần Thắng Lợi sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, cùng đối với mình tiền đồ ảnh hưởng. Nhưng đi qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau, Trần Thắng Lợi cắn răng. Ngươi chờ, ta thì lấy cho ngươi. Trần Thắng Lợi về tới thư phòng, đem đất phía dưới phòng tài liệu chìa khóa cùng gác cổng, cùng một chỗ đặt tới lâm giật trước mặt. Trung vệ lữ huyết không thể chảy vô ích, mà có năng lực như thế người, chỉ có ngươi một cái, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Cảm ơn Trần Ca, nhưng ta không thể dạng này cái chìa khóa lấy đi, trước hết ủy khuất một chút ngươi cùng tẩu tử. Có ý tứ gì? Lâm giật không nói chuyện, dùng hành động thực tế trả lời Trần Thắng Lợi. Chỉ thấy hắn một chưởng bổ vào Trần Thắng Lợi trên cổ, cái sau té xỉu tại chỗ. Thấy cảnh này, Trần Thắng Lợi lão bà bị giật nảy mình, lớn tiếng hét trầm lên. Ngu ngốc đừng sợ, chỉ có dạng này mới có thể giúp ngươi cùng Trần Ca giải vây. Lâm giật nói ra. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, cũng không thể đem các ngươi dính líu vào. Lâm giật đi tới nhà bếp, dùng phương pháp giống nhau, đem Trần Thắng lợi lão bà đánh ngất xỉu. Cứ như vậy, chính là mình cái chìa khóa cướp đi, cùng bọn hắn không có quan hệ. Coi như lữ bên trong điều tra xuống đến, cũng sẽ không trách tội đến trên người bọn họ. Cầm tới chìa khóa về sau, Lâm giật trước tiên xuống lầu, cũng về tới dư tư dĩnh bên người. Đi lữ bên trong vâng. Lên tiếng, Dư Tư Dĩnh yên lặng lái xe, mang theo Lâm Dật về tới trung vệ lữ. Đem xe ngừng ở phía sau sở nghiên cứu trước cửa, Lâm Dật thân thể chật lóe lên, tiến vào sở nghiên cứu nội bộ. Người đi phòng quan sát, đem trực ban người khống chế lại, đừng để bọn hắn phát hiện. Minh Bạch Trung vệ lữ phòng khống hệ thống, có rất nghiêm mật đề phòng. Cả ngày 24 giờ, đều có người trông coi. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, cũng tại một trong vòng 5 phút, không có thu đến phòng quan sát phản hồi, hệ thống báo động sẽ tự động vang lên, đồng thời tiến vào nhất cấp tình trạng giới bị. Mà Dư Tư Dĩnh tác dụng, cũng là phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Dư Tư Dĩnh sau khi rời đi, Lâm Dật cầm chìa khóa, hướng về trong thang lậu đi đến. Liền như là màu đen u linh. Chương 2724 Lương hướng hà thủ đoạn Nguồn Mê truyện audio com Đi vào trong thang lậu, Lâm Dật không có trước tiên hành động. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, trong tai nghe truyền đến dư tư dĩnh thanh âm, phòng quan sát đã bị khống chế. Tiếp vào tin tức về sau, Lâm giật bốn phía nhìn một chút, xuất ra chìa khóa, đem đệ nhất đạo môn khóa mở ra. Lâm tổ trưởng. Ngay tại Lâm giật chuẩn bị đi vào thời điểm, chợt thấy, từ trên lầu đi xuống cá nhân. Chính là ban ngày trung niên nữ nhân. Vương tỷ Nhìn đến trung niên nữ nhân xuống tới, Lâm giật bình tĩnh chào hỏi. Nhưng trung niên nữ nhân biểu lộ, cũng rất không thích hợp. Nơi này là sở nghiên cứu, coi như lâm giật là hàng ngũ chiến đấu tổ trưởng cũng là không có quyền hạn mở cửa lại thêm hắn đã từ chức vô luận ra tại nguyên nhân gì hắn tới mở cửa đều là làm trái quy định nhưng lúc này nàng cũng không muốn quản nhiều như vậy vội vàng đi đến lâm giật trước mặt lưu chủ nhiệm một mực tại tìm ngươi đây ngươi nếu là có thời gian thì cho hắn về điện thoại ta biết trung niên nữ nhân nhìn lấy lâm giật lâm tổ trưởng phần sau là kho tư liệu không phải ngươi có thế vương tỷ xin lỗi nói, Lâm giật một tay bổ vào trên cổ của nàng, cái sau lúc này té xỉu. Lâm giật không có chậm trễ nửa thời gian, trước tiên mở ra khóa, hướng xuống đất phòng. Phía sau mấy đạo cửa điện tử, Lâm giật cầm lấy gác cổng thể nhẹ nhõm mở ra, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Ước chừng sau 3 phút, Lâm giật tại số 4 phòng tài liệu quỹ bảo hiểm, tìm được hai tôn pho tượng, đem lấy đi về sau, trước tiên thoát đi. Rút lui. Thu đến. Cầm tới pho tượng về sau, Lâm Dật cùng Dư Tư Dĩnh cùng một thời gian rút lui, lấy tốc độ cực nhanh, xông ra sở nghiên cứu nhưng ngay tại lao ra nháy mắt phát hiện bên ngoài vây quanh mười mấy người bọn họ đều là trung vệ lữ hộ vệ phụ trách buổi tối công việc tuần tra đội trưởng tên là lý kế vinh lâm giật thường xuyên cho hắn đưa khói quan hệ của hai người phi thường tốt lâm tổ trưởng ngươi đồ trên tay là cái gì lý kế vinh nói ra ta bây giờ không phải là tổ trưởng xưng hô như vậy không thích hợp vô luận tới khi nào ta đều kính ngươi là một tổ tổ trưởng nhưng ngươi không thể đi lý kế vinh nói ra ta đã thông báo lưu chủ nhiệm, hắn lập tức tới ngay. Trên thực tế, sớm tại tới thời điểm, Lý Kế Vinh thủ hạ người liền phát hiện người lái xe là Dư Tư Dĩnh, nhưng không nhìn thấy nút ở phía sau mặt lâm vật. Tại phát hiện Dư Tư Dĩnh về sau, thủ hạ đem sự kiện này báo cáo nhanh cho Lý Kế Vinh, hắn lại trước tiên đem điện thoại đánh tới Lưu Hồng chỗ đó. Lấy được đáp lại là không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải đem lâm vật lưu lại, chờ lấy hắn tới. Dựa vào những nguyên nhân này, mới có hiện tại tình cảnh này. Ta không muốn gặp hắn. Các ngươi đừng cản ta. Lâm vật nhìn lấy Lý Kế Vinh nói. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ta biết, thì tính toán chúng ta những người này cùng tiến lên, cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta có chức trách tại thân. Lâm tổ trưởng, ngươi không nên làm khó ta. Xin lỗi, ta nhất định phải đi. Tạch tạch tạch, Lâm vật vừa bước ra một bước, liền thấy mười mấy người, cầm lên vũ khí trên tay, nhắm ngay Lâm vật cùng dư tư dĩnh. Lâm tổ trưởng, thật xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ hôm nay nhất định phải đem ngươi lưu tại lữ bên trong, người nào cũng không thể đi. Lâm giật hiếp mắt, tại tỉnh mịch trong đêm tối, lộ ra nhiếp nhân tâm phách hung quang. Lý kế vinh theo bản năng lui về phía sau một bước, trực diện trung vệ lữ công huân tổ trưởng, để hắn thật sự hiểu, đối mặt mình, là một cái người đáng sợ cỡ nào. Vậy ngươi liền hạ lệnh, đem ta đánh chết. Cái này. Lý kế vinh chần chờ. Vô luận ra tại cái gì nguyện ý, chính mình đều khó có khả năng đối lâm giật nổ súng. Vậy cũng chỉ có thể xin lỗi, bỏ vũ khí xuống, đem lâm tổ trưởng cầm xuống. Vâng. Mười mấy người hét lớn một tiếng, ào ào ném tới vũ khí, nhào về phía lâm vật. Lý kế vinh rất rõ ràng, thì lúc này mười mấy người này muốn phải bắt được lâm vật, không khác nào nói chuyện viễn vông. Nhưng cái này là cực hạn của mình, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đối mặt lâm vật, không ai đánh cược, có thể trăm phần trăm đem hắn lưu lại. Nhìn đến sông lên người, lâm vật không có xuất thủ, dư tư dĩnh sông tới cứ việc những người này đều nghiêm chỉnh huấn luyện, là tinh anh trong tinh anh. Nhưng tại chiến đấu lực phương diện, cùng trung vệ lữ chênh lệch, đủ để dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Nhất là dư tư dĩnh, càng là một tổ bên trong, ngoại trừ lâm giật người thực lực mạnh nhất. Đối diện với mấy cái này người, thì càng không nói chơi. Không đến một phút đồng hồ, mười mấy người toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có Lý Kế Vinh một người. Xin lỗi, Lý đội. Lý Kế Vinh cười gật đầu, tuy nhiên đều bị các ngươi đánh ngã, nhưng chỉ cần ta còn đứng lấy, liền không thể thả các ngươi đi. Nói, Lý Kế Vinh nghiêng một cái đầu, lộ ra chính mình cái cổ. Hạ thủ nhẹ một chút, nếu không lưu chủ nhiệm tới liền phải trừng trị ta. Nếu như ta có thế còn sống trở về, nhất định mời ngươi uống rượu. Lâm giật đưa tay, bổ vào Lý Kế Vinh trên cổ. Cái sau hai mắt trắng nhật, ngất đi. Lâm giật cho dư tư dĩnh nháy mắt ra dấu, cái sau ngầm hiểu, hai người cùng lên xe, rời đi trung vệ lưỡng mấy phút đồng hồ sau làm lưu hồng đi vào trung vệ lữ về sau nhìn đến nằm trên đất người huyết áp theo gót chân một mực thọc tới đỉnh đầu kém chút không có ngất đi những năm gần đây hắn biết rõ lâm giật tính cách biết hắn sẽ áp dụng vô cùng bạo lực thủ đoạn đến xử lý sự kiện này nhưng không nghĩ tới hắn mục tiêu thứ nhất lại là trung vệ lữ thất thố phát triển đến trình độ này lưu hồng biết cái này đã vượt ra khỏi năng lực của mình phạm trù sau đó bấm lương hướng hà điện thoại tiếp vào điện thoại về sau lương hướng hà vội vã chạy đến mà lúc này té xỉu người đều đã bị đánh thức nhìn đến những người này lương tồn hiếu sắc mặt dị thường khó coi không biết đang suy nghĩ gì hắn đều làm cái gì hắn đem pho tượng cầm đi cái khác đồ vật không nhúc nhích lưu hồng nói ra trên tay hắn chìa khóa hẳn là theo trần thắng lợi cái kia cầm tới tiểu tử này thật sự là không muốn tốt ta phải rút lui hắn không thể lương hướng hà khí khóe miệng có giật việc này thật không oán niệm hắn lưu hồng nói ra cái đôi này đều là bị lâm giật đánh ngất xỉu. Đây là hắn diễn trò, dạng này thì cùng những người khác không quan hệ rồi, đều là một mình hắn làm. Có thể đem lương hướng hà loại này lão luyện thành thục nhân khí thành dạng này, cũng chỉ có lâm giật. Đem tất cả mọi người kêu đến, hắn muốn nói chuyện với bọn họ. Đúng. Mặc dù là cung cấp, nhưng Lưu Hồng tại Lương Hướng Hà trước mặt, vẫn như cũ là tên lính quèn, đến thành thành thật thật nghe chỉ huy. Rất nhanh, bị Lâm giật đánh ngất xỉu người, đều đi tới Lương Hướng Hà bên người. Trong đó còn bao gồm, bị dư tư dĩnh đánh ngất xỉu giam khống viên. Lương hướng hạ ánh mắt, nghiêm túc đảo qua mỗi người, trên chiến trường trải qua luyện ra được sát khí, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Từ giờ trở đi, ta nói mỗi một chữ đều là bí mật. Chương 2725 Đàm phán Nguồn Mê truyện audio.com Tâm thần của mọi người rung lên, bao quát lưu hồng ở bên trong cũng giống như vậy. Tuy nhiên hắn cũng chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, dết qua rất nhiều người nhưng cùng lương hướng hà loại này còn không giống nhau, người ta là cầm qua dao bầu, dựa vào sát khí của mình, từng đao từng đao chém ra bây giờ địa vị. Điểm này Lưu Hồng không so được, khả năng Vĩnh Viễn cũng không sánh nổi. Nhớ kỹ, các ngươi buổi tối hôm nay gặp được Lâm giật, nhưng hắn không có đối với các ngươi đồng thủ, là khi lấy được cho phép về sau, đem pho tượng mang đi, hết thảy đều phù hợp trung vệ lữ điều lệ chế độ, rõ chưa? Minh Bạch, mọi người đáp lại. Ta lời mới vừa nói, liệt kê thuộc trung vệ lữ nhất cấp bí mật dựa theo tương quan giữ bí mật điều lệnh, các ngươi biết hậu quả là cái gì? Minh Bạch Tất cả giải tán đi Mọi người sợ mất mật rời đi, Lưu Hồng đi tới lương hướng hạ bên người Lương lão, muốn tìm được lâm vật chỉ sợ rất không có khả năng, ngài nhìn có thể hay không để cho hạt gạo Hạt gạo cho nàng đánh một ngày điện thoại, đều đánh không thông Rất hiển nhiên, lương gia người cũng đang tìm lâm vật, nhưng không ai có thể tìm tới hắn Lương hướng hà càng rõ ràng hơn, coi như thật có thể liên hệ với lâm vật, cũng không có khả năng đem hắn khuyên trở về. Nhưng cũng phải tìm A, nếu không. Tiểu tử này điên rồi, nếu không lấy hắn dọc nước không lọc tính cách, không có khả năng tại trung vệ lưỡng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lương hướng hà nói ra. Lúc này, người nào mà nói hắn đều nghe không vào, ai cũng ngăn không được hắn. Lương hướng hà bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự lẩm bẩm. Hy vọng có thể dừng ở đây. Lương hướng hà ý nghĩ là tốt, xử lý phương thức, cũng là đúng. Nhưng chuyện kết quả xác thực không có dựa theo hắn thiết kế phương hướng phát triển giờ này khắc này người nào đều không có dự liệu được lại một trận nguy cơ chính đang lặng lẽ tới gần lâm giật theo trung vệ lữ sau khi ra ngoài dư tư dĩnh đem xe chạy đến vùng ngoại thành một chỗ nhà dân lâm Vật rất rõ ràng trung vệ lữ năng lực tác chiến chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian liền có thể tra được chính mình trốn ở bàn cổ đại khách sạn cho nên trước lúc trời đi liền hạ lệnh chuyển di cuối cùng đi đến vùng ngoại ô một chỗ tầng hai lầu nhỏ đồng thời xóa sạch tất cả hành trình dấu vết không ai có thể tìm tới nơi này. Lâm ca, băng tỷ đến tin tức, các nàng đang tiến vào ngũ giác lầu hệ thống, tùy thời đều có thể cùng gơ rác liên hệ với. Nhìn đến Lâm giật trở về, La Kỳ tiến lên nói ra. Đem máy tính cho ta, các ngươi dưới lầu chờ lấy. Được. Lâm giật cầm lấy máy tính về lên trên lầu, sau đó đem chính mình địa chỉ IP, phát cho tiếu băng, để cho nàng thành lập hai phương diện kết nối. Giờ phút này là M quốc thời gian, một giờ chiều. Gerard ngồi trong phòng làm việc, ở trước mặt của hắn đứng đấy một người trung niên nam nhân. Hơn 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh giữ lấy ri mép, trên mặt góc cạnh rõ ràng, vô luận dùng dạng gì ánh mắt nhìn, đều coi là cái sói ca. Tên của hắn gọi Morrissey, là U Linh tiểu đội trưởng. Quốc hội đối lần hành động này rất không hài lòng, cho rằng chúng ta có chút xúc động, vứt bỏ trải qua thời gian dài tính dự, trong lúc vô hình tạo rất nhiều địch nhân, ta đoán lần sau lúc họp, bọn họ sẽ đập bàn chất vấn ngươi. Morrissey nói ra, ta đã sớm đoán được, để những cơm kia thùng cứ tới tốt Gơ rác nhún vai không quan trọng nói tại hoa hạ tây của người phía trên ăn nhiều lần như vậy thua thiệt thật sự nếu không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem chúng ta tại toàn thế giới trước mặt thì không ngóc đầu lên được nhưng ngươi nghĩ kỹ bước kế tiếp nên làm như thế nào đến sau cũng không thể một mực nuôi các nàng đi cần phải mau chóng đem pho tượng cầm về không nóng nảy chúng ta chiếm cứ chủ động dạng này mới có thể đem lợi ích tối đại hóa vậy được rồi ta còn có những chuyện khác phải làm đi trước Gerag gật gật đầu nhìn ra hắn cũng đang tự hỏi như thế nào mới có thể đem ít lợi của mình sử dụng tốt nhất hô thông đúng lúc này cửa ban công bị đẩy ra một người mặc chế phục nữ thư ký từ bên ngoài vọt vào gớ tiên sinh không xong máy vi tính của chúng ta bị hacker xâm lấn cái này sao có thể người nào sao mà to gan như vậy dám làm chuyện như vậy chúng ta cũng không biết máy vi tính của chúng ta bất chợt tới nhưng bất động hình ảnh biến thành một bức tranh mảnh phía trên là một con dao giải phẫu đao giải phẫu Gerard không có thể hiểu được đây là ý gì, càng không biết đối phương là cái mục đích gì. Đúng vừa đúng lúc này, Gerard phát hiện, chính mình máy tính cũng biến dạng, đồng dạng xuất hiện đau giải phẫu hình ảnh. Nhưng rất nhanh, hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, lâm vật xuất hiện ở trong tấm hình, không có bất kỳ cái gì che lấp. Người đi ra ngoài trước đi, sự kiện này ta sẽ xử lý. Gerard thấp giọng nói. Biết. Lên tiếng, nữ thư ký đi ra ngoài. Văn phòng an tĩnh lại, Gerard cẩn thận ngồi về tới trên ghế, nhìn lấy trong video lâm vật, biểu lộ nghiêm túc. Hoa hạ người, rốt cục có cơ hội, cùng ngươi mặt đối mặt. Ngươi cũng rất để cho ta ngoài ý muốn, thế mà lại lựa chọn dạng này cẩu cấp khiêu tường phương pháp. Lâm giật đạm mạc nói. Không thể không nói, ngươi chiêu này cũng không cao minh, thậm chí là có chút ngu xuẩn. Ngươi phải hiểu rõ, ta cũng không cần ngươi đánh giá. Gơ rác mặt lạnh lấy nói. Xác thực, hiện tại vấn đề là, như thế nào đem sự kiện này giải quyết? Lâm giật vương tay, đem hai tôn pho tượng, hiện ra ở gơ rác trước mặt ta biết các ngươi muốn thứ này, cho nên cũng đừng che che lấp lấp, bắt người đến đổi, chọn cái giao dịch địa điểm, không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian. Ngươi cảm thấy mình, có cùng ta đàm phán thể đánh bạc à, ngươi còn không có tư cách. Ha ha. Lâm giật cười lạnh một tiếng, ngươi có thể giết nạn, thậm chí ở ngay trước mặt ta giết nạn cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi hẳn phải biết, trêu chọc một cái dân liều mạng xuống tràn. Không nên quên năm ngoái Yokosuka, ngươi mang theo nhiều người như vậy, vẫn không có bắt đến ta. Gặp Lâm giật nhất lên năm ngoái Yokosuka sự kiện, gơ rác sắc mặt khó coi muốn chết song quyền nắm chặt biểu lộ tức giận những năm gần đây chỉ huy dưới cờ u linh cùng phong bạo hai chi đội ngũ mãi mãi cũng là không có gì bất lợi không ai có thể ngăn trở chính mình duy chỉ có năm ngoái hắn ép buộc du thuyền đi tập kích yokosuka căn cứ chính mình bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào làm sao đều bắt không được hắn cái này cho gơ lưu lại không ít bóng mờ trở thành trong lòng của hắn cấm kỵ người nào cũng không thể sách không nên tức giận phẫn nộ là vô năng biểu hiện dạng này là không có ích lợi gì hỗn đảng, đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi chỉ là may mắn mà thôi. Có phải hay không may mắn trong lòng ngươi rõ ràng, ta cũng không muốn cùng ngươi biện luận nhiều như vậy. Lâm giật thản nhiên nói. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi phải nhớ kỹ ta nói mỗi một câu, bởi vì ta không phải một cái ưa thích đùa dẫn ngươi. Dừng một chút, Lâm giật tiếp tục nói. Nếu như trên người của nàng, lại nhiều một vết thương, ta sẽ buông tha cho hợp tác, để cho các ngươi gà chó không yên. Chương 2726 Chơi hắn cái long trời lỡ đất nguồn mê truyện audio com đừng tưởng rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm nếu như ta thật nghĩ muốn làm gì thì làm chỉ sợ yokosuka đã tại xây lại cho nên ngươi tốt nhất rõ ràng lập trường của mình lâm giật khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị nói ra ngươi có thể vô năng nhưng không thể vô tri nếu không sẽ dẫn tới hòa sát thân Gơ rác ánh mắt hiếp lại lộ ra khiếp người hung quan ta biết năng lực của ngươi rất mạnh nhưng muốn giết ta còn không có khả năng ta cũng không muốn theo ngươi ở phương diện này nói nhảm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy liền nói chính sự đi. Lâm giật nói ra. Ba ngày sau đó, chúng ta tại vùng biển quốc tế giao dịch, đối ngươi ta đều công bình. Vùng biển quốc tế. Ta không quá ưa thích cái chỗ kia. Gerard nói ra. Nếu như muốn cứu các nàng trở về, liền đến Washington, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng muốn gánh chịu hậu quả. Washington. Lâm giật tâm lý âm thầm nói thầm, đối với mình tới nói, đây là kết quả xấu nhất. Lâm giật không có sách ra cái gì ý kiến phản đối, đáp ứng rác yêu cầu. Ngươi tốt nhất đừng dở trò gian, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Yên tâm, ta đối với các ngươi người không có hứng thú. rác cầm lấy một cây bút, trên giấy viết mấy cái con số. Đây là ta phương thức liên lạc, chờ ngươi sau khi tới, thì đánh gọi điện thoại cho ta, đến mức còn lại, chờ ngươi đến, ta sẽ tiếp tục nói cho ngươi. Ghi lại số điện thoại về sau, Lâm giật đóng lại video, không có cùng rác qua nói nhảm nhiều. Không hẹn mà cùng, tại tắt video về sau gơ rác biểu lộ, biến hết sức khó coi. Chỗ lấy đem giao dịch địa điểm định tại bản thổ, chính là vì phòng ngừa xảy ra bất trắc. Dạng này lại càng dễ bố trí lực lượng phòng vệ, để tránh hắn dở trò gian. Muốn đến nơi này, gơ rác cầm lên điện thoại di động, bấm Morrissey điện thoại. Ngươi ở đâu? Ta nghe nói, tổng bộ máy tính bị hacker công kích, chuẩn bị đi trở về nhìn xem chuyện gì xảy ra. Mau trở lại, có nhiệm vụ bàn giao cho ngươi. Lập tức đến. Chưa được vài phút, Morrissey vội vã về tới Gerard văn phòng. Tra được địa chỉ A. Là người Hoa kia làm. Hoa hạ người. Morrissey đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Thì là năm ngoái, ép buộc Hải Dương giao hưởng số hoa hạ người. Gerard yên lặng gật đầu, là hắn. Morrissey biểu lộ, lập tức biến nghiêm túc lên, nếu như là hắn, sự kiện này thì không kỳ quái. Có thể theo trong miệng của ngươi, nói ra nếu như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Hắn xác thực có phương diện này năng lực tuy nhiên không muốn thừa nhận, lâm giật năng lực, là rõ như ban ngày tại Hải Dương giao hưởng số sự kiện về sau, Morrissey từng làm qua vô số lần thôi diễn, nhưng vô luận dùng loại phương thức nào, chính mình cũng không có cách nào thoát đi vòng vây. Nhưng chính là tại chết như vậy cục phía dưới, hắn vẫn là chạy. Nếu như lúc đó, hắn không đi nghĩ cách cứu viện Tan, không đi bảo hộ chiến hữu của hắn, muốn chạy ra đảo quốc, căn bản không phải vấn đề. Nhưng mình lại làm không được, Gerard giữ im lặng, nhìn lấy Morrissey. Hắn là mình một tay mang ra người, đối tính tình của hắn bản tính đều càng hiểu rõ. Hắn là cái rất tự phụ người, nhưng năm ngoái Hải Dương giao hưởng số sự kiện, với hắn mà nói lại là cái đã kích. Hắn gặp một cái chính mình không cách nào siêu việt người. Có thể để ngươi nói ra nếu như vậy, xác thực không dễ dàng. Morrissey nhún vai, ta thừa nhận hắn rất lợi hại, nhưng ở cái kia khởi sự kiện bên trong, khả năng phát sinh chúng ta không biết sự tình, bằng không hắn không có khả năng tránh thoát toàn thế giới bao vây, nếu như ta lúc đó không bị thương tổn, theo đội cùng đi, có lẽ kết quả là sẽ khác nhau hiện tại ngươi cơ hội tới. Cơ hội gì? Ta đem giao dịch địa điểm, ổn định ở Washington, rất nhanh ngươi thì có cơ hội, trực diện người này. Morrissey ánh mắt hiếp lại, chúng ta đợi giờ khác này, đã rất lâu rồi. Nhưng trước lúc này, còn có một việc cần ngươi làm. Chuyện gì? Phái người đi nhìn chầm chầm poker, nếu như Lâm Cảnh Chiến tham dự vào, sự kiện này thì không dễ làm. Gerard nói ra. Bọn hắn ngươi, có bất kỳ động tĩnh đều muốn trước tiên nói cho ta biết. Minh Bạch. Yến Kinh. Dập mấy video về sau, Lâm Dật tựa vào lầu hai trên ghế salon. Trong ánh mắt là dấu không được sát khí. Lúc này Lâm Dật tự như là trong rừng một đầu con sói cô độc, hoàn toàn có thể dùng dân liệu mạng để hình dung. Yên lặng, Lâm Dật đốt điếu thuốc. Màu trắng khói bụi ở trước mắt tràn ngập, sứ tắm kia mặt âm trầm biến tự như ảo mộng. Tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Dật đang không ngừng thăm dò. Đáng được ăn mừng chính là rác đối pho tượng nhìn trúng, muốn viễn siêu mình tưởng tượng. Cứ như vậy, trên tay mình thẻ đánh bạc, thì có càng lớn giá trị. Nhưng để lâm giật bất an là, Gerard đem giao dịch địa phương, đặt ở M quốc bản thổ, cũng không có phía trên chính mình cái bẫy. Thì hiện giai đoạn mà nói, cho dù trên tay mình thẻ đánh bạc cổ có phân lượng, nhưng vẫn như cũng muốn bị hắn nắm mũi dẫn đi. Muốn đến nơi này, Lâm giật đem trên tay một nửa tàn thuốc giẫm diệt, sau đó hướng về dưới lầu đi đến. Lão đại. Dư tư dĩnh bọn người đứng lên, chờ lấy Lâm giật bước kế tiếp kế hoạch. Ba ngày sau đó động thủ, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. Vâng. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã nhanh 2 giờ sáng, Lâm giật hô. Nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, lo lắng cũng vô dụng, cái gì cũng không làm được. Biết. Mọi người cảm thấy một loại cảm giác bất lực, loại này bị người nắm cái mũi cảm giác, cũng không tính tốt. Lục tục, một tổ người đều tìm được nghỉ ngơi địa phương. Khâu Vũ Lạc bị Lâm giật an bài trở về lữ bên trong, thuận tiện tiếp thu tin tức tương quan. Hơn 3 giờ sáng, trời tối người yên, tuy nhiên cách lấy cánh cửa, lại có thể nghe được phòng bọn hoác con bên trong, liên tiếp tiếng ngáy. Lâm giật mặc quần áo xong, lặng lẽ rời đi nhà dân, đi hướng đêm tối. Lên xe đi. Ngay tại Lâm giật muốn đi ra ngõ hẻm thời điểm, nghe được khâu vũ lạc tiếng nói chuyện. Nàng lái một chiếc màu xanh quân đội bá đạo, tại ngõ hẻm cửa ra vào chờ lấy. Ngươi không phải về lữ bên trong A. À? Nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, theo ngươi đi ra nhiều lần như vậy nhiệm vụ, muốn là lại đoán không được ngươi suy nghĩ gì, thì không xứng xuất hiện ở đây. Khâu Vũ Lạc nói: "Ta cùng Ninh Triệt cùng một chỗ thời gian, sau ngươi còn muốn dài, nếu như thù này, ta không thể tự mình đi báo, đời này đều sẽ có tiếc núi, còn có." Khâu Vũ Lạc cười thần bí, "Ta cũng giao xuất ngũ báo cáo, hai chúng ta làm một món lớn." Vậy liền chơi hắn cái long trời lỡ đất. Lâm vật không có lại nói còn lại, kéo ra ghế phụ cửa, lên Khâu Vũ Lạc xe. "Đi đâu?" "Đi trước đảo quốc, bay phong diệp quốc, sau đó lái xe đi Washington." "Được." Lâm vật kế hoạch rất cẩn thận dạng này có thể thần không biết quỷ không hay chui vào đi vào, sẽ không bị phát hiện. Định chế kế hoạch về sau, hai người cùng với cảnh ban đêm, hướng về chỗ cần đến xuất phát. Chương 2727 Quan sát người Nguồn Mê truyện audio com Làm hai người đến Ottawa thời điểm, đã là một ngày một đêm sau. Trạm tiếp theo chỗ cần đến, cũng là Washington. Nhưng ở chỗ này, hai người cũng không cùng được. Lâm giật đem kế hoạch của mình, kỹ càng cùng khâu vũ lạc tự thuật một lần, rất nhiều hắn công tác của hắn, cần nàng sớm xử lý cùng an bài. Giao phó xong mọi chuyện cần thiết về sau, hai người mỗi người đi một ngã, mỗi người hành động. Ước chừng sau 8 tiếng, Lâm giật đến Washington, mà lúc này, trời đã tối. Tại ăn chơi trác tán đèn neon ông phía dưới, Lâm giật ngồi ở trong xe, yên lặng hút thuốc. Làm tàn thuốc đốt hết, Lâm giật lấy điện thoại di động ra, bấm gơ rác điện thoại. Ta đã đến. Tốc độ còn thật mau, mới 30 giờ, người đã đến. Hiện tại cũng không cần nói những lời nhảm nhí này, nói giao dịch địa điểm đi. Lâm Vật nhàn nhạt nói, 27 giờ về sau, cũng chính là ngày mai rạng sáng 3 giờ, tại Hoa Kỳ khách sạn giao dịch. Hy vọng ngươi không muốn ra vẻ, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi lời nói. Nói xong, Gerard cúp điện thoại, cũng không có cùng Lâm Vật nhiều trò chuyện, bởi vì hắn tiềm ẩn mục đích đã đạt đến. Lúc này Gerard còn tại cao ốc văn phòng bên trong, Lâm Vật tốc độ. Tuy nhiên tại ngoài dữ liệu của hắn, nhưng cũng không có ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Tại phòng hội nghị tác chiến bên trong, bốn phía đều là màn hình lớn, phía trên là vệ tinh truyền về hình ảnh, cả tòa thành thị đều có thể thu hết vào mắt, thậm chí ngay cả cao ốc Pha Lê đều có thể nhìn đến. Lúc này, trên màn hình có cái màu đỏ khung vuông nhỏ, đem địa đồ một mảnh nhỏ khu vực bao phủ. Gerard tiên sinh, chúng ta đã khóa chặt vị trí của hắn." Ăn mặc đồng phục nữ công tác nhân viên nói ra. Hắn tại Pennsylvania đường cái một chiếc xe bên trong đường đi video giám sát, đã đem hắn khóa chặt, phụ cận đồng sự, sẽ lại 30 giây sau đuổi tới. Gerard gật gật đầu, nhìn lấy bên cạnh Morrissey nói ra. Vì bắt hắn, ta vận dụng tất cả lực lượng, phía sau công tác thì giao cho ngươi, ta không hy vọng hắn còn sống trở về. Gerard lời nói không ngoa, vì tại không kinh động lâm giật tình huống dưới khóa chặt hành tung của hắn, hắn xem như bỏ hết cả tiền vốn. Thậm chí không tiếc đại giới, vận dụng toàn thế giới dẫn trước lại duy nhất thượng đế chi nhãn hệ thống, trừ cái đó ra, hắn còn tại toàn thành phố mỗi khắp ngõ ngách, đều sắp xếp nhân thủ, lấy cam đoan khóa chặt lâm giật hành tung về sau, có thể trước tiên, đem khống chế tại tầm mắt của mình bên trong. Mà dạng này hành động, cho dù là bọn họ tại thi hành quan lớn trạm thủ hành động thời điểm, đều chưa từng dùng đến qua. Vì bắt lâm giật, bọn họ cũng coi là nhọc lòng. Ha ha. Maurice cười lạnh một tiếng. Chỉ cần khóa chặt vị trí của hắn, hắn công tác của hắn giao cho ta là được rồi. Đi thôi, U Linh đã cắm đến trên tay hắn một lần, ta không hy vọng lần này lại xảy ra vấn đề. Cho ta một giờ, cho dù có thượng đế che chở hắn, ta cũng có thể mang về gặp ngươi. Gơ rác sau khi cúp điện thoại, Lâm giật yên lặng ngồi trong xe, nhìn lấy tình huống chung quanh. Tức liền đến đêm khuya, nhưng ở phụ cận vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Cộc cộc cộc, cộc Lâm giật ngón tay, không ngừng đập xe tay vịn, ước chừng kéo dài hơn một phút đồng hồ. Sau đó, Lâm giật mang theo bao, hướng về cách đó không xa Pocky khách sạn đi đến. Ngài khỏe chứ, ta họ tần ta tại lúc ban ngày, dự định gian phòng. Đi đến tiếp tân, Lâm giật khách khí nói: "Ngài khỏe chứ, là tầng Hán tầng tiên sinh a?" À? Xin đẹp nữ tiếp tân hỏi. "Đúng thế. Được rồi, ngài chờ một lát." Lâm giật gật gật đầu, quay đầu nhìn lấy bốn phía. Hoặc là bởi vì khẩn trương duyên cớ, hắn cảm giác xuất hiện ở đây người rất nhiều đều đáng giá hoài nghi, nhưng không có cách nào phân biệt. "Tiên sinh, thủ tục nhập cư đã làm xong, cái này là của ngài thẻ phòng." "Tốt, cảm ơn." tiếp nhận thẻ phòng, Lâm giật khách khí nói. Phiền phức sau đó, cho ta đưa một bình bốc đô rượu vang đỏ, ta đã đã đợi không kịp, cảm ơn. Không có vấn đề, ta cái này sắp xếp người đưa qua. Lâm giật cười gật đầu, quay người đi hướng thang máy, khi đi tới gian phòng về sau, Lâm giật vừa đem áo mặt cởi xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiên sinh, ngài điểm bốc đô rượu vang đỏ đến. Tốt, chờ một lát. Lâm giật mở cửa, đứng ở phía ngoài khách sạn phục vụ sinh là cái tóc vàng mắt xanh tiểu hỏa tử, mang theo màu trắng bao tay, thận trọng bưng lấy một bình rượu vang đỏ. Ta có những chuyện khác phải bận rộn, phiền phức giúp ta tỉnh một chút. Được. Đối với cấp cao khách sạn tới nói, dạng này phục vụ là chuyện đương nhiên. Phục vụ viên đi tới, vặn ra nắp bình, đem rượu vang đỏ ngã xuống tỉnh rượu khí bên trong. Mà lâm giật thì tại bận biểu chính mình sự tình, hai người không có can thiệp lẫn nhau. Cùng lúc đó, Morrissey mang người, đi tới Port ghi khách sạn bên ngoài, cũng theo thói quen hướng về trên lầu nhìn một cái các ngươi xác định người hoa kia ở tại nơi này, đúng không? Mô Lít hỏi. Đúng thế. Đáp lời người gọi cu lê, là an toàn cục công tác nhân viên. Làm khóa chặt lâm vật hành tung về sau, cũng là hắn đang phụ trách theo dõi. Ta đã điều tra khách sạn màn hình giám sát, hắn ở tại số 606 gian phòng. Sau khi trở lại phòng, hắn đi ra qua A. Không có, chỉ chọn một bình rượu vang đỏ. Cu lê nói ra. Ta đoán sẽ có những người khác tới, hai người muốn uống rượu nói chuyện. Morrissey gật gật đầu, có cái này khả năng. Hai người câu thông xong, Morrissey nhìn lấy thủ hạ sau lưng. Thun, suét, các ngươi hai cái ở lại bên ngoài, nếu như nhìn đến hắn nhảy cửa sổ chạy trốn, thì trước tiên nổ súng, nhưng không nên đánh chết, chỉ cần để hắn mất đi năng lực hành động là được rồi, sau đó ta sẽ từ từ xử lý hắn. Yên tâm đi, năm ngoái tại đảo quốc, để hắn chạy một lần, hôm nay tại địa bàn của chúng ta, tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế. Morrissey gật gật đầu, tràn đầy lòng tin, cho là mình có thể đem lâm vật bắt lấy bởi vì ngoại trừ u linh tiểu đội người người của cục an ninh đã đem mỗi cái đường đi đều phong tỏa huống hồ hắn còn không biết mình bị bao vây muốn rời khỏi nơi này khẳng định là không thể nào những người còn lại cùng ta đi vào tại morrissey chỉ huy dưới sau lưng bảy người cùng một chỗ hướng vào khách sạn lòng tin mười phần tại khách sạn đối diện là một cái 14 tầng lầu cao kiến trúc kiến trúc vẻ ngoài trung quy trung cũ ngăn nắp nhìn ngoại hình liền biết đã có tuổi rồi cao ốc sở hữu người, là một nhà điện tính công ty, chủ yếu phục vụ đối tượng cũng là dân chúng địa phương, tính toán có chút danh tiếng một công ty. Tại cao ốc đỉnh đầu, ngồi đấy một người mặc màu đen áo khoác da nữ nhân, tóc rất dài, múa mây theo gió. Hai chân của nàng tự nhiên rủ xuống, trên tay cầm lấy nghe xong bia, thỉnh thoảng uống một miệng, mười phần thoải mái. Đổi lại là những người khác, tại dạng này độ cao dưới, khẳng định sẽ bị hoảng sợ tim đập rộn lên, mà nàng lại giống người không việc gì một dạng, dường như cùng nhảy dây không có khác nhau trò vui rốt cục muốn lên diễn đi. Chương 2728 Vui quá hóa buồn Nguồn Mê truyện audio.com Tiến vào khách sạn về sau, những người khác phân tán đến các nơi, tự như là du khách một dạng, lấy lớn nhất không để cho người chú ý phương thức, theo mỗi cái phương hướng, hướng lấy 66 hội tụ. Morrissey bình tĩnh đi tới quầy ba. Tiên sinh, ngài. Gọi các ngươi quản lý tới. Không giống nhau nữ tiếp tân nói dứt lời, Morrissey liền đem chính mình căn cứ chính xác kiện lấy ra nữ tiếp tân sững sờ, công tác thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. Chờ một lát. Rất nhanh, quản lý bị gọi đi qua, là cái rất trẻ trung người da đen. Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Có phạm nhân trốn đến các ngươi khách sạn, ta cần muốn các ngươi bảo trì tuyệt đối trầm mặt, đồng thời cho ta một trương vạn năng thẻ phòng, hy vọng các ngươi phối hợp. Được rồi, chờ một lát. Xét thấy thân phận của đối phương, quản lý không có chậm trễ thời gian, rất nhanh liền đem vạn năng thẻ phòng đem ra, cũng giao cho Morrissey trên tay cảm ơn phối hợp. Morrissey không có chậm trễ nửa thời gian, trên tay cầm lấy thẻ phòng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hướng về lâm giật gian phòng đi đến, tự nhủ. Ban đầu ở đảo quốc, ngươi có thể tránh thoát bắt, nhưng hôm nay, vận khí của ngươi đã sử dụng hết. Ngồi đáy thang máy, Morrissey đến lầu 6. Trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, đối với hắn mà nói, bắt lâm giật đã không có bất luận cái gì độ khó khăn. Đội trưởng Nhìn đến Morrissey đi ra, U Linh tiểu đội người, trước tiên xông tới. Hành động A, Morrissey gật gật đầu cũng đem trên tay vạn năng thẻ phòng đưa tới hiện tại liền bắt đầu đi chuẩn bị tốt gia hỏa nếu như hắn dám phản kháng thì nổ súng xả kích nhưng nhớ kỹ không thể đem hắn đánh chết biết chưa minh bạch Morrissey khóe miệng lộ ra ý cười tự như cái bày mưu tính kế tướng quân quan tại lâm vật năng lực hắn có toàn diện ước định coi như không muốn thừa nhận cũng không có cách đối phương đúng là cái người rất lợi hại tại dưới tình huống bình thường nghĩ đến bắt đến hắn chỉ sợ so nhìn thấy thượng đế còn muốn khó khăn nhưng hắn không biết là chính mình vận dụng thượng đế chi nhãn dùng để điều tra nhất cử nhất động của hắn tại hắn cúp điện thoại một khắc này thì bại lộ chính mình mục tiêu muốn đến nơi này morrissey khóe miệng ý cười càng đậm tự nhủ thế mà trả lại cho mình điểm bình rượu vang đỏ đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng ccc lúc này u linh tiểu đội người cầm lấy thẻ phòng mở ra cửa phòng cũng bưng vũ khí trước tiên vọc vào morrissey ngậm lấy điếu thuốc nhàn nhã cùng đợi kết quả vừa nghĩ tới đối phương, quỳ ở trước mặt mình hình ảnh, tâm lý thì không nói ra được sảng khoái. Đội trưởng, hắn không tại gian phòng. Người nói cái gì, không tại. Trong phòng vệ sinh có cái ngất đi phục vụ sinh, cũng không nhìn thấy hắn. Morrissey biến sắc, một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Đột nhiên trong nháy mắt, Morrissey giống như là nghĩ đến cái gì, lớn tiếng kêu gọi nói. Mau bỏ đi lui. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mệnh lệnh đã hạ đạt, liền trước tiên hướng về bên ngoài chạy tới cũng đúng vừa đúng lúc này ngoài ý muốn phát sinh oanh tiếng nổ mạnh truyền đến hỏa quan từ trong phòng phun tung tóe mà ra còn có vô số đồ dùng trong nhà toái phiến trong đó còn tiếng mắng chửi có hai cái chạy chậm người bị tạc máu me be bét khắp người khuôn mặt biển dạng tại chỗ tử vong bởi vì nổ tung nguyên nhân những phòng khác người đều vọt ra nhìn đến trước mặt một màn nữ nhân bị bị hù lớn tiếng thét lên nam nhân cũng không biết làm sao nơm nớp lo sợ lui về phía sau mà lúc này đây khách sạn cảnh báo vang lên tiến vào trạng thái giới nghiêm phụ cận cảnh sát cũng tại cấp tốc dùng để cũng đối chung quanh tiến hành phong khống đối diện cao ốc đỉnh đầu mặc lấy màu đen áo khoác da nữ nhân không khỏi lộ ra ý cười lại có mạnh như vậy sức quan sát có ý tứ nói xong nữ nhân nên phong đứng lên cứ như vậy đứng ở cao ốc biên giới nàng thân cao yếu điệu hai chân chặt chẽ tay áo dài tuy nhiên phía trước không tính thẳng nhưng đằng sau lại vô cùng vểnh lên nữ nhân áp sát xuống tóc, dáng vẻ chọc người. Cách xa mặt đất, gần 50m độ cao, đối nàng mà nói, tự như là đứng tại một cái trên đất bằng, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe ngươi nhiều như vậy cố sự, lập tức liền muốn gặp mặt, ta thật đúng là có điểm chờ mong. Nói xong, nữ nhân quay người nhảy tới tầng cao nhất trên bình đài, cũng biến mất tại trong bóng tối. Cùng lúc đó, Morrissey đã mang người trốn thoát. Chết người có hai cái, nhưng những người khác cũng bị thương, bất quá đều là trầy da đối với U Linh tiểu đội người mà nói, cái này căn bản liền không tính là gì. Phết. Morrissey chỗ thủng miệng lớn. Tận đến giờ phút này, hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Đối phương điểm bình rượu vang đỏ, cũng không phải là muốn chính mình uống. Mà chính là muốn nhờ thân phận của đối phương, theo khách sạn rời đi. Mình bị lừa. Muốn đến nơi này, Morrissey bấm gơ rác điện thoại. Lúc này, Morrissey ngay tại trong phòng làm việc của mình, cầm lấy chính mình tư nhân điện thoại di động gọi điện thoại. Ca tiên sinh, ta đã phái người tới, rất nhanh liền có thể có kết quả. Nhớ kỹ, không nên giết hắn, hắn là uy hiếp lâm cảnh chiến trọng yếu thể đánh bạc. Ta minh bạch. Cầm tới pho tượng về sau, đồ vật cũng không cần đặt ở bản địa, đưa đến Hàn Quốc đi. Cái này. Morrissey thần sắc hoảng hốt, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Ca tiên sinh, mời tại cho ta một cơ hội, đem pho tượng ở lại trong nước, lần này sẽ không lại ngoài ý muốn nổi lên. Điện thoại một bên khác, là lâu dài trầm mặt, đồng đông đồng gơ rác nhịp tim đập, tự như nổi trống một dạng, bịch bịch nhảy không ngừng. Gơ rác, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Ta đã biết, cầm tới pho tượng về sau, ta sẽ trước tiên phái người đưa đến Hàn Quốc. Túc 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 đối phương không có trả lời gơ rác, mà chính là gọn gàng cúp điện thoại. Lúc này gơ sắc mặt tái nhật không ra bộ dáng, ngồi trên ghế, thở hồng hộc. Thật giống như chết đuối người, tại sinh tử tồn vong thời khắc, được người cứu tới một dạng. Ông 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 lúc này, trên bàn một bộ khác điện thoại di động vang lên, đây là Gerard bình thường thường dùng điện thoại di động. Nhìn đến điện thoại tới người là Morrissey, Gerard tâm tình tốt một chút, chắc hẳn đã xử lý xong. Làm cái hít sâu, Gerard bình phục hết tâm tình, tiếp thông Gerard điện thoại. Kế hoạch thất bại, đối phương chạy, cũng tại trong khách sạn. Người nói cái gì? Nghe được tin tức này, Gerard vỗ bàn đứng dậy, không phải phái người theo dõi hắn đến sao, làm sao còn khiến người ta chạy. Hắn khi tiến vào khách sạn về sau, mượn nhờ phục vụ sinh thân phận, thoát đi khách sạn, cũng dẫn nổ bên trong bom, Black cùng Benson đều đã chết. Còn chết mất hai người. Gerard biểu lộ, biến bạo giận lên. Morrissey trầm mặt không nói lời nào, bởi vì hắn không biết nói cái gì. Nhanh điểm quay trở về, đừng ở nơi đó lãng phí thời gian, ta sẽ phái những người khác đi thu thập tàn cục. Vâng. Chương 2729 Máu nhuộm phố dài Nguồn Mê truyện audio.com Gerard cúp điện thoại, thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, một từng cơn ấn lạnh, trực tiếp nhảy lên đến trên đỉnh đầu. Vừa mới nói chuyện điện thoại xong, nói có thể bắt đến lâm giật cầm lại pho tượng, không nghĩ tới sau cùng lại thất bại. Gerard ánh mắt, biến vô cùng âm trầm. Chính mình vận dụng thượng đế chi nhãn, mục đích đúng là tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới, đem hắn khóa chặt, đồng tiếng được bắt. Nhưng sau cùng, vẫn là phát sinh chuyện như vậy. Gerard nghĩ không ra còn lại khả năng. Chỉ có thể quy tội lâm giật cường đại bản năng. Hắn sức quan sát, cùng đoán được nguy hiểm năng lực, muốn sao chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh. Ông 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 đúng lúc này, gơ rác điện thoại di động lại vang lên. Nhìn thấy phía trên dãy số. Bất ngờ phát hiện là lâm giật đánh tới. Nhìn lấy vang ra tay máy, gơ rác sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn có thể dự cảm đến, cái này là đối phương hướng mình thì uy tín hiệu. Mà chính mình, không có có khả năng cự tuyệt. Cầm điện thoại di động, gơ rác nhận nghe điện thoại, nhưng cũng không nói lời nào. Vì cái gì các ngươi người Mỹ, tổng là ưa thích phá hư quy tắc đây." Lâm Vật trêu tức nói, "Đây cũng không phải là cái thói quen tốt. Ngươi cho là mình rất lợi hại à? a?" rác cắn răng nghiến lợi nói, "Chưa nói tới lợi hại, chỉ là cảm giác vô cùng có ý tứ." Lâm Vật cười nói, "Là một cái dân liều mạng, ta bây giờ còn có thể theo ngươi giảng quy cũ, đã là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ." Dừng một chút, Lâm Vật thay cái giọng điệu, lại tiếp tục nói, "Đương nhiên, ngươi khả năng không tin." bất quá không quan hệ, chúng ta có thể làm giải đố trò chơi, ngươi đoán cái kế tiếp nổ tung địa phương, sẽ là nơi nào? Harvard Tượng nữ thần tự do Tổng thống Sơn Đế quốc cao ốc Ngươi chớ quá mức Quá phận sao? Cùng ngươi làm sự tình so sánh, cái này không tính là gì à? Lâm giật vừa cười vừa nói Nên nói, ta đều đã nói cho ngươi biết, đến mức làm sao chọn, thì nhìn ngươi Nói xong, Lâm giật trực tiếp cúp điện thoại, không có cho Gerard cơ hội nói chuyện trong văn phòng không có nửa điểm thanh âm, gơ rác thậm chí có thể nghe được tiếng thở dốc của chính mình cùng tiếng tim đập. Cứ việc chỉ là cùng một chỗ đơn giản nổ tung sự kiện, nhưng gơ rác lại không có cách nào như lần trước thông dong như vậy tỉnh táo đối mặt. Hắn biết rõ, chuyện tính chất không giống nhau. Lần trước, đối mặt mình là trung vệ lữ thành viên. Nhưng lần này, đối mặt mình là lâm cảnh chiến nhi tử, một cái buông xuống hết thảy dân liều mạng. Hắn cùng lâm cảnh chiến một dạng, trên thân đều chảy điên cùng huyết dịch nếu như chọc giận những người này, thế giới chỉ sợ đều muốn đi theo đám bọn hắn luôn hãm. Tiếp xuống một ngày, Lâm Dật Thủy chung tại bố trí kế hoạch của mình. Mà Khâu Vũ Lạc bên kia cũng tại khu chung gõ mỏ bận rộn. Lâm Dật biết, mình đã có cùng gơ rác đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng hắn cũng không biết, chính mình có thể hay không đem Ninh Triệt mang về. Bách thắng không đủ trật càng khôn, bại một lần thì đến họa không còn. Cho dù chính mình lấy được một chút điểm ưu thế, nhưng chỉ cần có một chút sơ xuất, thì không ai có thể tại cái này địa phương kết thúc yên lành. Theo thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, đem tòa thành thị này, phủ thêm mê người màu đen mạng che mặt. Lúc này Lâm Dật, chính đang ngồi ở Hoa Kỳ khách sạn đối diện một nhà quán cà phê uống cà phê. Đối diện cũng là gơ rác tuyển định giao dịch địa điểm. Ngồi ở chỗ này, có thể nhìn đến quan sát được khách sạn tình huống. Lúc này, khách sạn cửa lớn cấm đoán, từ xế chiều bắt đầu, thì không mở cửa bán. Lâm Dật biết, đây là vì buổi tối giao dịch làm chuẩn bị nhìn đồng hồ, khoảng cách giao dịch, còn có 5 tiếng. Lâm Dật yên lặng quan sát lấy, lại thỉnh thoảng xuất ra địa đồ coi trọng vài lần. Phát hiện Hoa Kỳ khách sạn vị trí, hoàn toàn có thể dùng được trời ưu ái để hình dung. Chung quanh đều là rộng rãi đường đi, giám sát thiết bị hoàn thiện, cũng không có bất kỳ cái gì công sự che chắn, liền cái ẩn thân địa phương, đều rất khó tìm đến. Không thể không nói, Gerard đem cẩn thận là hơn bốn chữ, vận dụng đến cực hạn. Cách kết, kết đinh đinh đang đang quán cà phê cửa bị đẩy ra, còn có chuông gió thanh âm dễ nghe, Khâu Vũ Lạc mặc lấy một đầu màu lam nước rửa quần bò cùng màu trắng áo gió, từ bên ngoài đi vào, ngồi ở lâm giật bên cạnh. Nghe nói phô ghi khách sạn phát sinh nổ tung, hẳn là ngươi làm a? À. Ta cũng không ngờ rằng, bọn họ có thể nhanh chóng như vậy tìm tới vị trí của ta, thì là đơn thuần phòng bị một chút, không nghĩ tới thật ra chuyện. Lâm giật nhấp miệng cà phê nói ra. Xem ra gơ rắc lần này, là làm thật, đoán chừng đem áp đáy hầm đồ vật đều lấy ra. Khâu vũ Lạc không có lập tức trả lời, mà là tại yên lặng quan sát lấy lâm Dật biểu lộ để cho nàng viên kia căng cứng tâm, lại một lần nhấc lên. Hai người đi ra qua rất nhiều lần nhiệm vụ, nhưng mỗi lần đều có thể trên mặt của hắn, nhìn đến sự tự tin mạnh mẽ, thậm chí là nỗi sống chập trùng tâm tình. Điều này nói rõ hắn là có lòng tin, ít nhất là có biện pháp ứng đối. Nhưng lần này, nét mặt của hắn bình tĩnh như nước, tự như một tờ giấy trắng, không có bất kỳ biến hóa nào. Khâu vũ lạc bén nhạy phát hiện hắn nội tâm lo nghĩ. Hắn không sợ chính mình chết ở chỗ này, hắn sợ cứu không ra ninh triệt. Ta thông tri sứ quán người, cũng tại sáu cái địa phương, an trí dẫn bạo điểm, đây là chúng ta ác chủ bài. Khâu Vũ Lạc nói ra. Xe cũng chuẩn bị xong, người cứu ra về sau, có thể trước tiên rời đi, sẽ có sứ quán phương diện người tiếp ứng chúng ta. Được. Lâm Dật không nói một lời, chỉ là đơn giản đáp lại một câu. Từ đó về sau, ánh mắt cũng vẫn xem lấy Hoa Kỳ nhà hàng cửa, không biết đang suy nghĩ gì. Ta còn tra được, một số quốc người biết, Đối gơ rác cử động rất không hài lòng, những cái kia cảnh ngoại người, cũng đều lấy phòng bị thái độ, bọn họ tại hành động lần này bên trong, cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, có thể nói là đã thương địch thủ một nghìn, tự tổn tám trăm. Ta luôn cảm thấy sự kiện này không đơn thuần, nhưng lại không nói ra không đúng chỗ nào. Sự kiện này trước thả một chút đi, đem ninh triệt cứu sau khi đi ra, chúng ta đang điều tra sự kiện này. Được. Khâu vũ lạc nhẹ nhàng lên tiếng, lại nhấp miệng cà phê, nói. Ngươi có thể xác định, bọn họ sẽ không dở trò gian nguyện ý ở chỗ này giao dịch a à? ta đã thông báo gơ ra, đây là hắn cơ hội cuối cùng nếu như lật lọng liền trực tiếp động thủ lâm vật nói ra khâu vũ lạc thân thể rung lên nàng biết lâm giật tính nhẫn nại đã đến điểm tới hạn bất luận cái gì khiêu khích hành động đều sẽ để hắn triệt để bạo tẩu tới gần nửa đêm quán cà phê đóng cửa lâm giật cùng khâu vũ lạc rời đi phát hiện khách sạn đen kịt một màu tựa như là một tòa bỏ hoang tòa nhà lớn nhưng hai người đều rõ ràng trong tửu điếm không hề giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Trời vừa rạng sáng hai bên, hai mươi mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở trên đường phố. Số lớn súng ống đầy đủ người, phong tỏa mỗi cái giao lộ, bất luận cái gì gốc chết đều không có buông tha. Từng đợt âm lãnh khí tức túc sát tại trên đường phố tràn ngập. Ở cái này phổ thông ban đêm, tổng yếu có người, phủ lên phố dài. Chương 2730 Mang ngươi về nhà Nguồn Mê truyện audio.com Lúc này Hoa Kỳ khách sạn, vô thành vô tức, nếu là người đi đường thấy cảnh này, chắc chắn coi là hôm nay nghỉ ngơi không buôn bán. Thật tình không biết, nơi này muốn tiến hành, chính là một trận xưa nay chưa từng có giao dịch. Khách sạn bên trong, mỗi cái địa phương, đều sắp xếp chuyên gia trông coi, liền con ruồi đều không bay vào được. Trừ cái đó ra, còn tiến hành 360 độ bố khống, cũng kiểm tra thực hư qua nhiều lần, không có gốc chết. Chỗ đem giao dịch địa điểm, chọn tại một chỗ như vậy, ngoại trừ địa lý vị trí nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, nơi này là tư nhân lãnh địa nếu như định tại quan phương địa điểm, một khi phát sinh nổ tung sự kiện, sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng không tốt. Tại khách sạn một gian phòng tổng thống bên trong, tất cả cửa sổ đều bị cản cực kỳ chặt chẽ, thấu không ra bất kỳ ánh sáng. Gơ ngậm si gà, ngồi ở trên ghế salon, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy hai người, giống hai tôn pho tượng một dạng, thủ ở bên cạnh hắn. Diện tích của căn phòng rất lớn, tối thiểu nhất có hơn 100 bình. Ngoại trừ ghế xô, pha cùng bàn trà bên ngoài, còn có rất lớn một mảnh có thể hoạt động khu vực. Nhưng lúc này, nơi này ngồi đầy người, tỉ mỉ tính được, hết thảy có 18 cái. Những người này trạng thái cực kém, trên thân tất cả đều bị thương. Ninh Triệt thì ngồi liệt tại những người này trung gian. Hắn lúc này, trên người vết máu đều đã ngưng kết, bắt đầu vẫy. Quần áo trên người, đều là một khối lại một khối màu đen điểm lắm tắm, đó là máu nhụm dấu vết. Ninh Triệt tóc dài tán loạn, hơi vẫn mặt lên, đến tại phía sau trên vách tường. Hư nhược nàng, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, đến chèo chống thân thể của mình. Ta đã chuẩn bị đem các ngươi thả, làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta đây? Gơ rác như một cái người thắng lợi, nhìn lấy ninh triệt bọn người. Cao cao tại thượng bộ dáng, tự như tại tuyên bố thắng lợi của mình. Đến lúc này, nói cái gì đều vô dụng. Ninh triệt suy yếu mà vô lực nói. Hành vi của các ngươi là tại hướng trung vệ lữ tuyên chiến, theo các ngươi động thủ một khắc này, tương lai kết cục, đều là không chết không thôi, đem chúng ta thả trở lại, cũng không phải là cái lựa chọn sáng suốt. Grack hơi híp mắt lại, những ngày này, hắn một mực nỗ lực để Ninh Triệt khuất phục. Nhưng tại nữ nhân này trên thân, lại có loại có thể so với kim cương cứng cỏi. Có thể nàng chưa bao giờ khuất phục qua, đội viên của nàng cũng chưa bao giờ có. Nàng đang dùng phương thức của mình chống lại, đối với mình biểu đạt miệt thị. Không chết không thôi. Grack nói ra. Các ngươi thật cho rằng trung vệ lữ có năng lực như vậy? Đây là mù quáng tự tin. Nếu thật là mù quáng tự tin cần gì phải làm đánh lén đâu. Ninh Triệt khinh miệt nói. Hơn nữa còn chọn tại viêm long tiểu đội không có ở đây thời điểm, mềm yếu không đáng sợ, đáng sợ là ngu xuẩn không tự biết. Gơ rác trên mặt, lộ ra từng trận tức giận. Loại này dĩ hạ phạm thượng nhục nhã, hoàn toàn đâm trúng hắn đau điểm. Nhưng mục đích của ta đạt đến, ta không quan tâm quá trình. À. Ninh Triệt cười lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp. Nhưng nồng đậm miệt thị, lại làm cho gơ rác càng thêm khó chịu. CCC khóa cửa truyền đến điện lưu âm thanh, sau đó cửa bị đẩy ra, Morrissey đi đến, nói. Gerard tiên sinh, thời gian không sai biệt lắm. Đem người đều dẫn đi. Vâng. Một đám súng ống đầy đủ người, từ bên ngoài đi vào, mang theo ninh triệt bọn người đi ra khỏi phòng. Phía dưới tình huống thế nào? Gerard thấp giọng nói. Tất cả đường đi đều bố phòng, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền có thể khóa chặt hành tung. Morrissey nghiêm túc nói. Ta cam đoan, lần này sẽ không lại xảy ra vấn đề. Gơ gật gật đầu, lâm cảnh chiến tình huống bên kia thế nào, có hay không dị thường hoạt động. Bọn họ gần đây, tại khảm đạt nhã rừng trầm phụ cận tu chỉnh, bốn tên đội trưởng tất cả đều tại, tự hồ cũng không biết sự kiện này. Gơ trầm mặt không nói chuyện. Đối với hắn mà nói, tin tức này là có thể tin. Gãi không là con của hắn, tự nhiên không cần thiết làm to chuyện. Mà lại, hắn cùng bốn đại đội trưởng đều ở trên đảo, coi như thiếu một hai cái râu riêng người, cũng không có khả năng đối hôm nay giao dịch tạo thành ảnh hưởng nhưng đa mưu túc trí gơ rác cũng không có phớt lờ lại ở trong lòng đem tất cả trình tự đều vuốt thuận một lần phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau mới đứng dậy hướng về dưới lầu đi đến lúc này đã là 3 giờ sáng chung quanh quán rượu đường đi im ắng thậm chí ngay cả kẻ lang thang đều xua đuổi tịch mịch cùng quản cu ẻ tràn ngập tại đường đi mỗi khắp ngõ ngách tự như là không người sống sót tử vong chi địa chậm rãi lâm giật từng bước một đi tới khoảng cách hoa kỳ khách sạn vẹn vẹn có mười mấy thước khoảng cách trong thấy phương xa đường đi xuất hiện bóng người canh giữ ở phụ cận người đều cảnh giác lên biển người bạo động mọi người cầm lên vũ khí đem hồng súng nhắm ngay lâm vật đèn đường mờ vàng chiếu ở lâm vật trên thân kéo dài bóng người một bên khác là mười mấy tên an toàn cục cùng u linh tiểu đội thành viên lâm vật lẽ loi độc hành tự như là một cái cô độc dũng giả tại khiêu chiến toàn thế giới lâm vật bước chân rất chậm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng tốc độ thủy chung không thay đổi cho dù bị người chỉ cái đầu hắn biết rõ, nếu như một người trong đó, bởi vì khẩn trương mà cọ súng cướp cò, cái mạng nhỏ của mình đều muốn nằm tại chỗ này. Nhưng hắn lại dị thường bình tĩnh, tự như muốn đi phó một trận đã sớm ước định cẩn thận dạ tiệt. Giờ này khắc này, hai bên trạng thái, thấy thế nào đều có chút quỷ dị, gờ rác bên này, rõ ràng có mười mấy người, trên tay đều cầm lấy vũ khí, nhưng ở lâm giật đi tới thời điểm, cả đám đều khẩn trương ghê gớm. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không có chú ý đến, cước bộ của mình, tại không được lui về phía sau thật giống như có một đạo vô hình khí lãng, tại đẩy lấy bọn hắn hướng về sau đi. Không bao lâu, Lâm Dật đến trước mặt của bọn hắn. Mọi người tránh ra một con đường, đem Lâm Dật thả vào. Nhưng là, làm Lâm Dật đi tới cửa thời điểm, những người này lần nữa vây kín, đem hắn vây vào giữa, tự như là một đạo không thể phá vỡ lòng gian. Khách sạn cửa có cấp 3 bậc thang, phía trên phủ lên thảm. Cho dù chỉ có đèn đường ánh mắt xéo qua chiếu ở phía trên, nhưng tươi đẹp màu đỏ, lại càng chướng mắt, tự như bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng. Lâm tổ trưởng. Nhìn đến Lâm giật tiến đến, ba tổ người đều nhìn hắn. Lâm giật trầm mặt gật đầu, thấy được vết thương chồng chất ninh triệt. Nhảy lên kịch liệt trái tim, tự như là một cái khó có thể thuần phục mạnh hổ, muốn tránh thoát thân thể trói buộc mà xông ra lòng giam. Thế nhưng loại cảm giác bất lực, rất nhanh lại bị cảm giác hít thở không thông thay thế. Liền giống bị người hung hăng nắm lấy một dạng, không thể hô hấp, nhưng không cách nào ngăn chặn lửa giận, lại đang thiêu đốt hừng hực. Hai người bốn mắt đối lập, ninh triệt trong mắt có nước mắt nàng biết lâm giật sẽ đến đây là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng đây cũng là hắn tại sao là lâm Vật nguyên nhân đừng sợ ta mang ngươi về nhà ninh triệt nhắm mắt lại nước mắt lạ chả xuống tại thời khắc này đối với nàng mà nói chết cũng đáng chương 2731 ta yêu ngươi nguồn mê truyện audio com bị nhiều người như vậy chỉ cái đầu ngươi cho là mình còn có thể đi rồi hả gơ rác lạnh giọng nói Đối mặt các ngươi những thứ này người vô sĩ, ta xác thực khả năng đi ra không được, cho nên ta cũng làm chuẩn bị. Lâm Vật giải khai chính mình y phục, trên thân cuốn một vòng thuốc nổ. Không chỉ có trên người của ta có, trong trương cũng có, có thể hay không đem cái này tòa cao ốc nổ nát ta không có thể bảo chứng, nhưng các ngươi những người này cần phải đều không sống được, đến ở trong đó pho tượng, đoán chừng cũng giữa chẳng được. Gơ rác thần sắc như thường, cũng không có ngoài ý muốn. Nhưng thủ ở chung quanh những người khác, lại thần sắc phòng bị nhìn lấy Lâm Vật, để phòng ngừa bất trắc phát sinh đừng khẩn trương như vậy. Lâm giật nhàn nhạt nói. Chốt mở tại trên cổ tay của ta, nếu như các ngươi cò súng cướp cò, không cẩn thận đem ta giết chết, nó sẽ tự mình nổ tung. Nói chưa dứt lời, cái này phía dưới người chung quanh khẩn trương hơn. Bởi vì quốc tình khác biệt, bọn họ không có bất kỳ cái gì phụng hiến tinh thần, đều là lấy tiền làm việc. Đối mặt loại này có công tác nguy hiểm, không ai muốn đem cái mạng nhỏ của mình dựng vào. Gơ rác mặt không biểu tình, hắn biết, đối mặt mình, là một cái chân chính dân liều mạng ta muốn nhìn một chút đồ vật. Không có vấn đề. Lâm giật mở cái rương ra, hai tòa pho tượng đặt ở chính giữa, chung quanh là cố định bọt biến. Morrissey cầm lấy một đại loại sách tay máy móc, cẩn thận đi đến Lâm giật trước mặt, tại hai tòa pho tượng quét một chút. Phía trên truyền đến còi báo động, nhưng tại trống trải trong đại sảnh, lộ vẻ phá lệ quỷ dị. Đồ vật không có vấn đề. Gerard gật gật đầu, dạng này thao tác, chỉ là để cho ổn thỏa. Tại dạng này một cái thời khắc, hắn không tin, Lâm Dật sẽ chơi nhàm chán trò xiết hiện tại liền giao dịch đi. Trước thả người, ta muốn bảo đảm an toàn của các nàng. Lâm giật thấp giọng nói ra. Không có khả năng. Gơ rác chém đinh chặt sắt nói. Ngươi tự mình đem pho tượng đưa tới, ta lấy danh dự đảm bảo, tuyệt đối sẽ không đồng thủ trước. Ngươi tại ta chỗ này, không có bất kỳ cái gì danh dự có thể nói. Đây là duy nhất giao dịch phương thức. Gơ rác nói ra. Chúng ta tuy nhiên muốn pho tượng, nhưng cũng sẽ không để ngươi để ngươi nắm mũi dẫn đi, ngươi phải hiểu được quyết tâm của chúng ta, không có vấn đề. Lâm Dật không có cự tuyệt, hắn cũng biết, chính mình không có lựa chọn nào khác. rác cũng không phải là kẻ đơn giản, vị trí của hắn cùng lục bắc thần là ngang nhau. Liền xem như không bằng lục bắc thần, cũng có thể cùng lương hướng hà hoa ngang bằng. Chọc giận dạng này người, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Lâm tổ trưởng, ngươi không thể đáp ứng hắn. Ba tổ người nói, chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không thể cầm mệnh của ngươi, đổi mạng của chúng ta không sao, dùng ta một cái, đổi lấy các ngươi 18 cái, đáng giá. Ba tổ người không nói chuyện, đều nhìn về Ninh Triệt. Nhưng lại phát hiện, bọn họ tổ trưởng, một mực tại yên lặng giữ lấy nước mắt. Ninh Triệt là hiểu rõ nhất lâm vật. Nàng biết, đến lúc này, nói cái gì đều là vô dụng. Thả người đi. Gơ rác hướng về U Linh tiểu đội người nháy mắt ra dấu, cái sau buông ra đối ba tổ trói buộc. Cái này cũng không thể đại biểu các nàng thoát liên nguy hiểm, còn có vô số hồng súng, đối chuẩn bị đầu của bọn hắn, nhưng ninh triệt lại liều lĩnh nhào về phía lâm vật cho dù trên đùi của nàng có tổn thương cho dù mỗi đi một bước đều toàn tâm đau nhưng nàng vẫn là dùng tận khí lực toàn thân ông thật chặt ở lâm vật toàn bộ đại sảnh đều quanh quẩn nàng tiếng nức nở người chung quanh muốn động thủ nhưng bị gơ rác ngăn trở hắn thấy cục diện còn tại khống chế của mình phạm vi bên trong không cần thiết bối rối vũ lạc ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi hiện tại liền đi lâm vật nằm ở ninh triệt bên tai nhỏ giọng nói ra đừng sợ ta không chết được, không ai có thế để giết ta. Thật xin lỗi. Ninh Triệt khóc lóc kể lễ, nước mắt không cầm được chảy. Không nên nói như vậy, ta đã từng đáp ứng ngươi, cho dù chết, cũng muốn chết tại trước mặt của ngươi, ta cũng không muốn làm bội bạc tiểu nhân. Lâm giật nhẹ vỗ về Ninh Triệt phía sau lưng, đi nhanh đi, nếu không một hồi ai cũng đi không được, ngươi hiểu ta, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Lâm giật, để Ninh Triệt đã ngừng lại nước mắt. Nàng biết, việc đã đến nước này, lòng dạ đàn bà chỉ sẽ hỏng việc ông lấy lâm giật mặt ninh triệt dùng hết lực khí toàn thân hôn một cái ta đi nếu như ngươi chết ta liền đi trên hoàng tuyền lộ tìm ngươi ta yêu ngươi nói xong chính mình lời muốn nói ninh triệt đứng lên tại ba tổ thành viên nâng đỡ đi tới khách sạn bên ngoài quá trình này nàng không quay đầu lại nàng cũng không phải không nghĩ chỉ là không dám làm mấy người đi ra khách sạn thời điểm khâu vũ lạc xe cũng lái tới là cái tiểu hình xe buýt chứa đựng những người này không có vấn đề Mười mấy người đều sau khi lên xe, khâu vũ lạc thật sâu ngắm nhìn khách sạn, trong suốt giọt nước mắt, theo khóe mắt dứt lời. Có lẽ nhân sinh khó khăn nhất, cũng không phải là khó khăn, mà chính là người không cách nào kháng cự lựa chọn. Đây là đối tâm tra tấn, càng là đối với tinh thần dày vò. Nhưng vẫn như cũng muốn làm ra lựa chọn. Sau cùng một chân chân ga đạp xuống, khâu vũ lạc mang theo ninh triệt bọn người, rời đi phong tỏa. Ngươi, ngươi lưu lại đi. Ninh triệt hư nhược nói. Nếu như hắn ra chuyện, coi như đem ta cứu trở về đi, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn sắp xếp xong xuôi có chuyện, ta lưu lại sẽ vướng bận, chớ nói chuyện, ta mang các ngươi trở về. Động thủ. Khách sạn bên trong, gơ rác ra lệnh một tiếng, U Linh tiểu đội người nhào tới, đem lâm vật bao bọc vây quanh. Ta đã dựa theo ước định, đem người thả của các ngươi, ngươi cũng không muốn làm không sợ vùng vẫy, đem đồ vật giao ra đi. Lâm vật không nói còn lại, buông lỏng tay ra, Morrissey thuận thế đem cái rương cầm tới. Để bảo đảm vạn nhất, lại mở rương kiểm tra một lần phát hiện tại cái rương cách ly tầng cũng sắp đặt thuốc nổ. Nhưng đối Morrissey tới nói, cũng không là vấn đề. Đem pho tượng mang lấy ra, Morrissey giao cho Gerard. Đến mức cái rương, thì cho U Linh tiểu đội những người khác, dỡ bỏ công tác từ bọn họ hoàn thành là được rồi. Đã ngươi lựa chọn cùng ta giao dịch, hiện tại liền phải phối hợp một chút, đem trên người thuốc nổ đều hủy đi đi. Gerard nói. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng chúng ta cũng có biện pháp, đem quăng ra, chỉ là sẽ lãng phí chút thời gian thôi. Không có vấn đề. Lâm giật rất sảng khoái đáp ứng, không chần chờ chút nào. Nhìn đến lâm giật bắt đầu mang ra trên người thuốc nổ, gơ rác trong mắt, lộ ra khó có thể ức chế hưng phấn. Cái này để cho mình hổ thẹn gia hỏa, rốt cục muốn bị chính mình bắt lấy. Từ nay về sau, chính mình vẫn như cũ là toàn thế giới, ưu tú nhất chiến trường quan chỉ huy. Rất nhanh, lâm giật tháo bỏ súng trên người thuốc nổ, cũng trước tiên bị u linh tiểu đội người cầm đi. Hoa hạ người, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Lâm giật nhìn lấy Morrissey, cười nói, làm ta nhiều lần như vậy bại tướng dưới tay, có phải hay không tại thời khắc này tìm được khoái cảm. Chương 2732 Điều khiển thế giới. Nguồn: Mê truyện audio.com. Morrissey lúc này đổi sắc mặt. Dù sao không ai ưa thích chuyện xấu bị vạch trần phát ra tới. Đến lúc này, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi a. À. Morrissey thẹn quá hóa giận, một quyền hướng về Lâm vật đập tới. Nhưng ở Lâm vật trước mặt, hắn còn quá yếu. Cho dù hắn là U Linh tiểu đội trưởng, Hơi hợt đưa tay, Lâm Dật tiếp nhận Morrissey nắm đấm, nhàn nhạt nói: "Giống ngươi như thế không giữ được bình tĩnh người, là thành không được đại sự, trở về luyện thêm một chút đi, ngươi không phải đối thủ của ta." Lâm Dật bắt lấy Morrissey cổ tay, cái sau biến sắc, thần sắc bối rối. Hai người đều tới cấp C, nhưng tại như vậy trong nháy mắt, Morrissey phát hiện chính mình vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thật giống như tất cả chiêu thức đều bị hắn xem thấu một dạng. Không cách nào phòng bị, không cách nào tránh né. A à, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bởi vì đau đớn, Morisi thân thể bắt đầu vặn vẹo, không được nhúc nhích. Người chung quanh, do súng nhắm ngay lâm giật đầu, chỉ cần có rác mệnh lệnh, là có thể đem hắn đánh thành cái sang. Nhưng rác dám hạ khiến A đáp án là phủ định. Cho dù hiện tại lấy được pho tượng, hắn cũng không dám đem lâm giật thế nào. Lâm giật còn sống, còn có càng lớn giá trị. Vô luận là nhằm vào trung vệ lữ vẫn là lâm cảnh chiến. Nếu như hắn chết, không có người biết. Lâm cảnh chiến sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Dừng tay. Gerard nói. Đến lúc này, làm tiếp loại này không sợ xung đột, đã không có ý nghĩa. Ha ha. Lâm giật cười cười, buông lỏng ra Morrissey tay, cái sau sắc mặt âm trầm, nhìn Lâm giật ánh mắt, tràn ngập sự không cam lòng cùng kiên kỵ. Đem hắn còng mang đi. Vâng. Người phía dưới lên tiếng, sau đó lấy ra còng tay, đem Lâm giật hai tay khảo cùng một chỗ, cũng áp lấy hắn, đi ra khách sạn. Chung quanh yên tĩnh, đèn đường bảo bọc không có một ai đường đi. Phơ phất ý lạnh, để ngôi thành thị phụng hoa này, nhiều hơn mấy phần cảm giác quỷ dị. Đem hắn mang về về sau, chỉ cần giam lại là được rồi, sau đó chờ ta đi qua. Gerard nói ra. Không có mệnh lệnh của ta, không thể động thủ với hắn. Minh Bạch. Giao phó xong muốn nói sự tình, Gerard cầm lấy pho tượng, lên trước mặt một chiếc xe. Morrissey áp lấy lâm giật, lên phía sau xe xe cộ chậm rãi thúc đẩy, nhưng ở giao lộ thời điểm, Gerard cầm lấy pho tượng rời đi, cũng không có cùng Morrissey đồng hành. Trong xe lâm giật, mặt âm trầm. Trước lúc này, hắn không nghĩ tới Gerard sẽ cầm lấy pho tượng tự mình rời đi. Cái này cũng không phù hợp thân phận của hắn, lại càng dễ khiến người ta nảy lòng tham. Cùng lúc đó, Gerard xe đã thoát ly lâm giật ánh mắt, lái về phía một con đường khác. Mà tại hắn trong chiếc xe này, ngoài trừ tài xế bên ngoài, cũng không có những người khác. Việc này làm cho gọn gàng vào, ta muốn trong tổ chức sẽ cao hứng phi thường. Người nói chuyện là tài xế lái xe. Hắn nói chuyện khẩu khí, tự như là lão bằng hữu nói đùa một dạng, đối mặt quyền cao chức trọng gơ rác, tự hồ không có bất kỳ cái gì không thoải mái. người phải biết, ta là phế đi vô cùng lớn khí lực, mới đem hắn bắt lấy. Gơ rác đốt điếu thuốc nói. Đối mặt một cái tuổi quá trẻ người, cứ như vậy huy động nhân lực, với ta mà nói, đây là chuyện rất mất mặt. Hắn là lâm cảnh chiến nhi tử, trong thân thể của bọn hắn, đều giữ lấy tội ác huyết vô luận phí tổn bao nhiêu khí lực chỉ cần có thể đánh bại bọn họ đều là đáng giá đúng vậy a Gơ rác tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một cái người của toàn thế giới đều lấy giết chết lâm cảnh chiến làm vinh nhưng nhiều năm như vậy lại không người có thể làm được điểm ấy cũng là bởi vì có dạng này người tồn tại cái thế giới này mới có ý tướng tài xế chậm rãi lái xe như là thi sĩ giống như cảm khái ngươi nhìn cái thế giới này có người vội vàng kiếm tiền có người vội vàng sinh hoạt còn có vô số người chết bởi chiến loạn cùng nạn đói, chúng ta lại có thế ở sau lưng, điều khiển trên cái thế giới này, thậm chí có thể quyết định những người này tử vong thời gian, cái này khiến ta hưởng thụ như thượng để giống như khoái cảm. Ha ha. Gơ rác khóe miệng lộ ra ý cười, dường như đang đối thoại bên trong, tìm được đồng dạng niềm vui thú cùng khoái cảm. Tại con đường phía trước miệng dừng một cái, người đem pho tượng đưa đến Hàn Quốc đi, ta thì không theo. Không có vấn đề. Xe tại trên đường cái sử dụng, tự như là thông hướng hắc ám quốc độ một dạng, biến mất tại trong bóng tối. Mà tại xe chính đường phía trước phía trên, xuất hiện một cái xà ngang, phía trên treo nhiều loại cameras, dùng cái này tới kiểm tra làm trái quy tắc xe cộ. Lúc này, tại xà ngang ngồi lấy một người, hai tay nở nang thong dài, nhất là bắp chân, phá lệ cân xứng. Quá gì chính là, trên tay của nàng nắm một sợi dây thừng, một chỗ khác kết nối tại xà ngang phía trên, không biết ý muốn như thế nào. Ban đêm gió mát, thổi loạn mái tóc dài của nàng. Xa xa, nữ nhân nhìn đến có xe lái tới, liền ném xuống thuốc lá trên tay đầu từ trong túi xuất ra da gân, đem tóc dài áp sát lên, trang phục cũng trở nên gọn gàng lên. Lập tức, nữ nhân kéo ra chính mình áo giắt két, xuất ra một cái mặt nạ màu trắng, đem gắn vào trên mặt của mình. Phối hợp bóng đêm đen kịt, nàng trang phục càng khủng bố. Mà lúc này, trong xe rác cùng tài xế, cũng nhìn thấy ngồi đang theo dõi xà ngang phía trên bóng người, hai người không khỏi nhướng mày. Làm sao làm, em mờ quốc kẻ lang thang, đều ở loại địa phương này ngủ a à. Tài xế trêu ghẹo nói. rác nhíu mày mi đầu, dự cảm được từng tia từng tia không đúng. Làm xe đến gần thời điểm, hắn cùng tài xế đồng tử hơi co lại. Lúc này mới phát hiện, ngồi tại xà ngang phía trên người, cũng không phải là kẻ lang thang cũng không phải tử quỷ, mà chính là một cái mang theo mặt nạ người. Nhìn đến dạng này người, sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Bản năng tại nói cho bọn hắn, người kia là vì mình mà đến. Không cần rác nói chuyện, tài xế bản năng đạp phía dưới phanh lại, chuẩn bị thay đổi tay lái. rác cũng lấy ra mang theo người dao găm để phòng ngừa bất trắc phát sinh mình tới cấp a tư bên trong là cấp b liền xem như trung vệ lưỡng người đến cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi đúng lúc này mặc lấy màu đen áo khoác da nữ nhân động chỉ thấy nàng nắm dây thừng trực tiếp tung hoành cán bên trên lay động xuống dưới to lớn quán tính cùng vừa đúng tính toán khiến nàng chuẩn xác không sai bay đến xe thiết bị chắn gió pha lê phía trên ao 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 nữ nhân hai chân giống là một thanh vũ khí sắc bén đem thật dày thiết bị chắn gió pha lê đánh nát nhưng to lớn phản xung lực, cũng không có ảnh hưởng nàng động tác nối liền tính. Xâm lớn đến trong xe về sau, nữ nhân hai chân, cuốn lấy tài xế cổ, dùng lực vặn một cái, gọn gàng vặn gãy. Hô thông. Nữ nhân một cái đá nghiêng, đá tài xế trên thân. Lực lượng khổng lồ, làm đến thi thể liền xe cửa cùng một chỗ đụng bay, bay ra đến bên ngoài. Nữ nhân cũng thuận thế ngồi ở ghế phụ vị trí bên trên, một cái tay khống chế tay lái, một cái tay khác cầm súng, chỉ gơ rác. Không nên động, gơ rác tiên sinh, ngươi bây giờ là ta con tin. Chương 2733 Phản kích Thủy Triều Nguồn Mê truyện audio com con Gerard ngây ngẩn cả người, ngồi ở hàng sau không nhúc nhích. Theo nữ nhân này xuất hiện đến bây giờ, toàn bộ hành trình vẫn chưa tới 5 giây. Senet đã đến cấp B, thậm chí không được bao lâu, liền có thể tấn thăng đến cấp A mà người này, tại trong khoảnh khắc, thì đem hắn giết. Như vậy nàng tối thiểu nhất đều là cấp A, thậm chí là cấp S, người rốt cuộc là ai, Trung vệ lữ không có người cao thủ như vậy. Ta là ai cũng không trọng yếu. Nếu như không muốn chết, liền đem pho tượng giao ra. Gơ rác sắc mặt dị thường khó coi, hắn xa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Nếu như đem pho tượng giao ra, chính mình trải qua thời gian dài nỗ lực nỗ lực, liền muốn phó mặt. Để cho ta giao ra pho tượng là không thể nào. Nếu như ngươi có lá gan, liền đem ta giết. Khó trách ngươi có thế trưởng khống phong bạo cùng u linh tiểu đội, đảm lượng coi như không tệ, nhưng ngươi không có đàm phán thể đánh bạc. Dòng của nữ nhân vũ mỹ trong câu chữ là sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi có thể không tuyển chọn phối hợp, nhưng sẽ không cải biến kết cục. Ngươi không nên quá tự tin. Tiếng nói vừa ra, Gerard bỗng nhiên động thủ, đánh rớt trên tay nữ nhân thương. Sau đó tay phải nắm thành quyền, hướng về hắn đập tới. Tuy nhiên ta muốn khống chế xe cộ, nhưng đối phó với ngươi lão già này cũng không có vấn đề. Tay của nữ nhân cổ tay nhẹ nhàng khẽ động, phản tay nắm lấy Gerard cánh tay, đột nhiên hướng phía bên mình kéo một cái, kéo đến trong ghế ở giữa trong khe hở một chút giây, nữ nhân lôi kéo rác tay, đột nhiên một tách ra, cánh tay của hắn hiện ra cực kỳ vặn vẹo tư thế. À, A rác phát ra kêu thảm, hắn ở thời điểm này mới ý thức tới. Nữ nhân trước mắt này đã đến cấp S xe cổ chậm rãi ngừng lại, nữ nhân xuống xe, mở cửa xe, trực diện rác Cũng đem bên chân hắn pho tượng cầm trong tay. rác nghiến răng nghiến lợi. Hắn nghĩ không ra vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, vô cơ người rõ ràng đều tại chính mình phòng giam bên trong mà nữ nhân này lại là từ đâu mà đến gơ rác tiên sinh cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp lại ta đại biểu thượng đế chúc ngươi may mắn nói xong nữ nhân cầm lấy pho tượng biến mất tại phố dài bên trong sau đó nữ nhân lấy ra điện thoại di động phát một phong bưu kiện nội dung rất đơn giản chỉ có một cái ok thủ thế đóng gió mát nữ nhân đốt điếu thuốc tự nhủ chỉ có thể giúp ngươi tới đây chuyện còn lại chính mình giải quyết đi âm âm từ đúng lúc này nữ nhân nghe được trong tai nghe truyền đến tiếng nổ mạnh lúc này đổi sắc mặt làm cái quỷ gì hắn đang làm gì nữ nhân thần sắc ngoài ý muốn đứng tại chỗ yên lặng nghe lấy thanh âm hỗn loạn chỉ biết là bên kia lộn xộn không biết tình huống cụ thể như thế nào có ý tứ nữ nhân cười nói tuy nhiên có chút hơi thừa nhưng cũng không thể uổng phí hết đi đem cái thế giới này quấy đến lông trời lở đất đi nói xong nữ nhân sờ lên túi móc ra một cái màu đỏ chốt mở không chút do dự đè xuống một bên khác gờ rác sau khi rời đi Morrissey phụ trách giam giữ lâm vật, đem hắn đưa đến chỉ định ngục giam. Hoa hạ người, người sai lầm lớn nhất, cũng là đánh giá thấp thực lực của chúng ta cùng quyết tâm. Morrissey nói ra. Đầu tiên là cướp đi sách cổ tư liệu, sau đó lại cướp đi pho tượng, thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào a? À. Đó là chúng ta hoa hạ cảnh nội đồ vật, ta đem nó thu hồi lại, hẳn là thiên kinh địa nghĩa sự tình đi. Hoa hạ cảnh nội đồ vật. Morrissey không ngừng cười lạnh, tất cả mọi người là người thông minh, ta tin tưởng trung vệ lữ không phải ăn không ngồi rồi, hẳn phải biết cái kia hai kiện đồ vật lai lịch. Nhưng xuất hiện tại hoa hạ cảnh nội đồ vật, chính là chúng ta. Lâm giật nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt lại một mực dừng lại tại ngoài cửa sổ xe, dường như đang quan sát cái gì. Mà cái này một chi tiết, Morrissey cũng không có chú ý tới. Hắn lúc này cực kỳ đắc ý, trải qua thời gian dài, cái này để người đau đầu năm nhân, rốt cục rơi xuống trên tay mình. Hắn tưởng tượng lấy thông qua cơ hội lần này, để trung vệ Lữ minh bạch, U Linh cùng phong bạo mới là toàn thế giới ưu tú nhất đặc chủng tiểu tổ. Đều đến lúc này, ngươi nói thế nào cũng không đáng kể. Morrissey nói ra. Nhưng có một chút ta có thể nói cho ngươi, ngươi chỉ sợ không có cơ hội trở lại hoa hạ, liền xem như Thượng Đế tới, đều cứu không được ngươi. Thượng Đế xác thực không quá có tác dụng, cho nên ta không tin hắn. Ta nhớ ra rồi, ngươi hoa các ngươi tin Phật đúng không? Xác thực có loại tín ngưỡng này, để cho chúng ta hoa hạ còn có câu chuyện xưa, gọi cầu người không bằng cầu mình. Ngươi có ý tứ gì? chẳng lẽ ngươi còn muốn đi ra ngoài? Ngươi cảm thấy có thể sao? Morrissey cười ha ha nói. Chỉ cần ngươi dám động một cái, ta thì đánh nổ đầu của ngươi. Lời nói không cần nói sớm như vậy. Lâm giật khóe miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Morrissey rùng mình, toàn thân lông tơ lóe sáng, cái này khiến hắn sinh ra nhẹ nhẹ hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, chỉ là muốn cho các ngươi điểm kinh hỉ. Oanh! Đúng lúc này, tiếng nổ mạnh truyền đến. Nhưng nổ tung địa điểm, lại tại xe phía dưới. Cường đại trùng kích, tự như là một cái không khí đạn, đem lâm giật cùng Morrissey xe, vọt tới cao 3-4 mét trên trời. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để người bên trong xe đều đã mất đi thăng bằng. Tại mất trọng lượng trạng thái dưới, người nào đều không thể duy trì nguyên bản tư thế, giống hàng hóa một dạng đè ép đến cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả thương, đều rơi tại địa phương khác. Nhưng dưới tình huống như vậy, có một người ngoại lệ. Lâm giật mạnh mẽ thân thể tố chất, cho dù tại đụng như vậy dưới, vẫn như cũ có thể bảo chứng tự thân chiến đấu lực cùng tính cơ động. Tay mắt lanh lẹ, Lâm giật cánh tay biến thành hình vòng, đem Morrissey bọc tại trung gian. Còng tay đến tại trên cổ của hắn, thật chặt ghim chặt. Ngươi, ngươi thế mà. Bị ngươi đoán đúng, thuốc nổ bị ta chôn dưới mặt đất, chốt mở tại ta dày tường kép bên trong. Lâm giật nói ra. Yên tâm, không chỉ có ngươi sẽ chết, còn có gơ rác cũng giống vậy, chỉ là ngươi trước hắn một bước thôi. Nói xong, Lâm giật gia tăng khí lực, đem Morrissey tươi sống siết chết, rất nhanh liền đã mất đi sinh mệnh thể chinh. Cùng lúc đó, xe hơi rơi xuống đất, dưới tác dụng của quán tính lăn lông lốc vài vòng. Người trong xe, tự như trong hộp xuất sắc, trong xe lăn qua lăn lại. Cho dù bọn họ là u linh tiểu đội người, cũng chỉ có thể bị động chống cự trùng kích, không có cách nào làm ra hắn phản ứng của hắn. Cách Giết chết Morisi về sau, lâm giật hai tay phát lực, khí lực toàn thân đều tập trung vào trên cổ tay. Tại thu được cấp E lực lượng về sau, nguyên bản thì rất biến thái lực lượng, biến càng khủng bố hơn. Còng tay tại trong khoảnh khắc bị hắn tránh thoát, trung gian xiềng xích gãy thành hai đoạn, lần nữa khôi phục tự do. Cũng đúng vừa đúng lúc này, xe ngừng lại, nhưng tổng thể đều lật lên, dị thường thảm liệt. Cùng lúc đó, U Linh tiểu đội người rất nhanh kịp phản ứng, chuẩn bị đối Lâm Dật động thủ. Không nên uổng phí khí lực, đã chậm. Lâm Dật cười lạnh nói. Chương 2734. Người thần bí thân phận. Nguồn. Mê truyện audio.com. Tịnh đáng chết u linh tiểu đội người, hung tận mắng lên. Nhưng ở thời điểm này, bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào, nhất là tại không có vũ khí tình huống dưới. Âm. Lâm giật chiêu thức gọn gàng, thẳng tắp một quyền, đánh tới trên mặt của đối phương. Lực lượng khổng lồ, như lũ quét cuốn tới, không chút kiên kỵ chiếu nghiêng xuống. soạt xoạt. Không như trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết, chỉ có làm người sợ hãi tiếng xương nứt. Tên kia u linh tiểu đội thành viên, đều không có tới cùng kêu thảm, liền bị lâm giật một quyền đấm chết. Lúc này, trên xe còn thừa lại hai người. Bên trong một cái là tài xế, nhưng ở lật xe quá trình bên trong, thân thể bị cắm ở trong khe hở, không cách nào động đậy, lúc này đã vô pháp cho lâm vật tạo thành uy hiếp. Hiện tại, có thể cho lâm vật tạo thành uy hiếp, còn còn lại một cái. Nhưng lúc này, đối phương lại lăn trong xe, bể đầu chảy máu không nhúc nhích. Đồng bạn của mình, bị một quyền đánh chết, những thứ này hắn đều nhìn ở trong mắt, đã bị bị hù nói không ra lời. Bọn họ đều đã chết, ngươi cũng đi làm bạn đi bắt chước làm theo, lại là một quyền đập xuống, cái sau bị mất mạng tại chỗ. Tay mắt lanh lẹ, Lâm giật nhìn chung quanh một vòng, tìm được rơi trên mặt đất thương, nhắm ngay tài xế đầu, một phát muốn mệnh của hắn. Cũng đúng vào đúng lúc này, trước sau người trong xe, đã vọt xuống tới. Trên tay đều cầm lấy vũ khí, đem Lâm giật xe vây quanh. Bọn họ rất rõ ràng, ngoài ý muốn phát sinh, nhất định phải cẩn thận phòng bị. Lâm giật trong xe, cẩn thận quan sát lấy tình huống chung quanh, dùng cái này đến quy hoạch chạy trốn lộ tuyến. Nhưng vào lúc này, tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến. Chỉ bớt quá lần này, cũng không phải là bom, mà chính là màu xám trắng bom khói. Mà lại phát sinh bạo phát, còn không hết là một chiếc xe, tất cả xe cổ dưới đấy, đều bốc lên nồng đầm khói trắng, trong chốc lát già thiên tế Nhật, tầm nhìn không đủ một mét. Từ lâm giật ngây ngẩn cả người. Đó cũng không phải hắn an bài. Nhưng ở trong ấn tượng của hắn, cũng không thể nào là khâu vũ lạc an bài. Mà cái này, lại là ai làm? đồng bạn của hắn tới, nhanh điểm ngang nhiên xông qua, đem hắn bắt lại, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Xe cổ bên ngoài truyền đến tiếng gọi âm ỉ, toàn bộ tiếp vào đều loạn làm một đoàn. Tiếng gọi âm ỉ liên tiếp không ngừng, đều muốn mau sớm đem lâm vật bắt lấy, nhưng lại không có một người, có càng xâm nhập thêm hành động. Bọn họ không biết địch nhân chỗ nào bên trong, ở cái này không có bao nhiêu phụng hiến tinh thần trong quốc gia, tại không có thể bảo chứng chính mình an toàn tình huống dưới, không ai sẽ liều mạng trùng phong. Mà cái này cũng cho lâm vật sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo hắn lúc này đã không để ý tới là ai trong bóng tối hỗ trợ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, ẩn núp trong bóng tối người, khẳng định là đứng tại phía bên mình. Biết những thứ này, như vậy đủ rồi. Đến mức còn lại, cũng không trọng yếu. Tìm thời cơ, Lâm giật phá cửa sổ mà ra, tại sương mù dày đặc yểm hộ dưới, thuận lợi thoát đi U Linh tiểu đội cùng quan phương nhân viên đuổi bắt. Nhưng Lâm giật cũng không có trước tiên rời đi, mà chính là cầm thương, đem mấy chiếc xe bình xăng, toàn bộ đánh nổ. Xăng trút xuống mà đi, rất nhanh, xăng hương thơm vị, thì tràn ngập toàn bộ đường đi. Không tốt. Chạy mau. U Linh tiểu đội thành viên kiến thức trọng rãi, phát hiện bình xăng bị đánh bạo về sau, lập tức đã nhận ra không đúng, kêu gọi những người khác hỏa tốc rút lui. Phanh phanh phanh. Lại là mấy cái phát con bắn ra ngoài, toàn bộ đều đánh trên mặt đất. Nhỏ bé hỏa tinh, dẫn đốt trên mặt đất xăng, xe cộ trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Tràng diện biến càng thêm hỗn loạn. Nhưng Lâm Dật cũng không có đi, vẫn còn tiếp tục lấy kế hoạch của hắn cầm thương, đối với chung quanh nhà lầu, tiến hành một trận bắn phá. Màu đỏ cam hỏa xà, hướng về bốn phương tám hướng vẫy ra. Có bay vào cư dân lầu cửa sổ, có dự định cửa hàng bản hiệu bên trong. Chung quanh đèn đường, cũng bị đều hủy hoại. Lúc này, trên đường cái loạn làm một đoàn. Tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng, đánh thức tại phụ cận cư người ở, hoảng sợ thét lên cùng phẫn hận chửi rủa tràn ngập tại toàn bộ trên đường phố, tự như tao ngộ một trận đại tai biến. Nhìn lấy kiệt tác của mình, lâm giật khóe miệng lộ ra ý cười, Ném xong chư viên đạn thương, biến mất tại trong đêm tối. Không có vài phút, Gerard mở ra chiếc kia thảm không chịu nổi xe, về tới nơi khởi nguồn điểm. Nhìn đến cái này thảm liệt một màn về sau, cả người tự như ngớ ngẩn một dạng. Hắn vốn cho rằng, coi như pho tượng mất đi, chỉ cần lâm vật còn ở trên tay mình, thì yên nguyên chiếm cứ lấy chủ động. Nhưng bây giờ, vậy mà phát sinh chuyện như vậy, với hắn mà nói, tự như trời sập xuống một dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, Gerard cũng coi là cái thân kinh bách chiến người rất nhanh liền khôi phục thanh tĩnh, bắt đầu chỉ huy công việc cứu viện. Nhưng với hắn mà nói, khó xử lý nhất, cũng không phải là trước mắt cục diện hỗn loạn này, mà chính là những cái kia xông lên đầu đường người. Bọn họ đều là phổ thông dân chúng, đều đang lớn tiếng kháng nghị, cản đều ngăn không được. Cứ việc thương vong nhân số có thể tiếp nhận, nhưng mang tới ảnh hưởng, lại vô cùng không tốt. Mà lại nhiệm vụ lại một lần thất bại, mình đã không có cách nào hướng tổ chức bàn giao. Những thứ này, đều bị gơ rác biến bất an. Đại ước sau một tiếng, thanh lý công tác đã hoàn thành, nhưng sự kiện này đã tại dân chúng ở giữa, rộng khắp truyền bá ra. Twitter trên người cũng đang thảo luận đêm qua chuyện phát sinh, muốn muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Lúc này Gerard đã về tới phòng làm việc của mình. Trên Internet phô thiên cái địa tin tức đã nói rõ hết thảy sự kiện này tại dân chúng ở giữa, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt mà lại truyền bá tốc độ, cũng là kinh người nhanh. Tự hồ trong một đêm, người của toàn thế giới đều biết. Gerard ngồi trên ghế, không nhúc nhích, mặt đất tất cả đều là tàn thuốc. Cho dù sự kiện này tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt, nhưng Gerard đã không tâm tư lại chú ý. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trên bàn điện thoại di động, sau cùng đem tàn thuốc dập tắt, đem cầm lên. Ca Tiên Sinh, nghe nói các ngươi bên kia ra chuyện, cùng sự kiện này có quan hệ a? À? Gerard tim đập nhanh hơn, phản phất muốn theo cổ hồng nhảy ra. Nguyên bản chúng ta đã thành công, nhưng trên đường xuất hiện một người, phá hủy ta tất cả kế hoạch. Điện thoại một đầu khác là một lát trầm mặt. Chẳng lẽ những thứ này không nên tại lo nghĩ của ngươi Phạm Vi bên trong a? À? Thực lực của đối phương rất mạnh, chỉ sợ đã đến cấp S, ta cùng Sernet đều không phải là đối thủ của nàng. Cấp S? Điện thoại người đối diện cũng cảm nhận được nhẹ nhẹ ngoài ý muốn. Đối phương là nữ nhân, thực lực của nàng mạnh phi thường. Gerard nói ra. Mà tại ta trong ấn tượng, trung vệ lữ cũng không có mạnh như vậy. A. À. Gerard nói còn chưa dứt lời, liền bị cười lạnh một tiếng âm thanh đánh gãy. Cái này Lâm cảnh chiến lại bày ta một đạo. Lâm cảnh chiến. Gơ rác ngoại ý muốn nói. Có thể là người của hắn, đều tại ta giám sát phía dưới, không có khả năng. Là muôn. Chương 2735. Thính chứng hội. Muôn. Mê truyện audio.com Muôn. Gơ rác sửng sốt một giây, nhưng một giây sau, sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng ở thời điểm này, chỉ có muôn xuất hiện mới là hợp lý nhất. Bên đầu điện thoại kia người dừng một chút, nói. Có thể đem nàng phái ra, xem ra lâm cảnh chiến đã sớm làm xong dự định. Gơ rác sắc mặt trắng bệt, mồ hôi lạnh theo cái trán thấm xuống dưới, nửa ngày chưa nói ra một chữ. Nếu quả như thật là nàng, lần này thất bại, không coi là trách nhiệm của ngươi. Cảm ơn ca tiên sinh. Trước xử lý chuyện trong nước đi, nhưng ta đoán, ngươi kết quả xử lý sẽ không quá lạc quan, nếu như tình huống không đúng, ta sẽ phái người tới tiếp ngươi. Biết. Túc 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 đối phương cúp điện thoại. Gerard vô lực ngồi trên ghế, trên người tóc gáy dựng lên. Vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, thì lòng còn sợ hãi. Chính mình vậy mà gặp được nàng. Cứ như vậy, vừa giữa trưa, trôi qua rất nhanh. Gerard một mực ngốc trong phòng làm việc đi qua đi lại, tự hỏi như thế nào mới có thể đem pho tượng cầm về. Nhưng muốn xuất hiện, để hắn đối năng lực của mình, sinh ra thật sâu hoài nghi. Các loại khả năng, vô số cái kế hoạch, tự hồ tại trước mặt nữ nhân kia, đều biến không chịu nổi một kích làm cái kia kinh khủng nữ nhân xuất hiện về sau, tất cả kế hoạch, giống như đều biến không đáng tin. Gơ rác xoa huyệt thái dương, nhức đầu lắm. Kết kết 12 giờ trưa hai bên, cửa ban công bị đẩy ra, ăn mặc đồng phục nhân viên, từ bên ngoài đi vào. Gơ rác tiên sinh, khẩn cấp thính chứng hội, lập tức liền muốn bắt đầu. Ta đã biết, hiện tại liền đi qua. Gơ rác biểu lộ, lại biến nghiêm túc lên, cầm lấy áo khoác đi ra văn phòng. Thính chứng hội là khẩn cấp triệu khai. Mục đích chỉ có một cái, cũng là để gơ rác, đối chuyện tối ngày hôm qua làm ra giải thích. Để hắn cho quốc hội cùng dân chúng một cái công đạo. Rất nhanh, Gerard đến thính chứng hội trường. Người ở bên trong không nhiều, toàn bộ cộng lại chỉ có 10 cái. Quy kết nguyên nhân là phong bạo cùng U Linh hai chi đội ngũ là độ cao bí mật bộ đội. Dù là tại cao tầng nội bộ, cũng là cực kỳ ẩn nấp, người biết cũng không nhiều. Dựa vào dạng này nguyên nhân mới đưa đến tham gia thính chứng hội nhân số, muốn so với trong tưởng tượng thiếu, cũng hoàn toàn là nguyên nhân này, có thể tới tham gia thính chứng hội người, mỗi cái đều có cực cao thân phận và địa vị. Nhìn đến ngồi tại chính mình người đối diện, Gerrard mặt không biểu tình, ngồi ở thuộc tại trên vị trí của mình. Thính chứng hội cũng chính thức bắt đầu. Gerrard tiên sinh, ta hy vọng ngươi đối chuyện tối ngày hôm qua, làm ra giải thích. Người nói chuyện, tên gọi Mason. Là Lorenzo Quốc gia phòng thí nghiệm người phụ trách. Phòng thí nghiệm chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách đảo tương quan nghiên cứu cái này một thân phận cùng lương hướng hà cùng rất giống thuộc về dân sự cơ cấu lãnh đạo nhưng hắn thực lực bản thân lại mạnh phi thường lúc còn trẻ là phong bạo tiểu đội một viên về hưu về sau liền đi tới phòng thí nghiệm cũng trở thành người đứng thứ nhất mà hắn cũng là trận này thính chứng hội người phụ trách chỉ là nét mặt của hắn xem ra có chút nghiêm túc cái này tại trong lúc vô hình cho gơ không nhỏ áp lực pho tượng bị trung vệ lưỡng người cầm đi chúng ta tại hoa kỳ nhà hàng làm giao dịch nhưng sau cùng xảy ra ngoài ý muốn cũng không thành công Mason đẩy kính mắt nói. Theo ta được biết, ngươi đều an toàn cục bốn cái đội ngũ, tổng cộng 110 người, tiếp theo còn có U Linh tiểu đội 17 người, trừ cái đó ra còn điều động thượng đế chi nhãn hệ thống, cũng có lẽ là trước đó, thì phong tỏa tương ứng đoạn đường, điều động nhiều như vậy tương nguyên, sau cùng hành động lại thất bại, ngươi có thể hay không vì sự kiện này làm ra giải thích. Đối phương xuất động cấp S cao thủ, đây là dẫn đến nhiệm vụ thất bại trọng yếu nguyên nhân. Cấp S cao thủ. Nghe nói như thế, Mason sắc mặt biến hóa, nếu quả thật xuất hiện dạng này người, như vậy nhiệm vụ thất bại, liền không thể tất cả đều quái ở trên người hắn. Dù sao cấp S cường giả, trên thế giới này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người có tương quan chứng cứ A. Gerard ngồi trên ghế, rất lâu đều không nói chuyện. Mason cũng đang ngó chừng hắn. Bởi vì tiếp xuống trả lời, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ thính chứng hội hướng đi. Không có chứng cứ. hô Cứ việc Mason mặt không biểu tình, tâm lý lại trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Gerard tiên sinh, Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta có thể hay không hiểu thành, là ngươi vụng trộm đem pho tượng cầm đi, sau đó biên soạn ra tới một người vật, dùng cái này đến cho mình giải vây. Gerard nhìn thẳng Mason, trong mắt là nồng đậm miệt thị. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm loại này chuyện nhàm chán a? À? Nhưng ngươi không có chứng cứ, ta không thể tin tưởng ngươi. Đối phương là Mun, còn lại còn dùng ta nhiều lời a. À? Mun. Nghe được cái tên này, tham gia thính chứng hội người đều hai mặt nhìn nhau, trong hội trường truyền đến từng đợt bạo động, rất lâu đều không có bình phục dựa vào nét mặt của bọn họ phía trên liền có thể nhìn ra cái kia tên là muôn nữ nhân tại toàn thế giới chỉ sợ có ảnh hưởng phi thường lớn lực ý của ngươi là nói poker một cái khác trương quỷ bài xuất hiện đúng thế gerard nói ra trải qua thời gian dài nàng đều chưa từng xuất hiện tại vô cơ trong đội ngũ mà chính là làm một cái người tự do tại toàn thế giới hành động không muốn hoài nghi sự chân thật của nàng hai tấm quỷ bài là đồng thời tồn tại vô cơ đại biểu cho mặt trời mà nàng cũng là ánh trăng mason không nói gì yên lặng tự hỏi tại vô cơ trong đội ngũ xác thực chỉ có năm ba người căn cứ danh hiệu của bọn họ có thể đoán được trong đó còn thiếu một trương quỷ bài có thể trải qua thời gian dài không có tin tức gì chứng minh tại vô cơ trong đội ngũ có một người như vậy tồn tại nhưng giấy là không gói được lửa đã từng có nghe đồn nói một cái tổ chức nào đó người tại vô cơ trong đội ngũ thấy được một cái danh hiệu là muôn người nhưng đối phương chỉ là như vậy nói cũng không có cung cấp thực chất tính chứng minh sau cùng cũng liền không giải quyết được gì không khỏi nhiều người đều cho rằng tin tức này hẳn là thật. Chỉ là trải qua thời gian dài, danh hiệu là muôn người đều ẩn núp trong bóng tối, không hề lộ diện. Sự kiện này ngươi thấy thế nào? Mason hỏi đến người bên cạnh cách nhìn. Có tồn tại hay không một người như vậy, ta cũng nói không chính xác. Dù sao không ai thực sự được gặp nạn, tình huống cụ thể còn có đợi điều tra. Nói chuyện không là người khác, là rác phụ tá Kembo. Tại năm ngoái đảo quốc sự kiện bên trong, hai người hợp lực đối lâm giật tiến hành bắt, chỉ là sau cùng hành động thất bại hôm nay, làm gơ rác phụ tá, trận này thính chứng hội, hắn tự nhiên cũng sẽ tham gia. Chỉ là thái độ của hắn rất trung lập, cũng không có trợ giúp gơ rác, cũng không có trợ giúp Mason. Nhưng đối Mason tới nói, dạng này đã đủ rồi. Gơ rác tiên sinh, ta bây giờ hoài nghi ngươi, cố ý đem pho tượng giấu đi, dùng cái này đến thỏa mãn tư lợi của mình, cho nên từ giờ trở đi, muốn giải trừ ngươi tất cả chức vụ, tiếp nhận bước kế tiếp điều tra. Chương 2736 Kịch bản Nguồn mê truyện audio.com Mason thanh âm không tính lớn, nhưng ở lặng ngắt như tờ thính chứng hội trường bên trong, lại nói năng có khí phách. Gerard nhìn chăm chú lên hắn, âm trầm đáng sợ. Mason ngồi trên ghế, biểu lộ không hề bị lay động. "Ngươi cảm thấy mình rất vô tội sao? Ngươi biết chuyện xảy ra tối hôm qua cho quốc gia mang đến bao lớn ảnh hưởng a?" À? Mason cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên Gerard, cũng không có nhượng bộ. Chung quanh cư dân cùng cửa hàng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ công kích, bởi vì ngươi sợ tác sở vi, dân chúng nhận lấy trước nay chưa có uy hiếp, cũng tạo thành cực lớn khủng hoảng, hiện tại chỉ là tạm thời giải trừ chức vụ của ngươi, đây đã là kết quả rất tốt. Gerard không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn rất kỳ quái, cho rằng lâm vật cử động không thể nào hiểu được. Hiện tại, hắn đã hiểu. Hắn muốn gây ra hỗn loạn, sử dụng dư luận áp lực, tới đối phó chính mình. Đó cũng không phải trọng điểm gurat lần nữa vì chính mình biện hộ là muôn xuất hiện phá hủy tất cả kế hoạch nhưng ta cần chứng cứ Mây sơn ngữ điệu biến nghiêm nghị lại nếu như mỗi thất bại lần trước ngươi đều xuất ra dạng này lý do thoái thác như vậy người nào đến vì quốc gia tổn thất phụ trách ha ha gurat cười lạnh một tiếng sau đó giang tay ra vậy ta thì tiếp nhận điều tra tốt tan hợp gurat không có ở thính chứng hội lưu lại trước tiên rời đi những người khác cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Campbell, ta cho rằng thái độ của ngươi có vấn đề. Chính lý văn kiện thời điểm, Mason nói ra. Vấn đề gì? Tại lần hành động này bên trong, U Linh tiểu đội hao tổn một nửa, mang đến cực kỳ ảnh hưởng không tốt, giống gơ rác dạng này người, lý nên đạt được lên án. Mason ý nghĩ rất đơn giản, thì là muốn cho Campbell đứng tại phía bên mình, cùng đi lên án gơ rác. Chỉ cần gơ rác từ nhiệm, như vậy tối cao chấp hành trưởng quan viên vị trí, chính là mình. Ta đang nghĩ, có phải hay không là muôn thật xuất hiện? cái này đã không trọng yếu. Mason nói ra. Tại gần nhất mấy lần đối trung vệ lữ hành động bên trong, hắn đều thất bại, đệ nhất là năng lực của hắn xảy ra vấn đề, thứ hai, bọn họ tự mình ở giữa khả năng có cấu kết, ta muốn vô luận là một điểm nào, hắn đều không thể lại đảm nhận vị trí này. Campbell nhìn lấy Mason, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì rõ ràng đối phương lại suy nghĩ gì. Nhưng mình cùng gơ cộng sự nhiều năm, còn có cảm tình, cái này khiến hắn khó có thể lựa chọn hy vọng ngươi không muốn đang suy nghĩ nếu như hắn tiếp tục lưu lại vị trí này nói không chừng về sau ngươi cũng sẽ nhận liên lụy mason nói ra ngươi phải biết ngươi là trợ thủ của hắn hắn làm hết thảy ngươi khả năng đều thoát không khỏi liên quan chẳng lẽ ngươi thì không sợ bị hắn liên lụy a à? để cho ta suy nghĩ thêm một chút ta sẽ đem tương quan báo cáo đều đưa nộp đi lên tin tưởng ba ngày sau đó liền sẽ có kết quả nếu như hai chúng ta cái liên thủ gờ nhất định sẽ lăn xuống đi mason nói ra ta có thể cam đoan với ngươi, đến lúc đó từ ngươi tới tiếp quản phong bạo cùng U Linh tiểu đội, ta không gặp qua nhiều can thiệp. Nghe nói như thế, kem bồ ánh mắt bên trong, lộ ra một vệt ánh sáng. Vờ tha để bắt thật lâu như vậy, hắn chính đang chờ câu này. Hắn làm nhiều như vậy quyết định sai lầm, cũng nên vì thế trả giá thật lớn. Trốn tới về sau, Lâm giật lái xe, trốn đến vùng ngoại ô, Ninh Triệt bên kia thế nào? Lâm giật ở trong điện thoại, cùng khâu vũ lạc hỏi đến Ninh Triệt tình huống. Đã đưa trở về, thương tổn rất nặng, tốt tại không có nguy hiểm tính mạng, không sai biệt lắm lại có 2 giờ, liền có thể đến Yến Kinh. Lâm giật tâm, liền giống bị nắm đấm cầm một dạng, thậm chí cảm thấy ngạt thở. Một tổ người rất lo lắng ngươi, tại biết ngươi rời đi về sau, một mực cùng lữ bên trong nghe ngóng ngươi tin tức. Khâu Vũ Lạc nói ra. Đêm qua chuyện phát sinh, bọn họ đã biết, ngay tại hướng M quốc đuổi, lưu lão đại phái người cản lấy bọn hắn, nhưng bị bọn họ cho thu thập hết rồi, không có ngăn lại. Lâm giật gật gật đầu, một tổ người, có thể làm được chuyện như vậy ngươi ở nơi nào ta bây giờ đi qua tìm ngươi khâu vũ lạc nói ra chuyện bên này đều xử lý xong phải nghĩ biện pháp trở về nước pho tượng còn tại trên tay của bọn hắn tạm thời còn không thể trở về lâm vật nói ra ngươi giúp ta liên hệ một tổ người đem hắn tập hợp đến cùng một chỗ chờ sắp xếp của ta ngươi muốn làm gì khâu vũ lạc ngữ điệu bỗng nhiên nói tới theo buổi tối hôm qua bắt đầu nàng một mực tại lo lắng sợ nhất xuất hiện chuyện như vậy nếu như lâm giật đơn độc hành động an toàn của hắn đem không cách nào đạt được cam đoan yên tâm khó khăn nhất thời khắc ta đều thẳng đến đây đằng sau sẽ không còn có nguy hiểm lâm giật nói ra làm theo lời ta bảo đem một tổ người tập hợp về sau có an bài khác thế nhưng là túc 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 lâm giật không có lại cho khâu vũ là cơ hội nói chuyện trực tiếp cúp điện thoại móc ra thẻ điện thoại đem bẻ gãy ném qua một bên từ giờ trở đi hắn đã cùng toàn thế giới mất liên lạc không ai có thể tìm tới hắn. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dật không có nhàn rỗi, một mực tại dựa theo kế hoạch, an bài đến tiếp sau sự tình. Mà cái kia cho nổ nổ án nhiệt độ cũng hạ xuống đi, đồng thời còn có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Điều này cũng làm cho hắn ngửi được một chút âm mưu vị đạo, sự kiện hướng đi, tại từ nơi sâu xa, chính dựa theo hắn bố trí kịch bản tiến hành. Ba ngày sau đó, Gerard thắng tới lần thứ hai thính chứng hội. Hoàn toàn như trước đây, Gerard không có biểu hiện ra hốt hoảng tâm tình. Đồng thời mặt vừa vặn, tự như cái lão thân sĩ một dạng, lẳng lặng bọn người qua đến đón mình. Cho dù hắn biết, lần này thính chứng hội, đem quyết định vận mệnh của mình, vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Ông 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 lúc này, để ở trên bàn điện thoại di động vang lên, nhìn đến điện báo dãy số, gờ rác giật mình nhìn chung quanh, sau đó cầm điện thoại di động, về tới gian phòng. Ca tiên sinh. Vậy ngươi một bên tình huống thế nào? Thính chứng hội lập tức liền muốn tổ chức, tạm thời còn không rõ ràng lắm phía trên kết quả. Người của ta, đã đến Washington, nếu như xảy ra vấn đề, cũng không cần ở lại nơi đó. Cảm ơn ca tiên sinh. Nhớ kỹ, không nên để lại phía dưới cái đuôi. Ta minh bạch. Túc 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 đối phương hoàn toàn như trước đây mà nói thiếu, nói xong chính sự liền cúp điện thoại. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe, gơ rác nhìn xuống dưới, tiếp chính mình tham gia thính chứng hội xe, đã ngừng ở bên ngoài. Cả sửa lại một chút quần áo trên người, gơ rác đi ra ngoài, thần sắc bình tĩnh đi tham gia thính chứng hội. So với lần thứ nhất, lần này tham dự người, rõ ràng nhiều hơn. Chủ thẩm vẫn như cũ là Mason, điểm ấy không có đổi. Đối mặt vô số đánh kép lượng ánh mắt, Gerard thần sắc bình tĩnh. Kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng. Gerard, liên quan tới ngươi trước căn cứ chính xác từ, hiện tại ngươi có thể cung cấp hoàn chỉnh chứng cứ A. Chương 2737 Có thể so với vô cơ năng lực. Nguồn Mê truyện audio com Không thể Gerard dứt khoát trả lời A à. Mason đẩy kính mắt, khóe miệng lộ ra khó có thể phát giác ý cười. Đây chính là hắn muốn chờ kết quả. Hiện tại, ta đến tuyên bố thính chứng hội quyết nghị kết quả. Mason hắn giọng một cái, nói ra. Xét thấy ngươi tại nhiều lần hành động bên trong, đều lấy được kết quả thất bại, cũng tại trong phạm vi toàn thế giới, một vốn một lời quốc danh dự, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Hiện tại, quốc hội quyết định, miễn trừ ngươi phó phòng trưởng chức vụ. Gerard ngồi trên ghế, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Kết quả này tại trong dữ liệu của hắn qua nhiều năm như vậy, Mason một mực ngấp nghé vị trí của mình. Hiện tại có cơ hội, khẳng định sẽ đuổi đánh tới cùng, sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng theo bản năng, Gerard nhìn về phía Campbell. Muốn rút lui chính mình chức, chỉ dựa vào Mason một người còn chưa đủ, chắc hẳn hắn cũng tham dự vào trong đó. Muốn đến nơi này, Gerard khóe miệng lộ ra trêu tức ý cười. Một đám vô tri đồ vật, khi các ngươi một mình đối mặt lâm cảnh chiến nhi tử thời điểm, liền biết hắn đến cỡ nào khó đối phó. Gerard bỗng nhiên có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Tại trên vị trí này ngồi nhiều năm như vậy, nguyên bản đã đến về hưu tuổi tác. Coi như hủy bỏ chính mình tất cả chức vụ, cũng coi như khó lường đại sự, chỉ là đi cũng ám mùi. Nhưng trò vui còn ở phía sau, chỉ bằng hai người bọn họ, còn muốn đối phó lâm cảnh chiến cùng con của hắn, chỉ sợ ngay cả thượng đế đều sẽ chế giễu bọn họ. Campbell cảm nhận được gơ ánh mắt, nhưng hắn một câu đều không nói. Bình tĩnh tự nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, tự như sự kiện này cùng mình không có quan hệ một dạng. Gerard, ngươi còn muốn biện giải cho mình a?" À? Mason ra dáng mà hỏi. "Không có." rác giang tay ra, "Ta chỉ hy vọng nhanh điểm kết thúc thính chứng hội." "Vậy thì tốt, ta tuyên bố thính chứng hội kết thúc." Mason nói ra. "Chúc mừng ngươi, về sau có thể tự do hưởng thụ sinh hoạt, ngược lại là ta còn phải làm việc, dạng này không tốt đẹp gì." Đối mặt Mason bỏ đá xuống giếng, rác không hề bị lay động. Đứng dậy hoạt động một chút thân thể, tiêu sái hướng về thính chứng hội đi ra ngoài lần này không có quan phương xe cộ tới đón hắn nhưng làm nhiều năm như vậy quan lớn một người tài xế vẫn có thể dưỡng lên đi ra cao ốc gờ lên xe của mình hướng về nhà phương hướng lái đi cùng lúc đó tham gia thính chứng hội người cũng lục tục trời đi mason cùng kembo đi ở phía sau châu đầu ghé tai nói cái gì đó gờ thời đại đã kết thúc hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ ta tin tưởng chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích kembo nói ra nhưng pho tượng bị cướp đi, sự kiện này phi thường trọng yếu, ngươi có kế hoạch cụ thể à? Tạ đoán, pho tượng có thể sẽ tại Joker trên tay. Joker. Mason ngoài ý muốn nhìn lấy Kembo. Ý của ngươi là nói, muôn thật xuất hiện. Vô cùng có khả năng. Kembo nói ra. Ngươi phải biết, hắn không chỉ có là trung vệ lữ công huân tổ trưởng, càng là Joker nhi tử, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng không nhúc nhích, lặng lẽ đem muôn phái ra chấp hành nhiệm vụ, hành động như vậy hoàn toàn giải thích thông. Mason trầm mặt, sự kiện này để hắn cảm thấy khó giải quyết. Người đối cái kia gọi muôn người giải A. Kembo lắc đầu. Cái kia gia hỏa cực kỳ thần bí, liên quan tới nàng tin tức ít càng thêm ít, nhưng có thể khẳng định là thực lực của nàng mạnh phi thường. Cùng Tống Kim Dân so ra đây. Kembo nở nụ cười. Người không nên quên, Tống Kim Minh là cấp S phía dưới vô địch, mà muôn là tiểu quỷ, liền xem như so sánh, cũng cần phải cầm vô cơ so. Mason sắc mặt, biến càng thêm khó coi ý của ngươi là nói nàng nắm giữ có thể so với vô cơ năng lực đúng vậy nếu không nàng thì không xứng với môn xưng hào ngươi định xử lý như thế nào sự kiện này pho tượng tầm quan trọng không cần nói cũng biết tuyệt đối không thể rơi tại trên tay của bọn hắn thô cơ cái tổ chức này thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn không có phát triển nghiên cứu năng lực ta đoán tại cầm tới pho tượng về sau vô cơ sẽ trước tiên đem pho tượng giao cho trên đảo viêm long tiểu đội sau đó đưa về đến trung vệ lưỡng kembo nói ra ta muốn nhanh một chút định chế kế hoạch ở nửa đường tiến hành vây quét chỉ có dạng này mới có thể đem pho tượng cầm về sự kiện này thì giao cho ngươi mây sơn vỗ vỗ kem bả vai ta tin tưởng năng lực của ngươi khẳng định tại gơ rác phía trên xử lý loại sự tình này khẳng định là không có vấn đề yên tâm cùng trung vệ lữ đánh nhiều năm như vậy quan hệ ta có biện pháp nên trả cho bọn họ kem tự tin mà nói lúc này gơ rác đã về tới nhà của mình không cần quét dọn mặt cỏ ta có chuyện muốn rời khỏi tiền lương ta sau đó sẽ đánh tại thẻ của ngươi phía trên, ngươi đi về trước đi. Gerard đối tu bổ mặt cỏ công người nói. Cảm ơn. Đuổi đi công nhân, Gerard về tới trong phòng, không chút hoang mang cho mình rót một chén cà phê. Chậm rãi hưởng thụ lên, chuyện xảy ra về sau, hắn một mực tại suy nghĩ làm sao thu thập tàn cục. Ngoài trừ mất tích pho tượng, còn có chạy trốn lâm giật. Nhưng bây giờ, chức vụ của mình bị giải trừ, cũng sẽ không cần lại quan tâm những chuyện này uống xong một ly cà phê, Gerard đem cửa cửa sổ đóng chặt, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi em mờ quốc. Mà tiếp ứng hắn người, đã đang trên đường tới. Ước chừng nửa giờ sau, làm Gerard thu thập xong đồ vật, từ lầu 2 đi xuống thời điểm. Bất ngờ phát hiện trên ghế salon ngồi đấy một người. Mà người này chính là Lâm Dật. Nhìn đến Lâm Dật nháy mắt, Gerard sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại trong ấn tượng của hắn, Lâm Dật gây ra lớn như thế phiền phức, khẳng định sẽ trước tiên rời đi, nếu không giới nghiêm về sau, muốn đi đều đi không được nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà lưu lại hơn nữa còn xuất hiện ở trong nhà mình ngươi ngươi là làm sao tìm tới nơi này rất đơn giản ta bắt được một tên u linh tiểu đội thành viên rất nhẹ nhàng thì nghe được địa chỉ của ngươi lâm giật ngồi dựa vào ở trên ghế salon thông dong bình tĩnh nói thăm dò được địa chỉ của ngươi về sau ta chuẩn chuẩn bị trước tiên động thủ bất quá cái kia gọi pao eo người nói cho ta biết quốc hội ngay tại đối ngươi tiến hành điều tra cho nên ta thì đợi lâu mấy ngày Gơ rác mặt âm trầm ngươi cảm thấy nói những thứ này ta sẽ tin sớm tại đồng thủ thời điểm ngươi chính là như vậy dự định a à? bị ngươi đoán đúng chỗ lấy đối cư dân phụ cận lầu xà kích cũng là muốn khuếch trương đại ảnh hưởng lực sử dụng dư luận tạo áp lực nhưng may mắn quốc hội rất cho ta mặt mũi trực tiếp đem ngươi mất chức lâm giật nở nụ cười hiện tại ngươi biến thành một người bình thường liền càng thêm thuận tiện đồng thủ ngươi rất lợi hại nhất là đầu của ngươi lại muốn đến tại cống thoát nước chôn bom có thể ngươi không nên đối với mình quá tự tin ta tuy nhiên già nhưng đối phó với ngươi cũng không phí sức khí Chương 2738 Đồng Quy vu Tận Nguồn Mê Truyện Audio.com Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng hôm nay, ta nhất định phải tới. Lâm giật nhìn thẳng Rác, ngữ hàm băng sương. Thương tổn đồng bạn của ta, liền muốn dùng mệnh đến trả. Ha ha Rác cười lạnh một tiếng, trong lời nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy mình có thể làm được à, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hai lần trước ngươi cũng đồng dạng có tự tin như vậy, nhưng kết quả cũng không được để ý. Gơ rác hiếp mắt, đem trương hành lý đẩy sang một bên. Hắn tại phó phòng trưởng trên ghế ngồi ngồi vài chục năm, vẫn luôn là không có gì bất lợi. Thẳng đến hai năm này, gặp lâm giật. Để hắn nếm đến bại trận tư vị, còn để cho mình, tại toàn thế giới trước mặt bị mất mặt. Trong lòng của hắn đối lâm giật căm hận, đã đến tột đỉnh trình độ. Đã dạng này, thì dùng tối nguyên thủy phương thức giải quyết vấn đề đi, ta rất sớm đã muốn giết ngươi, chỉ là không nghĩ tới, sau cùng sẽ từ để ta giải quyết vấn đề. Nói, gơ rác tay, chậm rãi sờ về phía chính mình phía sau, cũng móc ra một thanh thủy thủ màu đen. Thân đao tổng thể hiện lên màu đen, dài ước chừng ba khoảng 10cm, đao nhận chỗ là sắc bén trắng như tuyết, cầm tại gơ rác trên tay, cảm giác áp bách 10 phần. Lâm giật đứng dậy, lấy ra phòng ngự của mình đại sư giao găm. Ánh mắt hai người, ở giữa không trung giao tiếp, gơ rác bình tĩnh nói. Làm chúng ta bắt đến người thời điểm, nữ nhân kia rất ngông cuồng, nhưng sau cùng, vẫn là bị chúng ta đánh thành thành thật thật, à đúng, có chuyện quên nói cho ngươi. Gơ rác dừng một chút, nói tiếp. Thương thế của nàng, chính là ta dùng cây đao này làm ra, đợi lát nữa cũng ở trên người của ngươi thử một chút. Lâm giật nắm chặt dao găm, lộ ra trận trận sát khí. Ha ha, cảnh ngoại thế lực khác, đều nói trung vệ lữ, có thể chúng ta chống lại, nhưng trong mắt của ta, các ngươi còn kém xa lắm. Tiếng nói vừa ra, Gerard dẫn đầu phát động công kích. Tốc độ của hắn cực nhanh, Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, liền vọt tới Lâm Dật trước mặt. Ngang ở giữa ban trà, tự hồ không có cho hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Lâm Dật không có tránh, nhất ngang phòng ngự đại sư giao găm, trước tiên đón đỡ. Làm hai thanh thế giới đỉnh cấp chiến thuật thủ đao đụng đụng vào nhau. Lâm Dật chỉ cảm thấy, lực lượng khổng lồ từ bên trên truyền đến, suýt nữa không có kháng trụ. rác tuy nhiên đã có tuổi, nhưng cấp A thực lực, thế nhưng là thực sự. Cho dù những năm này có chỗ hạ xuống, Yên nguyên mạnh hơn so với tuyệt đại đa số người. Một kích không thành, gơ lập tức cải biến sách lược. Đồng thời, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Tại trong ấn tượng của hắn, trung vệ lữ tổ trưởng, đều là cấp C mức độ, coi như người nam nhân trước mắt này thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng ngăn trở công kích của mình. Nhưng hắn, làm được. Gơ rác vung dao găm, tất cả chiêu thức, đều đến từ hiện đại võ tự do, có thể nói là chiêu chiêu trí mạng. Nhưng ở phương diện này, hắn cũng không chiếm ưu thế. Đối mặt đuổi đánh tới cùng gơ lâm giật đem cấp dê kỹ xảo cận chiến phát vung tới cực hạn bằng vào đối các loại chiêu thức thuần thục nắm giữ cùng đối gơ rác chiêu thức dự phán để hắn đỡ được tất cả công kích song phương đánh có đến có về trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại gơ rác vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ cũng càng thêm nghiêm túc hắn biết mình già nhưng đối trình độ của chính mình xác thực vô cùng tự tin nhưng bây giờ một cái cấp c mau đầu tiểu tử vậy mà có thể cùng mình đánh thành dạng này vô luận là tại phong bạo vẫn là u linh Đều chưa từng xuất hiện dạng này ngươi Muốn đến nơi này rác nghĩ đến huyết thống Không hổ là lâm cảnh chiến nhi tử Đang không ngừng trong công kích Lâm vật không ngừng tìm kiếm được cơ hội Nhưng hắn phát hiện rác thực lực Muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh Khó trách ngươi dám tới tìm ta Xác thực rất mạnh rác tán thán nói Nhưng coi như ngươi là lâm cảnh chiến nhi tử Hôm nay cũng phải chết ở chỗ này rác ánh mắt biến càng thêm kiên định Huy động Alaska Bắc kình xiên theo lâm giật hai gò má chỗ lướt qua. Lâm giật ngửa về sau một cái đầu, nhưng vẫn là chậm một bước, sắc bén dao găm, phá vỡ không khí, cũng trên mặt của hắn, hoặc xuất ra một đạo hồng sắc huyết tuyến. Gơ rác thừa thắng xông lên, một chân đá vào trên người hắn. Lâm giật bay rớt ra ngoài, thân thể rơi xuống trên tivi, đem nền cái vỡ nát. Nhưng một giây sau, lâm giật phát động phản kích. Khắc chế thân thể đau đớn, bằng vào hệ thống khen thưởng cấp E nhanh nhẹn, tại tăng thêm tự thân siêu cao cơ sở điều kiện, làm đến tốc độ của hắn, muốn vượt qua gơ dự phán. Làm hắn vọt tới gơ trước mặt thời điểm, cái sau còn chưa kịp phản ứng. Âm. Nhưng người đến gơ trước mặt, một cái khuỷu tay đánh vào lòng ngực của hắn. Nhưng gơ chỉ là rên lên một tiếng, lui lại mấy bước, tự hồ không có cho hắn tạo thành trí mạng thương tổn. Hai người kéo dài khoảng cách, lâm giật thở hồng hộc. Vừa mới một kích kia, chính mình vận dụng cấp e lực lượng, nhưng chính là tại tình huống như vậy, lại còn không có đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, cái này khiến lâm vật đối gơ rác thực lực làm ra lần nữa ước định xác thực rất mạnh thân thể tố chất của ngươi muốn so ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại gơ rác chân thành nói ta nghĩ các ngươi đã đem sách cổ tư liệu nghiên cứu triệt để cũng tăng thêm sử dụng đi ngươi biết còn không ít lâm vật cười lạnh nói thông qua hệ thống cải tạo tổ chức dưới da tế bào liên tiếp càng thêm chặt chẽ lớn nhất trực quan cải biến cũng là chiến đấu lực tăng lên chỉ là gơ rác không biết lâm vật cường đại, không chỉ có riêng là bắt nguồn từ những thứ này. Lấy ngươi ở thực lực, cấp bê người, chỉ sợ rất khó là đối thủ của ngươi. Gerard nói ra. Xem ra cộng tể hội ti vệ trưởng bị giết, dĩ nhiên cũng là thật. Xác thực giết mấy cái, cho nên hôm nay, đi thử một chút trình độ của ngươi. Ha ha. Gerard cười lạnh một tiếng, ta tuy nhiên già, dạ, nhưng giết ngươi vẫn là không có vấn đề. Tiếng nói vừa ra, Gerard lần nữa phát động công kích. Mà lần này, muốn so trước đó càng thêm mãnh liệt động tác linh hoạt, chiêu thức cương mãnh có lực, hoàn toàn không giống đã có tuổi lão nhân. Phanh phanh phanh. Ngắn mũi mấy giây loại, hai người giao thủ mười mấy chiêu, sắc bén dao găm, mấy lần đều suýt chút nữa thì lâm giật mệnh. Rất nhanh. Tại ý thức đến chính mình dần dần rơi vào hạ phong thời điểm, lâm giật tìm đúng thời cơ, dự đoán trước gơ rác chiêu thức, miễn cưỡng tránh khỏi, cũng vọt tới bên cạnh hắn. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, nhưng ta đã đoán được ngươi sẽ làm như vậy. Đi gặp thượng đế đi nói xong, gơ chiêu thức phát sinh cải biến. Đâm về phía lâm giật bụng dưới. Phốc. Chủy thủ màu đen, đâm vào lâm giật bụng dưới. Máu tươi tại trong khoảnh khắc, nhuộm đỏ y phục của hắn. Ha ha. Gơ trên mặt, lộ ra hung ác nham hiểm cười lạnh. Người trẻ tuổi, người đối với mình quá tự tin, không tới ta cấp bậc này, thì không có cách nào tham dự cái vòng này trò chơi, cho nên ngươi muốn trả giá đắt. Nói xong, Gerard lại thọc một đao hạ xuống, máu tươi không cầm được chảy xuống. Chương 2739 Cứu trang Nguồn Mê truyện audio.com Làm dao găm theo lâm vật trong bụng chút lúc đi ra, máu tươi theo mũi nhọn chỗ tích tích trượt xuống. Cái này hai đau, gơ rác đâm rất lợi hại chuẩn xác, sẽ chỉ trọng thương, sẽ không trí mạng. Hắn biết rõ, lâm vật mệnh, muốn so những người khác càng đáng tiền, giữ lấy hắn có thể uy hiếp lâm cảnh chiến. Người lão già này, xác thực rất lợi hại. Lâm vật cắn răng, nhưng cũng lộ ra kinh khủng nụ cười nhưng ngươi chỉ là chiếm cứ thượng phong, cũng không không có thắng. Tiếng nói vừa ra, lâm giật hai mắt trận tròn, như địa ngục bên trong đi ra ác quỷ. Đồng dạng vung đao đâm về phía gơ rác. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến vung vẫy mà đến Giao găm. Gơ rác thần sắc hoảng hốt, cũng không nghĩ tới, lâm giật lại còn có năng lực làm chuyện như vậy. Nhưng đến lúc này, tại khoảng cách gần như vậy dưới, lại nghĩ làm ra phản ứng, đã không kịp. Sắc bén phòng ngự đại sư Giao găm, đâm vào gơ rác bụng nhưng lâm vật động tác cũng không có dừng lại lại một đao quẹt làm bị thương gơ rác cổ tay để hắn triệt để đã mất đi chiến đấu lực hô thông gơ rác ngồi trên đất bưng bít lấy cổ tay của mình nỗ lực cho mình cầm máu ngươi ngươi là cố ý lâm vật cũng bưng bít lấy bụng của mình thất tha thất thểu đứng tại chỗ tuy nhiên hắn tình trạng cũng rất kém nhưng muốn so gơ rác đỡ một ít ngươi đến cấp a nếu như tiếp tục đánh xuống đoán chừng ta cũng không có gì hy vọng dứt khoát thì cho ngươi lộ điểm sơ hở Lâm giật nghe răng trận mắt, đau đớn kịch liệt, sứ sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch. Nhưng ngươi không có khiến ta thất vọng, sự kiện này, hôm nay thì làm kết thúc đi. Tại gơ rác trên mặt, lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lâm giật vậy mà lại lấy thân thể của mình vì bẫy rập. Quả thực thì là thằng điên. Mồ hôi lạnh theo trán của hắn chảy xuống. Hắn biết rõ, Lâm giật sẽ không bỏ qua chính mình. Mà chính mình có thể làm, cũng là trì hoãn thời gian. Trong tổ chức đã phái người đến đón mình, đoán chừng lập tức tới ngay. Chỉ cần tại kiên trì một hồi, trì hoãn chút thời gian, chính mình liền có thể được cứu. Lâm giật dẫn theo đao, thất tha thất thểu đi đến gơ rác trước mặt, móc ra đao giải phẫu, hướng về mắt cá chân hắn ném tới. Lại là một tiếng hét thảm, gơ rác quen phát lực đùi phải, thành công bị lâm giật phế bỏ. Hắn lúc này, uy hiếp còn không bằng một người bình thường lớn. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, ngươi cũng không sống được. Gơ rác uy hiếp nói. Không sống được. Lâm Dật cười lạnh nói ta cho dù chết, cũng sẽ không chết tại các ngươi những thứ này hạ lưu trên tay. Ta hành vi lúc trước, xin lỗi ngươi, ta không nên đối với các ngươi động thủ. Vì trì hoãn thời gian, Gerard đã không để ý tới thân phận của mình rồi, thấp kém hướng lâm giật cầu xin tha thứ. Với hắn mà nói, dù là kéo dài thêm một giây, chính mình còn sống tỷ lệ, đều sẽ năm thứ nhất đại học phân. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ta muốn muốn mạng của ngươi, trung vệ lữ thù, nhất định phải dùng trả bằng máu. Tiếng nói vừa ra, Lâm giật cầm lấy phòng ngự đại sư Giao găm, hướng về Gơ Rác đâm tới. Dừng tay. Ngay tại Giao găm muốn chạm đến Gơ Rác trong nháy mắt, tiếng kinh hô theo cửa truyền đến. Lâm giật ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở cửa hai nam nhân, chừng 40 tuổi, mặc lấy rất phổ thông y phục, bên trong một cái đầu trọc, xem ra cũng càng thêm hung ác. Lúc này, đầu trọc nam nhân dơ thương, nhắm ngay Lâm giật. Nhanh, nhanh điểm giết chết hắn. Gặp trợ thủ của chính mình tới, Gơ Rác lớn tiếng hô quát lên. Đến lúc này, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy chỉ cần mình bất tử lâm vật sống hay chết đều không có quan hệ gì với chính mình nhưng đứng tại cửa ra vào hai người ánh mắt bên trong lại tràn đầy phòng bị bọn họ biết gơ rác mức độ cứ việc hiện tại già cũng là thực sự cấp a mức độ nhưng trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này lại có thể bắt hắn cho đánh bại thực lực tối thiểu nhất cũng đến cấp a mà chính mình chỉ có cấp b thực lực coi như hắn bị thương cũng phải cẩn thận phòng bị thả ngươi đầu trọc nam nhân lạnh giọng nói ra thả hắn Lâm giật cười lạnh một tiếng, ta phế đi khí lực lớn như vậy, chính là vì giết hắn, ngươi cảm thấy ta khả năng thả hắn à? Nếu như ngươi không thả, ta thì một bắn chết ngươi. Xin lỗi, ta thật không sợ chết. Dứt lời, lâm giật biểu lộ, bỗng nhiên biến hung lệ lên. Cầm lấy dao găm, đâm về phía gơ rác cái cổ. Mà cái sau biểu lộ, cũng từ nhẹ nhõm biến thành hoảng sợ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, đang bị người chỉ cái đầu tình huống dưới, lâm giật lại còn dám đối chính mình đồng thủ. Dao găm đâm vào gơ rác cái cổ tại chỗ muốn mệnh của hắn âm cũng đúng vào đúng lúc này tiếng súng vang lên lâm giật bản năng né tránh viên đạn bắn vào đến ở ngực phết một đạo không hiểu tiếng mắng chửi vang lên làm đến đứng tại cửa ra vào hai người đều cảm thấy kinh ngạc bỗng nhiên ở giữa một bóng người từ lầu hai bay vọt mà xuống lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ xông về cửa hai người mà người này chính là muôn gặp nơi này còn có người thứ năm, đứng tại cửa ra vào hai người, đều cảm nhận được ngoài ý muốn. Phanh phanh phanh. Đầu trọc nam nhân liên tục bắp cò, viên đạn như lửa xà giống như phun tung tóe mà ra. Muôn trên không trung trực xoay người, tinh diệu tránh khỏi viên đạn, trong khoảnh khắc đã đến đầu trọc nam nhân trước mặt. Hô thông, một cái lên gối, đã đối phương trên cầm. Đầu trọc nam nhân bị đánh ngã trên mặt đất. Muôn tay dò ra, nắm lấy cổ của hắn, lên tiếng vặn gãy. Mà đồng bạn của hắn, cũng không có tốt đi nơi nào tại muôn trước mặt, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Trong phòng triệt để an tĩnh lại, hấp hối lâm giật, nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân, tâm lý bịt kín một tầng bóng ma. Nàng từ trên lầu đi xuống, hiển nhiên tại chính mình cùng gơ giao thủ thời điểm, nàng đã đến. Nhưng vô luận là mình vẫn là gơ đều không có phát hiện nàng tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới động thủ thời điểm, động tác của nàng gọn gàng, tối thiểu nhất đến cấp A, ngươi cảm giác thế nào? Giải quyết hết hai người, muôn tiếng lên đỡ dậy lâm giật. Còn, còn có thể kiên trì một hồi. Lâm Dật chưa từng có hỏi muôn thân phận, tuy nhiên không biết nàng là ai, nhưng hẳn không có địch ý, run run rẩy rẩy, Lâm Dật từ trong túi lấy ra hệ thống khen thưởng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàng. Đem viên kia chỉ có to bằng hạt vừng viên thuốc để vào đến trong miệng. Tại trong khoảnh khắc, Lâm Dật cảm giác ánh mắt rõ ràng không ít. Hắn biết, chính mình hẳn là không chết được. Rời đi trước cái này, nơi này không an toàn. Muôn ông lấy Lâm Dật về tới trên xe của chính mình, rời đi gơ rác nhà ngươi lúc trước tự như là cái đại phu, loại tình huống này nên xử lý như thế nào, cần gì thuốc? Mua chút Vân Nam Bạch Dược đi. Ui ui ui, nơi này là em quốc, làm sao có thể có bán Vân Nam Bạch Dược? Muôn đậu đen rau muốn nói. Có cần hay không đưa ngươi đi Washington để nhất bệnh viện nhân dân, lấy viên đạn ra. Chương 2740 Nợ máu trả bằng máu Nguồn Mê truyện audio.com Ai ai ai, ta đều phải chết, ngươi cũng đừng đậu đen rau muốn ta được sao? ta cảm giác ngươi bây giờ còn chưa chết tối thiểu nhất có thể kiên trì mấy giờ ngươi muốn là lại làm như vậy đi xuống ta liền mấy giờ đều không kiên trì được lâm vật nói ra chúng ta đi trước sứ quán bên kia có người chờ lấy ta muốn là đi trễ chỉ sợ cũng không có cơ hội ta biết tại hướng bên kia mở đây lâm vật ngồi ở hàng sau bưng bít lấy chính mình bụng dưới vết thương nhắm mắt lại thở hổn hển nhưng tiếng hít thở lại càng ngày càng yếu hiện tại còn không phải lúc ngủ lên tinh thần một chút muôn mở ra âm hưởng, thả mấy cái lúc bắt đầu vui. Nàng rất rõ ràng, Lâm giật trạng thái thật không tốt, tuyệt đối không thể để cho hắn nhắm mắt. Lâm giật mệt mỏi mở mắt, nhìn lấy lái xe phía trước muôn, hư nhược nói. Ngươi ngươi tới vào lúc nào? Ta mấy ngày nay liền không có đi, cảm giác ngươi sẽ đến. Muôn nói ra. Nhìn đến ngươi sau khi đến, thì lên lầu hai xem náo nhiệt. Muôn ban đầu, là muốn làm người đứng xem, đến quan sát trận chiến đấu này. Tại nàng trong nhận thức biết, Lâm Dật là không bằng gơ cấp C người mạnh hơn, cũng không thể nào là cấp A đối thủ. Mà ý nghĩ của nàng là, thông qua trận chiến đấu này, đến quan sát Lâm giật mức độ. Làm Lâm cảnh chiến nhi tử, hắn đại biểu, tuyệt không chỉ là chính hắn. Ngoài dữ liệu, hai người quá trình chiến đấu, để mung rất là kinh thắng. Lâm giật biểu hiện ra trình độ, thật to vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng tự nhận là, tại Lâm giật cái tuổi này, còn không đạt được nàng trình độ này. Nhưng càng làm cho mung không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà lấy thân thể của mình vì bẫy rập, dẫn dụ gơ rác mắt câu, cũng cuối cùng đem hắn chế phục. Cũng hoàn toàn là khi đó, nàng đã hoàn toàn công nhận lâm giật. Nhưng nàng cũng không hề lộ diện dự định, hai vết đau chém, còn không cần mệnh của hắn. Sau đó, làm có ngoài hai người xuất hiện về sau, muôn cho rằng, lâm giật sẽ lấy thỏa hiệp thái độ, sử dụng gơ rác làm yểm hộ, sau đó trốn rời hiện trường, về sau lại tìm cơ hội, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà trực tiếp đem gơ rác giết chết. Mà khi đó, muôn muốn ra tay nữa ngăn cản, đã không kịp. Cho nên, ngươi là cha ta phái người tới. Cái này không thể trả lời. Muốn nói ra. Ngươi có thể hướng thượng đế cầu nguyện, nhìn hắn có thể hay không báo mộng nói cho ngươi. Không đến mức làm thần bí như vậy đi. Lâm giật nghe răng trận mắt cười rộ lên, hai người các ngươi không có cái gì không thể nói cho người sự tình đi. Muôn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả. Nếu như ta nói cho ngươi là đâu? Vậy ngươi xem như mắt lừa bị lừa gạt, tiền của hắn đều tại mẹ ta cái kia đâu, đoán chừng ngươi cũng lấy không được chỗ tốt gì xuyên qua kính chiếu hậu, muôn mắt nhìn Lâm vật, cười lớn nói. Ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng. Lâm vật cũng mắt nhìn lái xe chân dài ngự tỷ. Thiên hạ trời mưa, nương phải lập gia đình, loại sự tình này cũng không phải ta có thế quản, chỉ cần đừng cho ta làm cái tiểu mụ đi ra là được rồi. Thật không nhìn ra, ngươi vẫn rất bảo thủ. Không phải bảo thủ, ta hiện tại đều có bốn cái mẹ, tương lai có thể sẽ càng nhiều, ta đều sợ chính mình không nhớ được. Ha ha. Ngươi câu trả lời này ta rất ưa thích. Muôn cười thập phần vui vẻ, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn giết gơ rác đâu, lấy ngươi kinh nghiệm, hẳn là có thể nhìn ra, hai người kia không phải ăn chay. Đừng nói là ăn chay, liền xem như ăn sờ hờ di tờ, ta cũng phải giết chết hắn. Lâm giật thở hổn hỉnh, chật vật nói ra. Đêm dài lắm mộng, sai cơ hội lần này, tương lai lại nghĩ giết hắn, thì không dễ dàng. Nhưng lấy thân phận của ngươi, chỉ cần đem người cứu ra, liền xem như thành công. Không. Lâm giật cau mày, có chút suy yếu. Hắn nhất định phải chết nợ máu trả bằng máu, đây là quy củ. Ngươi đừng ngủ, lập tức tới ngay. Muôn lớn tiếng nói. Lần này lâm giật không có trả lời. Coi như thân thể tố chất của hắn khác hẳn với thường nhân, nhưng ở chảy nhiều như vậy huyết tình huống dưới, cũng sẽ tiến vào suy yếu cùng hôn mê trạng thái. Mẹ nó. Hung hăng một chân đạp xuống chân ga, muôn gia tốc hướng về sứ quán lái đi, cũng tại sau 5 phút, chạy tới chỗ cần đến. Mở cửa. Trên xe có các ngươi người. Muôn hướng về phía cửa thủ vệ hô to thủ vệ rất cẩn thận cũng không có cho đi trước tiên tiến lên kiểm tra đừng mẹ hắn kiểm tra lại kiểm tra người liền chết phía trên là trong các ngươi vệ lữ đội trưởng muôn lúc này xuống xe ý nghĩ của nàng rất đơn giản nhất định phải nhanh đem người đưa trở về mà lúc này đứng ở trong sân hút thuốc trương siêu việt cùng triệu vân hổ nghe được muôn thanh âm về sau bản năng lao đến lão đại khi thấy hôn mê bất tỉnh máu me bè bét khắp người lâm giật về sau trước tiên mở cửa xe đem hắn từ bên trong ông đi ra trương siêu việt ông lấy lâm vật hướng bên trong chạy triệu vân hổ cẩn thận nhìn lấy muôn ngươi là ai ta là ai không trọng yếu người cho các ngươi trả lại là được rồi muôn nói ra bụng có hai vết đau chém ở ngực chịu một thương nhanh điểm cứu giúp cũng không có vấn đề nói xong muôn chuẩn bị phía trên xe rời đi triệu vân hổ tiến lên nắm lấy bờ vai của nàng ngươi còn không thể đi hô thông muôn quay người một chân đá triệu vân hổ trên thân cái sau bị một chân đá bay đối đãi nữ sĩ muốn ưu nhã không nên quá thô lỗ nói muôn phía trên xe rời đi nhiệm vụ của mình cũng coi là hoàn thành triệu ca truy không truy thủ vệ vội vàng hỏi đuổi kịp cũng không dùng đâu nữ nhân này các ngươi không đối phó được tối thiểu nhất không có ác ý triệu vân hổ che ngực tỉnh táo nhìn lấy muôn rời đi phương hướng bản năng tại nói cho hắn biết vừa mới động thủ thời điểm nữ nhân kia che giấu thực lực nếu không lấy trình độ của chính mình nàng có thể một chân đem chính mình đá chết ngươi tại cái này trông coi, vô luận lại đến người nào, nhất định phải đi qua thẩm tra mới có thể đi vào. Biết. Thủ vệ trả lời. Cùng lúc đó, nhìn đến cả người là huyết lâm giật, trong quán loạn làm một đoàn. Có vết đau cùng vết thương đạn bắn, được nhanh điểm xử lý. La Kỳ nói ra. Nhanh đi chuẩn bị phòng y tế, đừng chậm trễ thời gian, còn có, lâm ca cần truyền huyết, ai là ai nhóm máu. Ta là. Ta cũng vậy. Tiếu băng cùng Tùy Cường nói ra. Nhanh điểm, đến quốc ta ngắn ngủi bối rối về sau mọi người rất nhanh dẫn tới nhiệm vụ của mình đem lâm vật dẫn tới phòng y tế tiếu băng cùng tùy cương cũng bắt đầu vì lâm vật truyền máu đối lâm vật cứu chữa cũng theo lúc này chính thức bắt đầu tuy nhiên nơi này không có độ chính xác cao dày chữa bệnh máy móc nhưng lớn nhất thứ căn bản đầy đủ mọi thứ dùng để xử lý lâm vật thương tổn miễn cưỡng còn đủ cầm đau người là la kỳ ở thời điểm này nàng thể hiện ra không có gì sánh kịp tỉnh táo tinh tế xử lý mỗi một chi tiết nhỏ đến cùng xảy ra chuyện gì? Người kia là ai a? À? Trong khu vực quản lý công tác nhân viên, nhỏ giọng hỏi. Tại bọn họ trong ấn tượng, thảm liệt như vậy hình ảnh, chỉ sợ chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn đến. Chương 2741 Bị vây quanh Nguồn Mê truyện audio com Ta cũng không biết, nhưng tự như là những người này tổ trưởng. Đừng tại đây xì xào bàn tán, thật tốt trong coi, nếu như bọn họ có cần, trước tiên thỏa mãn bọn họ tất cả yêu cầu, người nào cũng không thể mập mờ nói chuyện chính là cái tóc ngắn nam nhân cũng đứng ở bên ngoài trông coi lãnh đạo ngươi cho chúng ta lộ ra chút thôi người này đến cùng là ai a à, dưới tình huống bình thường không có khả năng thụ thương nặng như vậy đi cụ thể thân phận ta cũng nói gọi không cho phép nhưng nghe lão đại đề cập qua một câu nói bọn họ là một đám chánh thức đánh đầu lâu vẫy nhiệt huyết người tóc ngắn nam nhân thở dài nói cái thế giới này cũng không phải là chúng ta nhìn đến như thế hòa bình là bởi vì có những người này yên lặng gánh chịu hết thảy nghe xong tóc ngắn năm người, hai người công tác nhân viên, toàn thân tóc gáy dựng lên, lên một thân nổi da gà. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía phòng điều trị thời điểm, ánh mắt kiên định, nỗi lòng tôn kính. Một bên khác, Khâu Vũ Lạc cầm điện thoại di động, đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh, đem sự kiện này báo cáo nhanh cho Lưu Hồng. Có nguy hiểm tính mạng a? À? Hẳn không có, nhưng cần nghỉ ngơi mấy ngày. Khâu Vũ Lạc trả lời. Lục lão muốn nói chuyện với ngươi. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến Lục Bắc Thần thanh âm biết là làm sao tạo thành a cái này còn không rõ ràng lắm nhưng có thể đem hắn đánh thành như vậy người cần phải đến cấp a lục bắc thần yên lặng gật đầu các ngươi cố gắng nhìn lấy hắn có nhu cầu cứ việc nói bên kia người sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi cảm ơn lục lão khâu vũ lạc nói ra chuyện cụ thể chờ hắn tỉnh về sau ta để hắn cho ngài trả lời điện thoại không cần lục bắc thần nói ra hắn chính giận ta đâu đoán chừng cũng không quá muốn nói với ta lời nói, chỉ cần hắn không có việc gì là được rồi. Vâng. Còn có, pho tượng đã đang trên đường trở về, không cần nhớ thương. Minh Bạch. Nói xong lâm Dật tình huống, lục bắt thần liền cúp điện thoại. Khâu Vũ Lạc yên lặng đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh, chờ đợi lấy kết quả. Đi qua hơn một giờ về sau, lâm Dật ở ngực viên đạn lấy ra ngoài, hai vết đau chém, cũng tiến hành hoàn mỹ khâu lại. Còn lại cũng là chậm rãi khôi phục, chờ đợi lâm Dật thức tỉnh. Có nghiêm trọng không? có thể hay không lưu lại hậu di chứng nhìn đến la kỳ đi ra dư tư dĩnh hỏi vết đau vấn đề không lớn tránh khỏi chỗ yếu hại nhưng vết thương đạn bắn có chút nguy hiểm nếu như lại lệch một cm chúng ta liền phải mở lễ truy điệu vậy là tốt rồi mọi người như trút được gánh nặng nhưng giữa lẫn nhau bầu không khí vẫn như cũ rất ngột ngạt đều tổn thương thành tình trạng như thế này như vậy chuyện này nghiêm trọng trình độ chỉ sợ đến một cái không cách nào thu tràn trình độ nhưng giờ này khác này mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng chỉ chờ lâm giật tỉnh lại để bọn hắn nợ máu trả bằng máu đại ước sau một tiếng lâm giật theo trong hôn mê tỉnh táo lại lão đại khâu vũ lạc cùng một tổ người đều vây lại lâm giật đau hít vào một ngụm khí lạnh nhẹ răng toét miệng nói đừng giống mở lễ truy điệu giống như không cần nhớ thương lâm ca ngươi quá phận lâm giật tỉnh vốn là kiện tất cả đều vui vẻ sự tình nhưng tiếu băng nước mắt lại đùng đùng không dứt rơi xuống mỗi ngày nói một tổ người muốn đoàn kết vừa đến khớp nối thời khắc, thì chính mình chạy, ngươi đem chúng ta làm thành cái gì? Tiếu băng ngang cái đầu, gương mặt bên trên nước mắt gợn sóng, cuộc cường không nhìn tới lâm giật. Một tổ những người khác, cũng đều không nói chuyện, trong lòng của bọn hắn cũng đều không thoải mái. Đây không phải trung vệ lưỡng nhiệm vụ, là chuyện riêng của hắn, cho nên không muốn liên lụy các ngươi. Thời khắc mấu chốt, khâu vũ lạc đứng ra hòa giải. Ở thời điểm này, nàng thấy rõ một việc. Một tổ đã không phải là trung vệ lưỡng một tổ, mà chính là lâm giật một tổ. Các ngươi những người này, không chỉ có không thành gia không có hài tử, thậm chí ngay cả cái bạn bè trai gái đều không có, nếu như các ngươi ngã xuống, gia tộc tương lai liền xong rồi. Lâm vật hoạt động một chút. Ta không thể trở thành các ngươi gia tộc tội nhân. Lão đại. Tùy cường thấp giọng nói. Gia tộc của chúng ta, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sợ chết thì không đến trung vệ lửa. Ta biết, nhưng ta có cần phải, bảo hộ các ngươi an toàn. Được rồi, các ngươi đừng tại đây lề mề chậm chạp, làm ta lên một thân nổi da gà vẫn là nói điểm chính sự đi. Khâu Vũ Lạc nhìn lấy Lâm Vật nói ra, người cái này một thân thương tổn là làm sao làm? Ta đem gơ rác giết. A. À. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Liên quan tới gơ rác sự tình, bọn họ đều rất rõ ràng. Đối phương thế nhưng là thực sự cấp A cao thủ, coi như Lâm Vật mạnh hơn cũng chỉ là cấp C. Cả hai ở giữa chênh lệch, không chỉ là dựa vào thiên phú liền có thể bù đắp, nhưng giết gơ rác quá trình. Bọn họ đã không muốn quan tâm, nhìn Lâm Vật vết thương trên người, liền biết có bao nhiêu hung hiểm. Lấy thân phận của hắn, giết hắn sẽ tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền, cần phải cẩn thận phòng bị. Dư Tư dĩnh nói ra, có chuyện các ngươi không biết, hắn đã bị quốc hội miễn chức, giết cũng liền giết. Ta nói gần nhất làm sao gió êm sóng lặng, bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có chứ, nguyên lai là chết rồi. Ta đoán chẳng mấy chốc sẽ có. Lâm Vật nói ra, lần này thay đổi nhân sự rất không tầm thường coi như ta náo động lên không nhỏ động tĩnh đạo gửi tới kế hoạch của bọn hắn thất bại lấy gơ rác thân phận cùng quá khứ công huân cũng không có khả năng trực tiếp đem hắn lột xuống tới cho nên trong này khả năng còn kèm theo bọn họ đảng phái đấu tranh suy tư vài giây đồng hồ khâu vũ lạc nói ra dựa theo nhân sự của bọn họ an bài thế chỗ gơ rác công tác người có thể là kem hoặc là mason là ai cũng không đáng kể nhưng bước kế tiếp khả năng liền muốn đối chúng ta động thủ vậy bây giờ nên bắt tay vào làm rút lui, nếu không rất dễ dàng bị bọn họ vây ở chỗ này. Dư tư dĩnh nói ra. Tất cả mọi người rất rõ ràng, coi như phát sinh ác tính sự kiện, chỉ cần trốn ở chỗ này liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng thủy chung ở tại đây cũng không phải là biện pháp, không có thể làm cho mình chỗ đang bị động dưới hình thế, nếu không nguy hiểm đem ở khắp mọi nơi. Ta đoán hiện tại đã chậm. Lâm giật nói ra. Vô luận là Mason vẫn là Campbell, bọn họ đều là quan chỉ huy ưu tú, tại thu hoạch được chỉ huy quyền về sau, khẳng định sẽ trước tiên lấy hành động. Khâu Vũ Lạc ánh mắt đi lòng vòng, siêu việt, kỳ kỳ, các ngươi đi ra xem một chút tình huống. Từng. Hai người quay người đi ra ngoài, mọi người tiếp tục thương lượng đến tiếp sau sự tình. Thông báo lửa bên trong người, để bọn hắn thật tốt ra một chút gơ rác, ta luôn cảm giác người này không đơn giản, trên người hắn khả năng cất giấu bí mật. Người cái gọi là bí mật là cái gì? Ta cảm thấy hắn lần hành động này, quá cấp tiến. Lâm giật nói ra liên quan tới pho tượng nghiên cứu, là một hạng thời gian dài công trình, coi như chúng ta nắm bắt tới tay, cũng không có khả năng tại một năm nửa năm bên trong thì nghiên cứu ra thành quả, hắn không cần nóng lòng nhất thời, giống như bị điên phát động phản công, hoàn toàn có thể dùng càng ổn thỏa phương thức, đến đối trung vệ lữ tiến hành trả thù đã kích, cũng sẽ không dẫn tới trên quốc tế rất nhiều chỉ trích.